Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là chủ động tranh thủ cơ hội lần này, còn cam đoan muốn đích thân bắt được Khương Phàm. Đáng tiếc, lại làm hư hại. Ngươi ngẫm lại chính ngươi đi, tìm không thấy Khương Phàm, ngươi lấy cái gì bàn giao với Tam Hoàng tử? Tam Hoàng tử phải giải thích với Hoàng thất, đầu tiên sẽ đem ngươi đẩy ra ngoài. Phiền Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một hồi, hừ một tiếng, cưỡi bôn lôi điêu rời khỏi nơi này. Chúng ta đi mau, Dạ An Nhiên cũng không dám chỉ hoãn, cõng Khương Phàm chê y lưng rời khỏi. Người của Khương gia dọc theo vết tích Khương Phàm đốt cháy lưu lại, đuổi theo ra mấy chục dặm, nhưng vết tích đột nhiên gãy mất, người cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục tìm, nhất định trước khi Cửu Tiêu cung đuổi đó phải tìm được Phàm Nhi. Khương Hồng Võ khẩn trương lo lắng an nguy của Khương Phàm, nếu như trốn đi còn tốt, chỉ sợ bị người nào đó bắt đi. Ngay lúc đó trong thân thể Phàm ca ca đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức rất đáng sợ, ý thức cũng rất hỗn loạn, ta sợ hắn tiêu hao quá lớn mà hôn mê. Khương Uyển Nhi hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, lòng còn sợ hãi. Một khắc kịch biến vừa quỷ dị vừa kinh khủng để linh hồn của nàng đều run rẩy. Trước khi hắc ám giáng lâm, bọn hắn không tìm được Khương Phàm, lại chờ đến Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử không để ý nguy hiểm đại hoang sắp bao phủ, thét lên ra lệnh lấy Cửu Tiêu cung cùng võ viện vây quét Khương Hồng Võ. Song phương triển khai ác chiến thảm liệt ở chỗ sâu trong đại hoang. Khương Hồng Võ điên cuồng áp chế Tống Thiên Hùng, lôi hỏa bão táp lay động đại hoang. Nhưng tộc nhân Khương gia thương vong thảm trọng, rất nhanh gánh không được số lượng đối phương vây quét gấp hai lần bên mình. Cũng may màn đêm rất nhanh giáng lâm, hắc ám như giống như mực đậm bao phủ đại hoang, mãnh thú ác linh nóng nảy tàn phá bừa bãi. Song phương quả quyết tách ra. Khương Vương phủ trốn vào hẻm núi, dùng tượng đá thả ra quang minh chống cự lại hắc ám xâm nhập, nắm chặt thời gian điều trị nghỉ ngơi. Cường giả Cửu Tiêu cung và các trưởng lão Thương Châu võ viện thì trốn đến một chỗ động sâu, mặc dù Tam Hoàng tử mang theo một viên ngọc châu thần kỳ, miễn cưỡng có thể tạo ra quang minh, nhưng phạm vi quá nhỏ, bọn người Tống Thiên Hùng không thể không cai Iota siết hoạt linh văn huyết chiến ác thú. Trong u cốc cách bọn họ ngoài trăm dặm, Dạ An Nhiên ngưng thần ngồi xếp bằng, hai tay nhu hòa huy động, ngưng tụ từng đạo phù văn lộng lẫy như thiên thư phòng ấn cửa hang trước mặt. Trong động sâu, ánh sáng chói lọi, nhưng từ bên ngoài nhìn lại là một màu đen kịt, không ngừng có mãnh thú nhảy vào u cốc, tàn phá bừa bãi gào thét, nhưng tất cả lại đều không có chú ý tới nơi này. Khương Phàm nằm chê y mặt đất, khí tức bình ổn, da thịt trơn bóng, nhìn giống người bình thường, nhưng vẫn chậm chạp không có thức tỉnh. Tỷ tỷ, làm sao hắn còn không có tỉnh? Thanh Văn kỳ quái sờ lấy hơi thở Khương Phàm, rõ ràng đã bình thường. Hẳn là tiêu hao quá độ, thương tổn tới mệnh mạch. Linh anh cảnh bát trọng thiên vậy mà giết lùi linh nguyên cảnh vây quét, rất có thể là thiêu đốt sinh mệnh. Thanh Văn nhẹ gật đầu, tiến đến trước mặt Khương Phàm, nghiên cứu linh văn của hắn. Hắn là linh văn gì? Hỏa văn rất phức tạp, giống như là, một đóa kim liên nở rộ. Hỏa văn. Thời điểm Dạ An nghiên cứu Khương Phàm trong thành Bạch Hổ, nhìn thấy tựa như là hỏa điểu dương cánh. Chẳng lẽ là liệt diễm vặn vẹo, nhìn lầm rồi. Hiện tại ý thức Khương Phàm là một mảnh hỗn độn, các loại hình ảnh bề bộn giống như mưa to hiện lên, lại không nhìn rõ thứ gì. Nhưng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể mình có cỗ năng lượng kỳ dị đang thức tỉnh. Nở rộ từ linh hồn, quét sạch toàn thân, vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn. Ngày thứ hai, hắc ám lui tán, người của Khương ra dòi khỏi sơn cốc tiếp tục tìm kiếm Khương Phàm. Nhưng bọn hắn đều đã có dự cảm không tốt. Một mình Khương Phàm sao có thể sống sót trong bóng đêm? Bọn hắn không chịu từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm trong núi rừng xung quanh. Cửu Tiêu cung rất nhanh đã tìm đến bọn hắn, song phương lại xảy ra một trận ác chiến. Bất quá trải qua một đêm tiêu hao, thực lực giảm lớn. Bọn hắn cũng phát hiện bên trong xác thực không có Khương Phàm, Tam Hoàng tử lập tức mang đi bộ phận cường giả tự mình tìm kiếm Khương Phàm. Hỗn loạn như vậy một mực kéo dài dòng dã 5 ngày. Khương Vương phủ thương vong thảm trọng, Cửu Tiêu cung và Thương Châu võ viện càng mỏi mệt không chịu nổi. Cuối cùng, Khương Hồng Võ gian nan làm ra quyết định, từ bỏ tìm kiếm, toàn tộc xâm nhập đại hoang. Bọn hắn dọc theo đường hạ xuống rất nhiều hắc thủy mã hoàng, dùng máu tươi cai Iota siết thích mãnh thú, làm cho thú triều hỗn loạn. Sau khi Cửu Tiêu cung mấy lần vây bắt không có kết quả, ngược lại còn bị trọng thương, chỉ có thể chật vật lui về thành Bạch Hổ.
một trận biến cố oanh oanh liệt kịch ở thành Bạch Hổ cứ như vậy mà kết thúc. Chỉ là Khương gia chạy trốn và Thánh Linh Văn biến mất vẽ lên cho trận kịch biến này một dấu chấm tròn khó chịu. Trong thành Bạch Hổ, bầu không khí vô cùng khẩn trương, ngoại trừ Huyền Giáp vệ cự linh vệ còn đang tử thủ bên ngoài cứ điểm, rất nhiều tán tu đang lần lượt rút lui, để tránh nhận đả kích Iota CS vô tội. Khương Vương Phủ. Sắc mặt Tam Hoàng tử âm trầm nhìn bọn người Khương Hồng Dương, Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá phía dưới. Ngày mai ta khởi hành về Hoàng Thành phục mệnh. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, các ngươi tiếp tục lưu lại thành Bạch Hổ, hiệp phòng cứ điểm, tuyệt đối không thể để cho Đại Hoàng uy hát Iota Thương Châu. Khương Hồng Dương trùng kiến Khương Vương Phủ, tọa trấn Bạch Hổ Quan. Ai cũng không nên động đến bọn người Yến Tranh, để tránh cứ điểm sinh biến. Ta cho các ngươi thời gian 5 tháng khống chế 8 đại cứ điểm, có thể lôi kéo thì tận lực lôi kéo, không thể lôi kéo liền thay thế. 5 tháng sau, đợi thế cục Bạch Hổ Quan ổn định, bắt Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên đi đến Hoàng Thành. Khương Hồng Dương trần trừ một lúc, hỏi. Dùng danh nghĩa gì động đến bọn hắn? Tiếng Tam Hoàng tử trầm xuống. Ý đồ làm loạn, còn cần ta dạy cho ngươi. Khương Hồng Dương vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhiều lời. Bạch Ngao Thương nói. Điện hạ, đã xác định chặn đánh tại cứ điểm thứ 3 ngày đó là một nữ nhân, một trong 9 vị trưởng lão thượng cung Kim Dương Cung, Lãnh Văn Thanh, cũng chính là người mà nữ nhi Yến Tranh, Yến Khinh Vũ gọi là sư phụ. Nếu như không phải nàng nhúng tay, người của chúng ta sớm đã bắt được Khương Phàm. Ta còn hoài nghi, Lãnh Văn Thanh rất có thể đã đưa Khương Phàm bí mật rời đi. Ta sẽ đích thân bái phỏng Kim Dương Cung, mời Lãnh Văn Thanh giải thích. Tam Hoàng tử rất rõ ràng mình lần này đã làm hỏng việc, không những không thể ổn định Thương Châu, ngược lại còn huyên náo càng thêm hỗn loạn. Hắn nhất định phải làm ra bổ cứu, mới có thể bàn giao với Hoàng thất. Nếu không chẳng những không cách nào thành công, còn có thể nhận trừng phạt. Biện pháp bổ cứu duy nhất chính là ép buộc Khương gia trở về, nhất là Khương Phàm. Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên, còn có Yến Khinh Vũ kia chính là mồi nhử của hắn. Hắn sẽ dùng biện pháp tàn nhẫn nhất, cầu Khương gia trở lại Lang gia quốc. Trong sơn cốc gần cứ điểm thứ 8, một vị lão nhân tóc trắng xóa yên lặng nhìn lên bầu trời, trong hai mắt trống rỗng hiện ra tinh quang sáng chói, quang minh lấp lóe, thần bí lại quỷ dị. Nếu như cẩn thận quan sát, trong hai mắt hắn vậy mà nổi lên lẻ tẻ hình ảnh, chính là bộ dáng Khương Phàm ngày ở trong thành Bạch Hổ bạo tẩu chém giết. Liệt diễm sôi trào, hỏa dực mãnh liệt, còn có linh văn biến hóa chê y chán đều lặp đi lặp lại mà tái hiện trong cặp mắt trống rỗng kia của hắn. Nhất là một khắc Khương Phàm vừa mới bộc phát, hư ảnh bên trong liệt diễm ngập trời dương cánh gáy to kia là Chu Tước. Thật lâu, lão nhân chậm rãi quỳ xuống, hai tay đặt xuống mặt đất, u quang pháp trận quỷ dị thật lớn ầm vang trải rộng, chật ních mỗi một góc sơn cốc. Trầm thấp nỉ non giống như quỷ ngữ thăm thẳm, ngưng tụ thành tự phù, thẩm thấu pháp trận, tan biến vô hình. Thiên Mục đại tướng, lễ bái Cửu U Thâm Không, thần, không phụ sự nhờ vả của thiên hậu, thần Hoàng Kim Thân, đã tái nhập nhân gian, vị trí, Thương Huyền. Nơi nào đó băng lãnh u ám, một bộ hài cốt thiên long dài đến vạn mét vặn vẹo tỏa ra kim quang yếu ớt. Không ngừng có hài cốt từ phía chê y rơi xuống, phiêu tán vào hắc ám phương xa. Hài cốt thiên long bị một thanh huyết kiếm sắc bén xuyên qua cơ thể, còn bị 9 đạo xiềng xích màu vàng tím thô to giam cầm. Đóng đinh bên trong thâm không u ám. Mũi kiếm hướng xuống, chỗ phong mang, một tòa tế đàn cổ lão lơ lửng, tịch liêu im ắng, nặng nề nghiêm túc. Phía chê y có 9 vị tượng đồng cự thú trấn thủ, uy nghiêm, hung hãn, bá liệt, sinh động như thật, lại tràn ngập khí tức cổ lão mà kinh khủng. Bọn chúng giơ cao lợi chảo, nắm chặt xiềng xích cầm tù thiên long, đầu thú buông xuống, kính sợ tế đàn đoàn huyết sắc mê vụ ở chính giữa kia. Mê vụ thăm thẳm bốc lên, xua tan băng lãnh hắc ám. Ngồi xếp bằng bên trong là một bộ xương khô trắng bệch. Đỉnh đầu mũ phượng màu vàng, người khoác khăn quàng vai đỏ tươi, trong tay nâng một cây nến ngọc giống như bạch cốt, ánh nến lại là tinh hồng huyết sắc. Một màn rung động lại quỷ bí này đã tồn tại ngàn năm trong Cửu U Thâm Không này. Thiên hậu, tiếng vang ù ù chấn động tế đàn cổ lão, xiềng xích lay động, rung động cự long nguy nga. 9 pho tượng cự thú chậm rãi nâng đầu thú đã buông xuống ngàn năm lên, thanh âm trầm thấp quanh quẩn tế đàn. Thiên Mục đại tướng truyền âm. Kim Hoàng huyết mạch tái hiện. Thần Hoàng đã trùng sinh. Vị trí, Thương Huyền,
Nguyệt, vạn thế thần triều lại hiện lên Cửu Châu. Nguyệt, Ngô Hoàng đang lâm vô thượng đế vị. Thiên hậu, ngài có thể thả tâm luân trở về. Nguyệt, ngài có thể tìm được thần hoàng. Nguyệt, kiếp sau của ngài không còn bi thống. Chúng thần, cả gan xin mời. Ầm ầm. Chín pho tượng cự thú liên tiếp băng diệt, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, rơi xuống tế đàn, rơi vào bóng tối vô tận. Trước khi sụp đổ, bọn chúng phát ra tiếng gào thét sau cùng, thê lương bi tráng, đinh tai nhức óc, rung chuyển thâm không, lợi chảo tráng kiện mãnh liệt xé rách xiềng xích, làm vỡ nát hài cốt thiên long đã khô cạn, vẩy xuống ánh sáng đầy trời. Trong huyết phụ, xương khô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửu u cuối cùng, một tiếng nói khẽ tản ra xương nến trong tay. Nến diệt, hồn tán. Xương khô hóa thành cho bụi, rơi vào thâm không xa xôi. Mũ phượng khăn quàng vai bay xuống tế đàn. Chỉ có âm thanh kia khẽ nói, xông phá cửu u thâm không giam cầm, tái hiện thế giới chân thật. Thần hoàng, ta trở về. Các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Khương Phàm cuối cùng cũng thức tỉnh từ trong hôn mê, trong mắt lại là một chỗ sơn động chật hẹp, xem ra giống như mới tạo nên. Phía trước còn có hai vị thiếu nữ mỹ lệ, một người cao gầy thanh tú, da thịt trắng nõn như ngọc, đang tò mò nhìn hắn. Lông mi thật dài chớp động, mắt to sáng long lanh hiện ra tia sáng linh tú. Một người thân thể thon dài, phong thái tuyệt lệ, bao quanh lấy phủ văn hoa mỹ, lít nha lít nhít lạc ấn ở cửa hang, cả người đều bị ánh sáng bao lấy. Nơi này cách Bạch Hổ Quan hơn 3.000 dặm, người đã an toàn. Ta gọi Thanh Văn, đó là sư tỷ của ta, Dạ An Nhiên. Chúng ta đã cứu ngươi, không cần cảm ơn. Thanh Văn phất phất tay chào hỏi, đều đã 8 ngày, giờ mới tỉnh. Dạ An Nhiên. Khương Phàm nhìn thiếu nữ trước mặt, vị thiên tài thần bí Thương Châu Võ Viện kia. Phàm công tử, chúng ta đã gặp mặt qua. Dạ An Nhiên cẩn thận phong tỏa cửa hang. Nơi này là nàng tự mình bố trí, mặt ngoài cử động còn có động, có thể giảm nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Vương gia đâu, ta tại sao lại ở đây? Khương Phàm lung lay đầu, ý thức hỗn loạn, một màn ký ức cuối cùng là bị nước sông lao nhanh nuốt sống. Chúng ta chỉ thuận đường nhặt được ngươi, cân nhắc đến Khương Vương Phủ đang bị Cửu Tiêu Cung đuổi bắt, nếu như ngươi trở về ngược lại sẽ cai Iota siết thích đến bọn hắn, nên tự tiện quyết định mang ngươi đi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Khương Vương Phủ đã rời khỏi Bạch Hổ Quan. Khương Phàm đang muốn đứng lên nói tạ ơn, lại phát hiện toàn thân đều là sợi đằng lá cây, quấn 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Ngươi tự thay y phục đi. Thanh Văn lập tức xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại. Khương Phàm lúng túng cười một tiếng, giật sợi đằng xuống, lấy ra mấy bộ y phục từ trong thanh đồng tiểu tháp. Bất quá thời điểm ý thức luồn vào tiểu tháp lại ngoài ý muốn chú ý tới bên trong có thêm một tên tiểu tử. Một đầu tiểu xà, tinh tế non nớt, dài nửa thước, lại có phần đuôi như đao, sau lưng mọc lên 2 cánh, phi thường thần dị. Toàn thân nó đều là vảy màu đen, lóe lên hàn quang lạnh lùng, một đôi mắt nhỏ phiếm hồng ở bên trong tiểu tháp tò mò nhìn quanh. Tiểu gia hỏa vậy mà ấp ra đến rồi. Khương Phàm thay xong y phục, đứng dậy nói lời cảm tạ với các nàng. Cảm tạ hai vị cô nương cứu giúp, Khương Phàm ta nhớ kỹ trong lòng, nhất định sẽ không quên. Phàm công tử có tính toán gì? Thanh Văn nhìn Dạ An Nhiên trước mặt, thay sư tỷ hỏi. Về nhà. Nhà của ngươi đã không còn ở đây. Người đây, nhà ngay đây. Người ở đâu, nhà ngay tại đó. Nếu như bọn hắn sống sót trong đại hoang, sẽ đi đâu? Đi đâu? Khương Phàm nhớ kỹ ngày đó vương gia chỉ là nhắc đến một chỗ, La Phù Sơn Mạch. Nhưng còn chưa kịp giới thiệu cụ thể liền bị Cửu Tiêu Cung đột nhiên xông đến đánh gãy. Dạ An Nhiên cẩn thận khống chế lít nha lít nhít phù văn trước mặt. Nếu như Phàm công tử không để ý, có thể đến Thiên Sư Tông chúng ta ở tạm một đoạn thời gian. Ta có thể giúp ngươi nghe ngóng hướng đi của Khương gia. Thanh Văn lập tức bổ túc một câu. Bằng vào thực lực Thiên Sư Tông chúng ta, không đến 3 tháng, nhất định có thể giúp ngươi tìm tới Khương gia. Trong lòng Khương Phàm bỗng nhiên sinh ra cảnh giác. Hai vị cô nương giúp ta như vậy, không sợ hoàng thất trả thù. Chúng ta không phải đệ tử chính thức của Thương Châu Võ Viện, Thiên Sư Tông chúng ta càng không thuộc về Lang Gia Quốc. Các ngươi là... Khương Phàm chú ý đến phù văn không ngừng dâng lên trong tay Dạ An Nhiên. Giống như là thiên thư phức tạp mà thần bí, vậy mà có thể chống cự hắc ám đại hoang. Đây cũng không phải là linh văn phổ thông, càng không phải là võ pháp phổ thông.
Sinh sống ở Bạch Hổ Quan 8 năm còn chưa từng nghe nói người nào có thể chỉ bằng linh văn võ pháp mà có thể xua tan hắc ám. Chúng ta đến từ La Phù Sơn Mạch. Trùng hợp như vậy à? Khương Phàm càng cảnh giác. La Phù Sơn Mạch ở nơi nào? Thanh Văn dở khóc dở cười. Người ở Bạch Hổ Quan lại chưa từng nghe qua La Phù Sơn Mạch. Ta chỉ ở tại nơi này. Dạ An Nhiên một bên chống cự lại hắc ám, một bên giới thiệu. Ngoài Lang Gia quốc gia còn có tứ đại cương vực, Nam Cương, Đông Cương tương đối an bình, Bắc Cương, Tây Cương thì thế cục nguy cơ. Bắc Cương giáp giới với Đại Hoang, luôn gặp phải ác linh mãnh thú uy hát yêu ta, cho nên đồn trú 2 triệu thiết quân, bố trí 3 đạo phòng tuyến. Thương Châu thuộc về đạo phòng tuyến đầu tiên đoạn trước nhất, tương đương với luồn nắm đấm vào Đại Hoang. Tây Cương giáp giới La Phù Sơn Mạch. La Phù Sơn Mạch bởi vì địa thế phức tạp, bí cảnh đông đảo lại có phạm vi rộng lớn, cho nên phân bố vô số tông môn bộ lạc, trong đó mạnh nhất là La Phù Thập Bát Tông. Lang Gia Quốc từ khi kiến quốc mới bắt đầu đã kiêng kỵ La Phù Sơn Mạch, ở Tây Cương bồi dưỡng lượng lớn tông môn, sáng tạo Hoàng Gia Võ Viện, tiến hành liên hợp chống cự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Phù cùng Tây Cương mặc dù không giống Bắc Cương hàng đêm ác chiến, nhưng cũng là thường xuyên hỗn chiến chém giết. Thiên Sư Tông chúng ta chính là một trong La Phù Thập Bát Tông. Khương Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói La Phù Sơn Mạch, và thế cục Tây Cương. Ngươi không chỉ có cứu ta, còn muốn giúp ta tìm Khương gia, có điều kiện gì? Trong mắt Phàm công tử cũng chỉ có điều kiện. Ta chỉ tin điều kiện. Thời điểm lần đầu tiên Khương Phàm nhìn thấy Dạ An Nhiên cũng cảm giác nữ nhân này đang chú ý hắn. Hắn thậm chí hoài nghi lúc ấy Dạ An Nhiên liền phát hiện hắn là Kim Viêm Thánh Văn. Hiện tại vừa cứu giúp, lại hỗ trợ, muốn nói không có mục đích, hắn tuyệt không tin tưởng. Chỉ cần Phàm công tử bái nhập Thiên Sư Tông môn chúng ta. Nếu như thân phận ta bại lộ, cô không sợ gây tai họa cho Thiên Sư Tông. Lang Gia Quốc không dám khiêu chiến La Phù Sơn Mạch. Khương Phàm lẳng lặng nhìn bóng lưng Dạ An Nhiên, tự định giá một hồi. Chỉ sợ cô không chỉ muốn ta gia nhập Thiên Sư Tông đơn giản như vậy. Nếu như La Phù Thập Bát Tông thật mạnh như vậy, cô còn cần đến Thương Châu Võ Viện tị nạn. Thanh Văn lập tức tranh luận. Ai nói chúng ta đến tị nạn? Các cô có tông môn không ở, lại ngoài vạn dặm đến Thương Châu Võ Viện, không phải tị nạn, chẳng lẽ còn đi học võ? Coi như Thương Châu Võ Viện thật có võ pháp đặc thù gì thì sẽ truyền cho hai đệ tử không nghi thức các cô sao? Thanh Văn khẽ nhếch môi. Không phản bác nên lời. Thiên Sư Tông gặp phải phiền toái, nếu C có thể tương trợ, ta tất tận hết khả năng, giúp ngươi tìm được Khương gia. Nếu như tình huống cho phép, Thiên Sư Tông chúng ta còn có thể bảo trụ Khương gia. Dạ An Nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm rất nhanh đã suy ra nhiều như vậy, nhưng càng như vậy, càng chứng minh lựa chọn của mình đáng giá. Phiền toái gì? Thiên Sư Tông bị xa lánh, có khả năng bị trục xuất khỏi 18 tông. Cô muốn ta làm cái gì? Ngươi hiện ra thực lực, chúng ta hiện ra tư thái. Chỉ đơn giản như vậy. Không đơn giản. Dạ An Nhiên chỉ lo lôi kéo Khương Phàm, lực chú ý hơi phân tán, phù văn kết giới lập tức xuất hiện yếu bớt. Rầm rầm. Phù văn chịu trọng Kaiota CS, chia 5 xẻ 7, một lợi chảo lông xanh quấn quanh đầy xiềng xích hắc ám, lớn chừng như cối xay, sát khí bức người, chụp về phía Dạ An Nhiên. Sư tỷ, Thanh Văn kêu lên sợ hãi, bị dọa đến trực tiếp cứng người tại chỗ. Khương Phàm giật thanh đồng tiểu tháp xuống, như thiểm điện vọt ra ngoài, linh văn phát sáng, kim viêm sôi trào, lập tức thức tỉnh đỉnh nhỏ đồng thau, chống lên từng vầng ánh sáng lớn. Lợi chảo trùng điệp đập vào bên chê y thanh đồng tiểu tháp, phát ra tiếng oanh minh niếc tai, đè ép thanh đồng tiểu tháp xông vào chê y người Khương Phàm. Ngực Khương Phàm vỡ vụn, kêu thảm bay về trong động. Lợi chảo lông xanh bị thiêu đốt, cũng chật vật lui về. Dạ An Nhiên lập tức ổn định tâm thần, phóng thích phù văn, đan dệt ra chồng chất bình chướng, che giấu sơn động trong ánh sáng. Khương Phàm, Dạ An Nhiên, Thanh Văn, đều đề khí ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón lấy quân địch. Bên ngoài sơn động bạo động một hồi, dần dần khôi phục bình tĩnh. Khương Phàm kịch liệt ho khan, toàn thân giống như tan rã, đau đến mặt đều bị bóp méo. Thật có lỗi, là ta chủ quan. Dạ An Nhiên không còn dám phân thần, cố gắng bảo toàn phong ấn sơn động. Linh vật trong tay ngươi là cái gì? Thanh Văn đưa tới cho Khương Phàm một viên đan dược, kinh ngạc nhìn tiểu tháp khôi phục lại bình tĩnh,
không nghĩ tới thứ không đáng chú ý này lại còn là một bảo bối. Mình tiết kiệm tiền. Khương Phàm ăn vào đan dược, cảnh giác bên ngoài. Đó là mãnh thú gì, tùy ý vỗ mà suýt chút nữa muốn mạng của hắn. Xem ra nơi này xác thực đã đến khu vực cực sâu trong đại hoang. Phàm công tử, người nguyện ý đến Thiên Sư Tông không? Người chỉ cần làm đệ tử Thiên Sư Tông một năm sau đi hay ở, ta tuyệt đối không cưỡng cầu. Trong lúc ngươi ở lại Thiên Sư Tông chúng ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi tăng thực lực lên. Dạ An Nhiên tiếp tục mời Khương Phàm, Thánh Linh Văn này đối với nàng, đối với Thiên Sư Tông đều quá trọng yếu. Cùng chúng ta trở về đi, coi như trả ân tình chúng ta cứu mạng ngươi. Thanh Văn không xác định rằng đưa một người điên về Thiên Sư Tông là phúc hay là họa, nhưng nếu sư tỷ kiên trì, nàng chỉ có thể thuận theo. Khương Phàm cẩn thận suy nghĩ, nói. Vương gia bọn họ tựa như là đi La Phù Sơn Mạch. Bọn họ đi đường vòng, là. Dạ An Nhiên cùng Thanh Văn đều thật bất ngờ, Khương gia chạy tới nơi đó làm cái gì, chẳng lẽ là tìm kiếm che chở. Ta làm đệ tử Thiên Sư Tông, các ngươi giúp ta tìm Khương gia. Sau 5 ngày, bọn hắn dọc theo biên giới Đại Hoang đi vào La Phù Sơn Mạch. Ở giữa Đại Hoang và La Phù Sơn Mạch chỉ cách một đầu đại giang, sông lớn, lao nhanh. Kỳ quái là hắc ám vậy mà sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây. Hắc ám đại hoang đã bắt đầu từ ngàn năm trước, không ai biết nguyên nhân cụ thể. Đột nhiên có một ngày như vậy, mỗi khi bóng tối bao trùm, đại hoang sẽ lâm vào bạo động vô tận. Dạ An Nhiên nhìn lại rừng rậm nơi đại hoang, nghe nói nơi đó đã từng giống như La Phù Sơn Mạch, cũng trải rộng tông môn bộ lạc, nhưng lại trong vòng một đêm bị mãnh thú bạo loạn nuốt hết, từ đây không người nào dám đến nơi đó khai tông lập phái nữa. Ngàn năm trước, Khương Phàm không biết vì cái gì, trong lòng giống như có thứ gì đó Kaiota siết thích. Chúng ta đi nhanh đi, còn có 3 ngày có thể đến Thiên Sư Tông. Dạ An Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt tuyệt nhiên. 3 năm, Dạ An Nhiên ta trở về, phụ thân hẳn là chờ đến gấp. Thanh Văn nói với Khương Phàm đi ở một bên. Qua mấy ngày nữa đúng lúc là lễ lớn mà các tông La Phù Sơn Mạch thu đồ đệ, sẽ phi thường náo nhiệt. Thiên Sư Tông đã xuống dốc thảm hại, chẳng mấy chốc sẽ bị ném ra khỏi hàng ngũ 18 đại tông. Các ngươi còn tụ ở chỗ này làm gì? Bồi tiếp bọn hắn cùng chết sao? Trước sơn môn Thiên Sư Tông, một đám thanh niên nam nữ tụ ở chê y chỗ cao, gõ chiêng đánh trống, hét lớn về phía đám người tham gia khảo hạch thu đồ đệ của Thiên Sư Tông bên dưới. Không kiêng nể gì cả. Còn đốt giấy để tang. Mau tới gia nhập Kim Cương Tông chúng ta đi. Chỉ cần các ngươi là con dân thôn xóm La Phù Sơn Mạch, nên rất rõ ràng khí thế Kim Cương Tông chúng ta hiện tại như thế nào. Qua mấy tháng nữa chính là Đại hội La Phù, Kim Cương Tông sẽ toàn diện thay thế Thiên Sư Tông. Thiếu niên cao lớn cường tráng phía trước nhất vung roi ra mãnh liệt quật bầu trời. Bùi Tử Phong, đừng khinh người quá đáng. Một thiếu niên anh Tuấn mang theo các đệ tử Thiên Sư Tông lao ra, giận dữ mắng mỏ bọn hắn. Năm nay người báo danh Thiên Sư Tông vốn không nhiều. So với dáng vẻ các tông khác náo nhiệt chen chúc thì quả thực là keo kiệt. Bọn hắn nháo trò như thế, không biết có bao nhiêu người do dự muốn thối lui ra khỏi. Lão tử gào to hai câu ăn thua gì tới ngươi, nơi này là lãnh địa Thiên Sư Tông các ngươi sao? Ở một bên đợi đi. Bùi Tử Phong hoàn toàn không nể mặt hắn, bỗng nhiên co trường tiên lại, kéo cuống họng hô to. Quặng mỏ tinh thạch của Thiên Sư Tông chỉ còn 5 tòa, lấy cái gì nuôi những đệ tử các ngươi đây? Các ngươi không dùng tinh thạch, lấy cái gì tu luyện? Không cần vội vã báo danh, nghĩ rõ ràng rồi hãy quyết định, đây chính là đại sự cả đời. Sắc mặt thiếu niên bị nhục nhã tái xanh, dùng sức nắm chặt nắm đấm, kiếm văn lăng lệ chê y chán lóe ra cường quang, trần chờ liên tục lại cố kiềm nén lại. Bùi Tử Phong liếc mắt nhìn hắn, cất tiếng cười to. Thấy rõ ràng, đây chính là đệ tử thiên tài Thiên Sư Tông, Cổ La. Một đệ tử thiên tài đều sợ đến dạng này, các ngươi gia nhập Thiên Sư Tông còn có tiền đồ gì? Bùi Tử Phong, ngươi chán sống rồi. Cổ La giận tím mặt. Nổi giận lên rồi, phụ mẫu ơi nó đến đánh ta. Tới tới tới. Bùi Tử Phong thả người nhảy xuống tảng đá, dùng sức đập tay lên cổ của mình. Cho ngươi một cơ hội, một kiếm đánh chết ta. Muốn chết? Toàn thân Cổ La bộc phát cường quang kinh người. Hóa thành kiếm khí lăng liệt trải rộng ra mấy chục mét, hoa cỏ xung quanh trong nháy mắt vỡ nát, mặt ngoài cây rừng đầy vết kiếm. Sư huynh, tuyệt đối không thể. Các
Các đệ tử Thiên Sư Tông tranh thủ thời gian ngăn lại, bọn hắn không thể trêu vào người này. Cổ La Hồng Hộc thở hổn hển, cố nén lửa giận, thấp giọng nói. Làm người nên lưu một đường, đừng làm gãy mất đường lui của chính mình. Bùi Tử Phong hé mắt. Ngươi đang cầu xin ta. Ta đang nhắc nhở ngươi. Ha ha. Bùi Tử Phong cao giọng cười to. Cổ La vừa mới cầu xin ta tha thứ, cầu ta tha cho hắn, vậy ngươi mau quỳ xuống cho ta. Bùi Tử Phong, tên vô lại nhà ngươi. Cổ La giận dữ mắng to, cố nén kiếm khí kém chút đập tới. Đủ rồi. Các trưởng lão phía trước Thiên Sư Tông nhìn không được nữa, đang muốn lên tiếng ngăn lại, bỗng một tiếng quát to truyền ra từ trong rừng cây. Sợ hàng. Bùi Tử Phong nhổ nước miếng đối với Cổ La, sau lại quay đầu nhìn sang. Kết quả không nhìn không sao, vừa nhìn thì đứng hình. Biển người trước Thiên Sư Tông cấp tốc an tĩnh, ánh mắt kinh diễm nhìn về phía trước. Dạ An Nhiên từ trong rừng đi tới, một bộ áo tím đón gió mà tung bay, tóc dài như trút xuống, da trắng nõn nà, mắt như sao sớm, phảng phất như tinh linh, nói không hết mỹ lệ thanh nhã. Vị cô nương này vô cùng lạ mắt, cũng là đến báo danh. Bùi Tử Phong lập tức đi đến phía trước, không chút kiêng kỵ nhìn từ trên y xuống dưới. Mỹ nữ nha! Đây mới gọi là mỹ nữ nè! Nhìn một chút đã toàn thân khô nóng, hận không thể trực tiếp kéo vào người. Dạ An Nhiên khẽ mở môi đỏ, phun ra một chữ. Lan! Hai mắt Bùi Tử Phong tỏa ánh sáng, cười tà nói. Tốt, cùng một chỗ lăn. Cổ La nhìn kỹ thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện kia, có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhớ ra được là ai. À! Rất nhiều trưởng lão đều đứng dậy nhìn sang, càng xem càng quen thuộc. Một lát sau sắc mặt hơi biến, nàng còn sống. Lan! Thanh Văn hướng về phía trước, y phục rực rỡ như hoa, trường kiếm trắng hơn tuyết, đe dọa nhìn Bùi Tử Phong. Tốt tốt, ba người chúng ta cùng một chỗ, thể trạng này của ta vẫn là có thể. Bùi Tử Phong dùng sức vỗ ngực một cái, nháy nháy mắt với Thanh Văn, nha nha nha, cái này cũng không tệ, phấn nộn, còn có chút ngạo khí, ta thích. Khương Phàm đứng ở giữa các nàng, giằng co với Bùi Tử Phong. Kim Cương Tông đều là người tài giỏi như ngươi thế sao? Bùi Tử Phong quan sát Khương Phàm một chút. Ngươi là ai? Cút sang một bên. Ngươi nháo sự. Ta mặc kệ, ngươi muốn chết, ta có thể giúp một tay. A, à, hắc, rốt cuộc cũng đứng ra một tên cứng rắn. Bùi Tử Phong quay đầu cười cười với các đệ tử, thời điểm quay lại là một mặt dữ tợn. Ta muốn chết đấy, ngươi giết chết ta à? Thật sự muốn chết, ta sống đủ, ngươi giết chết ta đi. Bùi Tử Phong đưa tay đẩy chê y người Khương Phàm, kết quả vậy mà không có động đậy, lại đẩy một cái lại càng không có động đậy. Khương Phàm không nhúc nhích tí nào đứng đấy. Ngươi nếu có yêu cầu này, ta liền thỏa mãn ngươi. Muốn chết thế nào đây? Ha ha, có chút ý tứ. Bùi Tử Phong lui lại hai bước, liếc mắt nhìn Dạ An Nhiên, lại nhìn đến Khương Phàm. Một người đánh đối phương ba quyền, ai còn có thể đứng, liền xem như người đó thắng. Có thể. Bất quá, tiểu gia ta thân phận tôn quý, bình thường không bồi một ít lâu la luận võ. Muốn theo ta so, người hạ tiền đặt cược. Có thể. Nếu ta thắng, hắc hắc. Bùi Tử Phong lio ta môi một cái, chỉ Dạ An Nhiên cùng Thanh Văn, ta ác cười nói. Hai người bọn họ, lột sạch y phục, nhảy cho tiểu gia ta. Ngay tại đây. Ha ha. Tốt tốt tốt, tiền đặt cược này tốt. Sư huynh uy vũ, ha ha. Lột, lột sạch. Các đệ tử Kim Cương Tông cất tiếng cười to, khinh bạc huýt sáo. Quá hỗn đản. Cái quái gì? Kim Cương Tông làm sao lại bồi dưỡng một tên xúc sinh như thế? Các đệ tử Thiên Sư Tông cũng nhịn không được, thua thiệt hỗn đản này nghĩ ra. Thanh Văn tức giận đến gương mặt xinh đẹp đều đỏ lên, vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại bị Khương Phàm đưa tay ngăn lại. Có thể. Cái này đều có thể. Ngươi có thể làm chủ sao? Khương Phàm ở sau lưng cùng Dạ An Nhiên các nàng đánh thủ thế. Ngươi có thể thắng ta. Các nàng lập tức sẽ nhảy. Nhảy đến khi tiểu gia ta hài lòng mới thôi. Đương nhiên. Không mảnh vải che thân. Như ngươi mong muốn. Tốt, tiểu gia ta cược. Bùi Tử Phong phấn khởi xoa xoa đôi bàn tay, trắng trợn phất tay. Đều tránh ra cho ta. Các sư đệ, chuẩn bị kỹ càng lấy tiền, chờ một lúc nữa ai muốn nhìn mỹ nữ khiêu vũ, là phải bỏ tiền.
tránh ra, đều lui hết ra. Các đệ tử Kim Cương Tông thô lỗ xô đẩy đệ tử Thiên Sư Tông, thanh lý ra một vòng tròn phạm vi 100 mét. Sư tỷ, Bùi Tử Phong là võ giả luyện thể, Khương Phàm gánh vác được sao? Thanh Văn lo lắng nói nhỏ, đây cũng không phải là trò đùa, nàng cũng không muốn mình và sư tỷ vừa về tông môn liền bị lột y phục. Mặt mũi tông chủ phải để đâu, mặt mũi Thiên Sư Tông phải để đâu? Nhìn trước xem. Dạ An Nhiên không biết Khương Phàm gánh vác được hay không, nhưng biết Khương Phàm không phải người ngu. Chờ sau khi người Thiên Sư Tông thanh tràng, Bùi Tử Phong lung lay cánh tay, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Tiểu gia ta thân phận tôn quý, ta bắt đầu trước. Chớ nóng vội bắt đầu, nếu như ta thắng thì sao? Ngươi thắng, ngươi có thể thắng sao? Nếu như ta thắng, đám người các ngươi đây cũng phải lột sạch y phục, ở chỗ này nhảy đủ một giờ. Tốt, tiểu gia ta tiếp nhận, ta bắt đầu trước. Bùi Tử Phong không còn nói nhảm, vung lên nắm đấm thẳng tới Khương Phàm. Mặc dù tính tình hắn cuồng một chút, nhưng tốc độ lại mau đến kinh người, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Khương Phàm, diện mục dữ tợn. Một tiếng bạo hống, như hổ gầm sơn lâm. Vung lên nắm đấm tạo ra tiếng gió chói tai, thẳng đến mặt Khương Phàm. Một quyền này, chừng vạn cân lực quyền. À, rất nhiều nữ đệ tử Thiên Sư Tông kinh hô quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hình ảnh huyết thủy vẩy ra. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, hai tay giao nhau, ngạnh kháng trọng quyền. M thanh trầm đục, toàn thân Khương Phàm run rẩy dữ dội, hai tay kém chút đánh vào trên y mặt, lại ngạnh sinh đón đỡ trọng quyền. A, à, Bùi Tử Phong bất ngờ, thắt lưng gấm quấn lấy trên y chán ra hỏa này, hẳn là linh văn võ giả, vậy mà có thể ngạnh kháng lực quyền vạn cân của mình. Khương Phàm lắc lắc hai tay. Ngươi chỉ có chút ấy lực lượng, chờ lột y phục đi. Cuồng ngạo, để cho ngươi nếm thử cương khí Kim Cương Tông. Bùi Tử Phong lui lại vài chục bước, lần nữa lao đến, trong lúc phi nước đại đột ngột nhảy lên từ mặt đất, toàn thân dâng lên khí lãng chân thực hội tụ vào tay phải, đánh xuống Khương Phàm. Lực quyền vạn cân, phối hợp với cương khí luyện thể. Một quyền này chừng 30.000 cân. Khương Phàm đứng yên ở đó, hai tay giao nhau, lần nữa ngạnh kháng. Bành! Trọng quyền của Bùi Tử Phong ầm vang rơi xuống, đập ầm ầm chê y hai tay. Thân thể Khương Phàm bỗng nhiên chìm xuống, hai chân trực tiếp cắm vào trong đất, thẳng tới đầu gối. Nhưng, Khương Phàm chỉ đứng tại chỗ, đừng nói ngã xuống, lui cũng đều không có lui một bước. Đây là quyền thứ hai, ngươi thật chuẩn bị lột y phục. Hắn có thể gánh vác được sao? Không chỉ có các đệ tử Kim Cương Tông không thể tưởng tượng nổi mà các đệ tử Thiên Sư Tông cũng đều rất bất ngờ. Tiểu gia hỏa này nhìn gầy gò như thế vậy mà có thể chống đỡ được nắm đấm của Bùi Tử Phong. Sắc mặt Bùi Tử Phong âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm một lát, lại nhếch miệng cười. Không nên gấp gáp, còn một quyền cuối cùng. Ngươi còn đang chờ cái gì? Muốn ăn trước ít đồ hay không? Nắm đấm này không đủ sức lực. Khương Phàm rút hai chân ra, lắc lắc hai tay, cả yêu ta sẽ thích Bùi Tử Phong. Bùi Tử Phong nhắm lại mắt, hít một hơi thật sâu. Đá vụn dưới chân rung động, cỏ dại đổ rạp, một cỗ khí lãng mãnh liệt từ toàn thân hắn bộc phát ra. Khi hắn mở mắt, một khắc này, khí thế đại biến, cương khí trong nháy mắt bạo động, toàn bộ hội tụ đến cánh tay phải. Tiểu tử, một quyền này, không đủ sức lực, sẽ còn muốn mạng ngươi. Bùi Tử Phong giống to, nhấc lên cương khí mãnh liệt đánh về phía Khương Phàm. Trước Thiên Sư Tông cấp tốc an tĩnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Thanh Văn cũng nhịn không được mà dùng sức nắm chặt cánh tay Dạ An Nhiên. Nhưng, Khương Phàm không dựng lên hai tay ngạnh kháng như vừa rồi, ngược lại là hướng về phía trước cất bước, vung lên một quyền, thẳng đến Bùi Tử Phong. Trong chớp mắt, mạch máu phồng lên, máu tươi lao nhanh, trùng ca yêu ta xiết toàn thân. Làn da nổi lên hồng quang, toàn thân bốc lên nhiệt khí. Bành! Răng rắc! Song quyền đối ca yêu ta xiết giữa trời. Khương Phàm hoành hành không trở ngại, chấn vỡ nắm đấm Bùi Tử Phong. Bùi Tử Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm bay ra ngoài. A, à, tay của ta. A, à, à, à. Bùi Tử Phong nhìn tay phải rách dưới, hoảng sợ kêu dê y. Ngươi làm gì? Ngươi chỉ có thể ngạnh kháng. Ngươi đây là phạm quy. Các đệ tử Kim Cương Tông quá sợ hãi, chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Nắm đấm cũng là bộ vị chê y người ta. Dùng nắm đấm kháng,
khác nhau ở chỗ nào? Nếu như các ngươi không phục, vậy vừa rồi xem như ta đánh quyền đầu tiên. Toàn thân Khương Phàm bốc hơi nóng, bỗng nhiên bạo khởi, xông về phía Bùi Tử Phong đang bị dựng lên tới. Tiếp, quyền thứ hai. Khương Phàm gào thét mà tới, không chờ đối phương kịp phản ứng, trọng quyền bạo phát, tạo ra cương khí mãnh liệt, hung ác đánh vào lồng ngực của Bùi Tử Phong. Thân thể Bùi Tử Phong bỗng nhiên cong lại, miệng há to phát ra tiếng kêu thảm thiết, phun ra máu tươi, thân thể nằm ngang bay ra ngoài. Dừng tay! Các đệ tử Kim Cương Tông quá sợ hãi, đang muốn ngăn cản, Khương Phàm đã vọt tới. Quyền thứ ba! Khương Phàm xoay người cua tay giống như vung roi sắt, đối mặt Bùi Tử Phong, một khắc này, trọng quyền trùng Kaiota CS, thẳng đến ngực hắn. Răng rắc! Xương ngực vỡ vụn, bắn ra trong thân thể nổ đâm xuyên qua nội tạng. Hai mắt Bùi Tử Phong lồi ra ngoài, bay rớt ra mười mấy mét, trùng điệp nện ở trên y một tảng đá. Khương Phàm tản ra nhiệt khí toàn thân, lạnh lùng nhìn Bùi Tử Phong thất khiếu rướm máu. Ba quyền, hình như ngươi không đứng lên nổi. Ta, thắng. Phía trước Thiên Sư Tông an tĩnh một hồi, sau đó cấp tốc oanh động. Quá đột nhiên, quá ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng còn có chút không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Bùi Tử Phong vậy mà đã ngồi liệt bên ngoài mấy chục mét. Tốt, đánh thật hay. Thanh Văn Ca Yêu Ta Siết động dùng sức vỗ tay, xuất ra một ngụm ác khí. Sư huynh, các đệ tử Kim Cương Tông bối rối tiến lên, vội vàng xuất ra đan dược nhét vào trong miệng Bùi Tử Phong. Bùi Tử Phong ho ra đầy máu, một hồi lâu mới tỉnh táo lại, căm tức nhìn Khương Phàm. Ngươi dám hại ta. Ta đều đã nhường ngươi một quyền, đừng không biết tốt xấu. Hỗn đản, ngươi biết ta là ai không? Bùi Tử Phong giống giận muốn đứng lên, lại chấn động thương thế trong thân thể, há mồm phun ra thêm một ngụm máu tươi, trùng điệp ngồi dưới đất, hồng hộc thở hổn hển. Ngươi biết ta là ai không? Dạ An Nhiên đi đến phía trước, mắt lạnh nhìn Bùi Tử Phong đang gào thảm. Ta quản ngươi là ai, tiểu tiện nhân, phụ mẫu ngươi đều để ba người các ngươi quỳ trên y mặt đất gọi ta một tiếng ra ra. Bùi Tử Phong đau đến toàn thân cứng ngắc, cơ hồ muốn ngất đi. Còn đứng ngây đó làm gì, bắt bọn hắn đều lại cho ta. Mang về Kim Cương Tông, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Sắt mặt Bùi Tử Phong giữ tợn gào thét. Các đệ tử Kim Cương Tông trợn mắt nhìn, đánh tới Khương Phàm và Dạ An Nhiên. Lan! Linh Văn dưới thắt lưng gấm chê y chán Dạ An Nhiên sáng lên cường quang, nàng đưa tay lên, đầu ngón tay huy động, một phù chú hoa mỹ sôi nổi thành hình. Một giây sau, phù chú nổ tung. Quang mang như điện tạo ra khí lãng mãnh liệt giống như sóng lớn vô hình nuốt sống hơn 10 vị đệ tử Kim Cương Tông. Bọn hắn run rẩy toàn thân, kêu thảm bay ra ngoài, thất linh bát lạc bị hất vào trong rừng cây. Phù chú, Thiên Thư Linh Văn, An Nhiên, là ngươi sao? Mười mấy vị trưởng lão đẩy đám người đang sao động ra, đi tới nơi này. Khi nhìn thấy phù chú một khắc này, bọn hắn rốt cuộc cũng đã xác định. Ba năm không gặp. Biến hóa quá lớn. Lúc đó nàng chỉ là một tiểu hài tử, hiện tại quả thực đã là một đại cô nương rồi. An Nhiên gặp qua chư vị trưởng lão. Dạ An Nhiên chậm rãi hành lễ. An Nhiên. Cổ La càng không thể tin nổi, đơn giản không dám nhận nhau. Bất quá nhìn kỹ một chút, vẫn có chút bộ dáng khi còn bé. Nữ nhi của tông chủ, Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên trở về. Ba năm trước đây đột nhiên rời khỏi. Có người nói bị hại chết rồi, có người nói đi ra ngoài lịch luyện. Rất nhiều đệ tử Thiên Sư Tông đều đi đến phía trước, ngoài ý muốn vui mừng nhìn Dạ An Nhiên. An Nhiên, người cũng đã là linh nguyên cảnh rồi. Một vị nữ trưởng lão thừa dịp giữ chặt cổ tay Dạ An Nhiên, thăm dò cảnh giới của nàng. Hơn 3 tháng trước ổn định được linh nguyên cảnh, ta hẳn là nên về sớm. Dạ An Nhiên xảo diệu dùng từ ổn định, để tránh chú ý quá đáng. Thời gian nàng chân chính tiến vào linh nguyên cảnh là vào 5 tháng trước, hiện tại đã chuẩn bị trùng Kaiota CS linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Không hổ là lục phẩm linh văn. Thiên Thư Linh Văn quả nhiên cường đại. Các trưởng lão cảm khái không thôi, cũng phi thường phấn chấn. Hiện tại Thiên Sư Tông rất cần thiên tài như thế này tỏa chấn. 13 tuổi linh nguyên cảnh. Đều nói Thiên Thư Linh Văn có thể so với linh văn cường đại như thú linh văn, quả nhiên. Các đệ tử Thiên Sư Tông kinh động đến gieo họ, Thiên Sư Tông rốt cuộc cũng có một thiên tài có thể đem ra được.
Thanh Văn kiêu ngạo dương đầu lên, sư tỷ nàng cũng không chỉ là lục phẩm linh văn. Các vị chờ một lúc lại ôn chuyện, có người muốn chạy. Khương Phàm ho nhẹ một tiếng, chỉ vào Bùi Tử Phong nơi xa đang được các đệ tử Kim Cương Tông khiêng đi muốn chuồn. Bùi Tử Phong quay đầu nhìn hằm hằm Khương Phàm, miệng đầy máu tươi. Ngươi khẳng định muốn kiên trì. Đương nhiên xác định. Thiên Sư Tông các ngươi khẳng định muốn kiên trì. Bùi Tử Phong nhìn về phía những trưởng lão Thiên Sư Tông kia, còn có Cổ La. Các trưởng lão khẽ nhíu mày, mặc dù rất muốn phản ca Iota CS, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại của Thiên Sư Tông cùng thân phận của Bùi Tử Phong, nên do dự. Có chừng có mực đi. Cổ La đi đến phía trước, khua tay nói. Các ngươi có thể đi. Hừ, chúng ta đi. Bùi Tử Phong hừ một tiếng, đang muốn rời khỏi nhưng phía sau lại truyền tới thanh âm bất đồng. Còn không có khiêu vũ, sao có thể đi? Thanh Văn hì hì cười một tiếng. Đổ ước chính là đổ ước, còn xin Bùi công tử tuân thủ. Dạ An Nhiên cũng cho thấy thái độ. An Nhiên, đừng gây tai họa cho Thiên Sư Tông. Cổ La lập tức nhắc nhở Dạ An Nhiên. Ngươi rời khỏi 3 năm, không hiểu rõ tình huống hiện tại, chúng ta không thể trêu vào Kim Cương Tông. Thiên Sư Tông nếu là một trong La Phù Thập Bát Tông, có lý do gì e ngại một Kim Cương Tông? Dạ An Nhiên không nhìn Cổ La cảnh cáo, chỉ phía xa Bùi Tử Phong. Toàn bộ, cởi. Cởi đi. Phía trước Thiên Sư Tông lập tức có người ồn ào, rất nhiều đệ tử cùng thiếu nam thiếu nữ đến báo danh nhau nhau hưởng ứng. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Không mảnh vải che thân. Vô luận nam nữ. Khương Phàm cố ý cường điệu. Im miệng, nơi này không có chuyện của ngươi. Cổ La quát tháo, ánh mắt hiện ra vẻ bất thiện. Hình như ngươi rất sợ. Khương Phàm cười khẽ, âm thanh không lớn, nhưng cũng không có che giấu. Ngươi, Cổ La sư huynh, hắn là khách quý ta mời về. Dạ An Nhiên nhắc nhở Cổ La, cũng đang cảnh cáo hắn. Thanh Văn quay qua nói với các đệ tử Thiên Sư Tông phía trước. Có vị sư huynh sư tỷ nào nguyện ý giúp đám Kim Cương Tông một tay hay không? Một đám đệ tử trao đổi nhắm mắt, mới đầu còn có chút do dự, một lát sau. Từng người đều hai mắt phát sáng, nhào tới mấy người Bùi Tử Phong. Trong một trận phản kháng và bị ngược kịch liệt, bọn người Bùi Tử Phong đều bị lột y phục, ném xuống đất. Ngoại trừ lưu lại bộ vị mấu chốt che giấu ra, còn lại cởi sạch. Nhảy đi, chờ cái gì nữa? Các đệ tử Thiên Sư Tông nhao nhao ồn ào. Đủ rồi. Các trưởng lão Thiên Sư Tông nhìn không được, mặc dù đây là nhục nhã Kim Cương Tông, nhưng hôm nay là thời gian thu đồ đệ. Như thế này nhìn hơi bất nhã. Các ngươi chờ đó cho ta, việc này chưa xong đâu. Đám đệ tử và Bùi Tử Phong chật vật chạy vào trong rừng cây, chỉ là y phục đều bị cướp, bộ dáng thật sự rất tráng lệ. Nghi thức thu đồ đệ tiếp tục tiến hành. Tới trước khu 1 kiểm tra xương cốt, xác định tuổi tác. Lại đến khu 2 kiểm tra thuộc tính linh văn, sau đó đến khu 3 khảo thí ý chí lực. Cuối cùng đến trước sơn môn kiểm tra đo lường phẩm cấp linh văn. Sau khi một vị trưởng lão cao giọng tuyên cáo, tự mình dẫn Dạ An Nhiên tiến vào Thiên Sư Tông. An Nhiên, những năm này ngươi đi đâu? Phụ thân ngươi giữ bí mật rất tốt, ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này cũng không biết. Ngươi trở về đúng lúc, Thiên Sư Tông cần ngươi. Ta vừa rồi đã phái người thông chi phụ thân ngươi, hắn rất nhanh sẽ đến chủ phong Thanh Vân Điện. Dạ An Nhiên mỉm cười, đánh gãy nhiệt tình của trưởng lão. Tề trưởng lão! Ta trước tiên có thể thu xếp bằng hữu của ta được không? Đương nhiên, ta tới trước Thanh Vân Điện chờ ngươi. Tề trưởng lão nhìn Khương Phàm, lại chỉ mỉm cười, ngay cả danh tự đều không hỏi. Dạ An Nhiên đi ở trên y đường nhỏ quen thuộc trong núi, nhưng không có nửa điểm hưng phấn khi về nhà. Ta vừa mới thô sơ giản lược nhìn một chút, người bên ngoài tham gia nghi thức thu đồ đệ hẳn là vẫn chưa tới 1000. Bị người đến sơn môn khi dễ. Vậy mà không ai phản kháng. Thiên Sư Tông các ngươi không có mạnh như ta tưởng tượng. Khương Phàm ngay thẳng nói. Chê y đường tới đây, Dạ An Nhiên và Thanh Văn hưng phấn mà giới thiệu một đường. La Phù Thập Bát Tông hàng năm cũng sẽ tại thời điểm cố định cùng một chỗ cử hành thu nghi thức đồ đệ. Cái này không chỉ là tuyển nhận máu mới, cũng là một loại biểu hiện lực ảnh hưởng ra ngoài. Nơi nào tụ tập nhiều người, ai tuyển nhận đệ tử mạnh hơn. Ai chiêu bao nhiêu người ngũ phẩm linh văn hay lục phẩm linh văn cũng sẽ sau đó truyền khắp La Phù Sơn Mạch. Hôm nay mặc dù là ngày đầu tiên,
nhưng phía trước tông môn lớn như vậy chỉ có mấy trăm người, thật quá keo kiệt. Thương Châu võ viện còn chê y vạn người. Càng làm cho Khương Phàm khó mà tiếp nhận chính là thái độ Thiên Sư Tông đối mặt khiêu khích. Có thể là do hắn ở Khương Vương Phủ đã lâu, quen thuộc với sự cường thế của vương gia. Hắn nhìn thấy nơi này đều có một cảm giác xúc động. La Phù Sơn Mạch rất nhiều thôn xóm bộ tộc, đều gia nhập 18 tông xem như vinh quang. Bình thường mà nói, ngày đầu tiên sẽ có khoảng 2.000 người, 10 ngày trôi qua, có thể có chừng 2 vạn. Giống Ngọc Đỉnh Tông, Thiên Cương Tông những nơi kia, ngày đầu tiên có thể đạt tới 3.000 người. Chúng ta nơi này quả thật có chút khác thường. Dạ An Nhiên cũng không kiêng kỵ gì, đây đúng là tình cảnh nàng không nghĩ tới. Thiên Sư Tông chúng ta năm đó là một trong tam tôn chủ La Phù, bởi vì việc ngoài ý muốn 5 năm trước kia. Thanh Văn vừa định giải thích, lại bị Dạ An Nhiên dùng ánh mắt đè xuống. Bầu không khí Thiên Sư Tông các ngươi là lạ, ngươi nhanh đi tìm hiểu một chút đi. Khương Phàm không quan tâm Thiên Sư Tông làm sao vậy, hắn ngại là Thiên Sư Tông còn có thể giúp hắn tìm tới người của Khương gia hay không. Sau khi Dạ An Nhiên dàn xếp Khương Phàm đến nơi nàng ở năm đó liền mang theo Thanh Văn chạy tới chủ phong. Lúc này bên trong chủ phong Thanh Vân Điện đang gây gỗ kịch liệt. Cổ La đứng trong đại điện, ngay trước mặt đông đảo trưởng lão tức giận giữ chỉ trích Dạ An Nhiên. Bùi Tử Phong là cháu trai đại trưởng lão Bùi Vân Hải của Kim Cương Tông. Địa vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Lần bị thương này lại chịu nhục, lấy tính cách bao che khuyết điểm của Bùi Vân Hải há có thể tùy tiện bỏ qua. Ta dám đoán chắc, Kim Cương Tông mấy ngày kế tiếp khẳng định sẽ đại náo Thiên Sư Tông chúng ta, quấy nhiễu chúng ta thu đồ đệ. Trước đại hội thu đồ đệ, các vị trưởng lão tự mình hạ lệnh, trong khoảng thời gian này phải dàn xếp ổn thỏa, thà rằng chịu chút ủy khuất cũng tuyệt đối không cho Kim Cương Tông lý do gây chuyện. Hiện tại tốt rồi, Dạ An Nhiên vừa về đến, không chỉ đả thương Bùi Tử Phong, còn để hắn lột y phục chạy về. Cổ La ý tứ rất rõ ràng, nàng gây họa, nên phạt. Sắc mặt một đám trưởng lão cũng rất khó coi, mặc dù rất vui mừng khi Dạ An Nhiên có thể trở về, nhưng sự kiện đột phát này để bọn hắn rất khó tiếp nhận. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, nếu như Kim Cương Tông thừa cơ náo đến 10 ngày nửa tháng, Thiên Sư Tông năm nay còn chiêu thu đệ tử thế nào? 10 ngày sau, La Phù Thập Bát Tông sẽ lần lượt công bố kết quả thu đồ đệ, nếu như Thiên Sư Tông ngay cả số lẻ của người ta cũng chưa tới. Há không để cho người ta cười nhạo. Đến lúc đó không cần người khác xua đuổi bọn hắn, Thiên Sư Tông cũng tự mình không có mặt tự xưng là một trong 18 tông. Dựa theo ý của ngươi, nên trừng phạt Dạ An Nhiên như thế nào? Tông chủ Thiên Sư Tông, Dạ Thiên Lan ngồi ngay ngắn ở ghế đá cao lớn, lạnh lùng nhìn Cổ La phía dưới đang cãi Iota Siết động. Để Dạ An Nhiên tự mình đến Kim Cương Tông bồi tội. Lại đem nam hài nàng mang về kia giao cho Kim Cương Tông xử trí. Cổ La ngẩng đầu, nhìn thẳng Dạ Thiên Lan. Dạ Thiên Lan nhìn ánh mắt Cổ La quăng tới, nụ cười nhàn nhạt. Nam cung trưởng lão, chúc mừng ngươi. Dạy được một đồ nhi thật tốt, dám đối với tông chủ ta đây khoa tay múa chân. Là ai cho hắn đảm lượng, ta bế quan một năm thì không có ai biết Dạ Thiên Lan ta là tông chủ Thiên Sư Tông rồi. Cổ La lập tức bừng tỉnh, cuống quýt cúi đầu xuống. Đệ tử không dám, đệ tử là cân nhắc vì tông môn, không có bất kính với tông chủ. Im miệng, lăn ra ngoài. Vị trưởng lão tóc trắng ngồi ở bên trái đầu tiên lập tức quát tháo. Sư phụ, lui ra. Cổ La cắn răng, khom người cáo lui. Tông chủ, Cổ La mặc dù mạo phạm ngài, nhưng chuyện này xác thực cần xử lý thích đáng. Quan hệ giữa Kim Cương Tông và Thiên Cương Tông không phải bí mật gì. Bọn hắn dám lớn lối như vậy. Một mực là Thiên Cương Tông ở sau lưng chống đỡ. Chúng ta nhịn mà không phát, Kim Cương Tông chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo. Nhưng còn bây giờ thì sao, Dạ An Nhiên chẳng khác gì cho bọn hắn một cái cớ không có gì thích hợp bằng. Năm nay thu đồ đệ đối với Thiên Sư Tông chúng ta phi thường trọng yếu, nếu như ngay cả danh ngạch đệ tử đều chiêu không được đầy đủ, chỉ sợ ngay cả cảm xúc đệ tử trong tông đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nam cung trưởng lão đứng dậy. Nhắc nhở tông chủ vừa mới xuất quan không bao lâu. Dạ Thiên Lan thờ ơ mà hỏi lại. Nam cung trưởng lão, trước khi ta bế quan đã giao Thiên Sư Tông cho ngươi. Chỉ nhắc tới qua một yêu cầu, ngươi còn nhớ rõ không? Điệu thấp làm việc. Nam cung trưởng lão, ngươi làm như thế nào? Thiên Sư Tông một năm này, chưa bao giờ chủ động trêu vào chuyện gì. Nam cung trưởng lão nói lực lượng 10 phần,
một năm này, Thiên Sư Tông xác thực điệu thấp. Dạ Thiên Lan lại lạnh lùng đáp lễ một câu. Điệu thấp, là không được gây chuyện. Điệu thấp, không phải là sợ phiền phức. Điệu thấp, càng không phải là nhu nhược. Tông chủ, Nam Cung trưởng lão cau chặt lông mày, đang muốn ngẩng đầu giải thích liền bị Dạ Thiên Lan đánh gãy. Chuyện của Dạ An Nhiên, ta sẽ đích thân xử trí. Các ngươi một mực làm tốt việc thu đồ đệ năm nay, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải chiêu đầy 800 đệ tử tam phẩm linh văn trở lên, lục phẩm linh văn ta không yêu cầu, nhưng ngũ phẩm linh văn nhất định phải cam đoan 30 vị. Sắc mặt Nam Cung trưởng lão âm trầm, để Dạ An Nhiên nháo trò như thế, còn chiêu thế nào? Đừng nói 800, 500 đều không được. Một vị trưởng lão đột nhiên hỏi. Tông chủ, ngài không còn bế quan. Từ hôm nay trở đi, ta một lần nữa tiếp quản Thiên Sư Tông. Một vị trưởng lão chủ động hỏi. Tông chủ, vậy vấn đề thân phận của Nam Cung trưởng lão? Nam Cung trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi Dạ Thiên Lan tuyên bố. Trước khi Dạ Thiên Lan bế quan đã ủy thác hắn là người quản lý Thiên Sư Tông, nếu như biểu hiện tốt thì có thể đảm nhiệm chức đại trưởng lão còn trống chỗ. Sau này lại bàn. Dạ Thiên Lan không cho bọn hắn cơ hội tranh luận, phất tay ra hiệu toàn bộ lui ra. Phụ thân, con đã trở về. Xin thứ cho nữ nhi tự tiện chủ trương, cố ý chậm trễ 2 tháng mới trở về. Dạ An Nhiên đi vào Thanh Vân Điện, hành lễ với phụ thân. Xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lan khẽ nhíu mày, dựa theo ước định, Dạ An Nhiên cần trở về sớm 2 tháng. Lấy Thiên Thư Thánh Văn, hướng toàn bộ La Phù Sơn Mạch hiện ra thực lực. Một là để chấn hưng khí thế Thiên Sư Tông, hai là tăng lên lực ảnh hưởng của Thiên Sư Tông để cam đoan cho việc thu đồ đệ năm nay. Kết quả Dạ An Nhiên vậy mà lại về trễ 2 tháng, cái này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch lúc trước của hắn. Nữ nhi mang về cho Thiên Sư Tông một thánh linh văn khác. Ồ, ở đâu? Lông mày Dạ Thiên Lan đang nhăn lại lập tức giãn ra. Chính là người nháo sự bên ngoài, hắn gọi Khương Phàm. Con từ chỗ nào tìm được hắn? Hắn là con nuôi Khương Vương, Khương Hồng Võ. Khương Vương phủ vậy mà lại xuất hiện thánh linh văn rồi. Hoàng thất thái độ gì? Khương Hồng Võ làm sao chịu đưa hắn đến đây? Dạ Thiên Lan thật bất ngờ, cũng trước tiên dự cảm được chuyện không ổn. Thánh linh văn đối với Khương Vương phủ mà nói khẳng định là chuyện tốt, nhưng đối với Hoàng thất mà nói là, ngược lại càng giống như Uyota. Khương Vương phủ đã rời khỏi Bạch Hổ Quan. Dạ An Nhiên giới thiệu sơ lược biến cố phát sinh tại Bạch Hổ Quan. Đáng tiếc, tử thủ trung nghĩa, kết quả đổi lấy là tai họa diệt tộc. Dạ Thiên Lan lắc đầu, tiếc hận thay Khương Vương phủ. Con có thể xác định Khương gia tiến vào La Phù Sơn Mạch. Hẳn là không sai được, xin phụ thân nhất định phải hỗ trợ tìm tới bọn hắn. Thực lực Khương gia rất mạnh, coi như không thể gia nhập Thiên Sư Tông chúng ta nhưng cũng có thể chống đỡ cho chúng ta, trở thành một lực lượng hoàn toàn mới. Ta sẽ đích thân sắp xếp người điều tra. Dạ Thiên Lan mặc dù ở La Phù Sơn Mạch phía xa, nhưng đối với Khương Vương phủ cùng gia chủ đương đại Khương Hồng Võ thì có chút hiểu rõ. Phụ thân, trong tông có phải lại xảy ra chuyện gì hay không? Dạ An Nhiên dò hỏi, phụ thân là một người anh danh quả quyết, làm sao để Thiên Sư Tông biến thành dạng này? Từ sau khi con rời khỏi, Thiên Cương Tông nhằm vào chúng ta chèn ép bắt đầu trầm trọng thêm. Ta dùng tất cả biện pháp thỉnh cầu Ngọc Đỉnh Tông nhúng tay, ngăn lại Thiên Cương Tông. Nhưng Thiên Cương Tông không ra mặt chèn ép, lại nâng đỡ Kim Cương Tông. Đám chó hoang Kim Cương Tông kia ỷ vào Thiên Cương Tông làm chỗ dựa, không cố kỵ gì. Ta không thể đem tinh lực lãng phí ở việc xử lý loại chuyện vặt vãnh này, ngay 1 năm trước đã bế quan, tấn thăng cảnh giới linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Trước khi bế quan đã để cho Nam Cung trưởng lão một chỉ thị, điệu thấp làm việc. Kết quả như con thấy đấy, Nam Cung trưởng lão lý giải 2 chữ điệu thấp thành nhu nhược. Thiên Sư Tông không có nhuệ khí, không có dũng khí, cũng rất nhanh đã đánh mất luôn nhuệ khí. Dạ Thiên Lan xuất quan 2 tháng trước, chuẩn bị nghênh đón Dạ An Nhiên trở về, trọng trấn Thiên Sư Tông. Kết quả Dạ An Nhiên không có trở về, Nam Cung trưởng lão càng là đem Thiên Sư Tông từ một đầu hùng sư biến thành chó. Tính cách Nam Cung trưởng lão chính là như vậy. Dạ An Nhiên lắc đầu, đem toàn tông giao cho Nam Cung trưởng lão xác thực không phải là quyết định sáng suốt. Nhưng, hiện tại Thiên Sư Tông cũng chỉ có Nam Cung trưởng lão có tư lịch và thực lực mới có thể phục chúng. Phụ thân, chúng ta có thể hợp tác cùng Khương Phàm.
Hắn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng rất có phong phạm Khương Hồng Võ, con thậm chí hoài nghi hắn chính là con riêng Khương Hồng Võ. Chúng ta trước tiên có thể đẩy Khương Phàm ra tuyên bố với La Phủ Sơn Mạch, để trấn khí thế, ta lại lựa chọn thời kỳ tất yếu hiện ra Thánh Linh Văn. Một tông hai Thánh Văn, lại có thực lực của ngài, Thiên Sư Tông hoàn toàn có thể ổn định vị trí trong 18 tông. Dạ Thiên Lan không tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi. Con đối với hắn hiểu bao nhiêu? Không hiểu nhiều, nhưng con xem trọng hắn. Dạ An Nhiên xác thực không hiểu rõ Khương Phàm, nhưng từ biểu hiện của Khương Phàm ở Thương Châu Võ Viện, cùng biểu hiện giết ra Bạch Hổ Quan, nàng có thể nhìn ra được, kẻ này tương lai sẽ rất thành tựu, bất khả hạn lượng. Nhìn thấy tình huống mệt mỏi hiện tại của Thiên Sư Tông, nàng càng cảm thấy may mắn khi mình đã mang Khương Phàm về. Khương Phàm ngồi trong đình viện, kiểm tra thân thể của mình. Sau khi ngày đó phát sinh biến cố, cảnh giới không có đột phá, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sinh một loại biến hóa nào đó. Tỷ như, phạm vi khí hải phát triển rất nhiều, có thể so với cửu trọng thiên. Lại tỷ như, thần thức càng trở nên nhạy cảm. Thời điểm trước đó vượt qua đại hoang liền phát hiện. Vẫn còn so sánh, nhiệt độ kim viêm tăng nhiều, vậy mà có thể chậm rãi hòa tan tảng đá. Giống như linh văn đều mạnh hơn so với trước đó, thời thời khắc khắc hiện ra kim quang, hắn không thể không quấn quanh ba tầng thắt lưng gấm để che đậy. Nhưng cái này đều không phải là chủ yếu, Khương Phàm cảm giác linh hồn mình giống như có biến hóa, trong trí nhớ giống như đã trà trộn vào thứ gì đó. Khương Phàm nắm chặt nắm đấm. Phóng thích ra ngọn lửa màu vàng. Tỉ mỉ cảm thụ được. Hắn đã mạnh lên. Cảm giác từng phương diện đều thăng hoa. Nhưng vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Khương Phàm lắc đầu, cha không rõ liền không tra xét, dù sao không có gì chỗ hại. Khóe miệng hắn câu lên dáng tươi cười, triệu ra tiểu xà đang ở tán loạn bên trong thanh đồng tiểu tháp. Tiểu xà phá xác ngay trong không gian IG lung của thanh đồng tiểu tháp, thình lình xuất hiện trong tay Khương Phàm. Rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Mắt nhỏ như bảo thạch sáng lấp lánh nhìn Khương Phàm, còn phi thường linh tính nghiêng đầu một chút. Cái đuôi giống như gai nhọn chậm rãi đung đưa, phải đen tinh mịn phát ra có âm thanh rung động. Khương Phàm cẩn thận ngắm nghía tiểu gia hỏa, hoàn toàn không giống với đại xà nhìn thấy trong sơn động kia. Thật chẳng lẽ đã biến dị? Con tiểu xà này toàn thân đen kịt, lân phiến hiện ra lãnh quang, hình thể vô cùng tinh tế, thân thể dài chừng nửa mét. Dài hơn một nắm đấm một chút. Cánh nhỏ non nớt cũng rộng thùng thình, không giống mẫu xà vừa nhỏ lại vừa hẹp. Một lát sau, nhãn tình tiểu gia hỏa sáng lên, vèo một cái lẻn đến chê y cổ Khương Phàm, lại quấn đến chê y cánh tay, hai cái cánh nhỏ loạn huỵch một trận. Khương Phàm cười, nhận chủ thành công. Bành! Cửa viện bị đẩy mạnh ra, một đám thanh niên nam nữ khí thế hung hăng xông vào. Tiểu xà bị kinh sợ, nhưng không có trốn đi. Mà mở cánh ra, lộ ra răng nanh, tê tê phát huy. A, à, Khương Phàm rất hài lòng phản ứng của tiểu gia hỏa, đưa tay nắm chặt, tạm thời thu vào thanh đồng tiểu tháp. Có việc gì? Cổ La mang theo một đám đệ tử Thiên Sư Tông vây đến phía trước, ném cho hắn một dây xích. Tự mình trói lại. Có ý tứ gì? Đây là muốn bắt ta giao cho Kim Cương Tông. Ngươi thông minh đấy, chúng ta không muốn tự mình động, chính ngươi động thủ đi. Đây là các ngươi tự tiện chủ trương, hay là Thiên Sư Tông quyết định? Chúng ta đại biểu Thiên Sư Tông. Cổ La lạnh lùng nhìn Khương Phàm, mặc kệ hắn có thân phận gì, cùng Dạ An Nhiên quan hệ thế nào, nếu uy hát yêu ta đến Thiên Sư Tông, hắn tuyệt đối không nương tay. Thật có lỗi, ta còn không thuộc về Thiên Sư Tông các ngươi, không tới phiên các ngươi đến quản thúc. Nếu không phải người Thiên Sư Tông, thì càng nên lăn ra ngoài. Ngươi gọi Cổ La, ha ha. Ngoài sơn môn làm sao không thấy người có khí phách như vậy đối với người của Kim Cương Tông? Người đây là học với ai? Lớn mật. Đệ tử sau lưng Cổ La lập tức giận dữ mắng mỏ. Ánh mắt Cổ La đe dọa nhìn Khương Phàm. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Người tốt nhất tự trói mình lại. Nếu không thì người muốn như nào? Một tiếng quát thanh lãnh từ phía sau truyền đến. Cổ La không cần quay đầu cũng biết là Dạ An Nhiên tới. Không tới Kim Cương Tông. Thiên Sư Tông dùng cái gì bàn giao? Cổ La sư huynh, 3 năm mà thôi, ngươi vậy mà biến thành dạng này. 3 năm, ta đã học xong ẩn nhẫn, mà ngươi đây, lại còn không có lớn lên. Dạ An Nhiên rất thất vọng, cũng không muốn dây dưa nữa. Khương Phàm,
đi thôi, người của Kim Cương Tông sắp đến rồi. Lấy đảm lượng hiện tại của Thiên Sư Tông các ngươi, ta dám ra ngoài sao? Ngươi cứ việc náo, mặc kệ huyên náo bao lớn, ta làm chủ thay ngươi. Bên ngoài Thiên Sư Tông, hôm nay thu đồ đệ cơ bản kết thúc. Hơn 700 người nhưng thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ có hơn 60 người, ngũ phẩm linh văn mới 2 người. Các trưởng lão thu đồ đệ đều cảm thấy xấu hổ. Bất quá, trầm muộn ngoài sơn môn rất nhanh đã náo nhiệt lên. Theo tông chủ hiện thân, toàn thể trưởng lão liên tiếp đuổi tới, Thiên Sư Tông lâm vào oanh động đã lâu, mấy ngàn đệ tử từ các nơi dãy núi hội tụ tới. Náo nhiệt, ồn ào. Tông chủ đã xuất quan, hơn một năm không gặp. Không chỉ có tông chủ xuất quan, Dạ An Nhiên cũng đều đã trở về. Nàng tựa như là linh nguyên cảnh, Thiên Sư Tông chúng ta rốt cuộc cũng có thiên tài có thể chống lại cùng các tông khác. Nàng rất mạnh, nhưng nàng mang về người gây họa, hắn đã làm Bùi Tử Phong Kim Cương Tông bị thương nặng. Ta đoán chừng Kim Cương Tông chẳng mấy chốc sẽ đến báo thù. Tông chủ tự mình đi ra, hẳn là chuẩn bị bồi tội với người của Kim Cương Tông. Ai? Phía trước Thiên Sư Tông mặc dù náo nhiệt, nhưng nghĩ đến tông chủ bọn hắn tự mình đi ra xin lỗi, trong lòng đều cảm thấy nén giận. Tưởng tượng Thiên Sư Tông năm đó bá khí cường đại cỡ nào, lại nhìn hiện tại, không chỉ có thực lực đại tổn, dũng khí cũng bị mất. Dạ An Nhiên mang theo Khương Phàm đi tới bên cạnh Dạ Thiên Lan. Hắn mặt trắng không râu, tóc dài dương nhẹ, vô cùng anh tuấn, chợt nhìn tựa như thanh niên 20 tuổi, nhưng toàn thân lưu động quang hoa kỳ diệu. Mơ hồ sen lẫn tự phù thần bí, phát ra khí thế cường đại khiến cho người khác không dám khinh thị. Đây là phụ thân ta, tông chủ Thiên Sư Tông. Gặp qua Dạ tông chủ. Dạ Thiên Lan quan sát tỉ mỉ Khương Phàm, hài lòng nhẹ gật đầu. Ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần bọn hắn thật ở trong La Phù Sơn Mạch, không đến 3 tháng, ta nhất định có thể tìm tới cho ngươi. Trước tiên xin cảm ơn Dạ tông chủ. An Nhiên rất xem trọng ngươi. Chứng minh cho ta thấy. Dạ Thiên Lan đứng chắp tay, đôi mắt thâm thúy ngắm nhìn bầu trời phương xa. Bọn người Nam Cung trưởng lão hầu ở phía sau, trao đổi lấy ánh mắt, nhíu mày lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của tông chủ, hiển nhiên là không muốn thỏa hiệp, thế nhưng Kim Cương Tông hiện tại uy thế chê y Thiên Sư Tông, lại có Thiên Cương Tông giúp đỡ sau lưng, nếu như bọn hắn liều mạng, sẽ chỉ ca yêu ta si thích Kim Cương Tông hơn, diễn biến sẽ thành hỗn chiến. Thực lực Thiên Sư Tông bây giờ kém xa 1/5 năm đó, nếu như lại suy yếu, chỉ sợ thật không còn mặt mũi đứng trong hàng ngũ 18 tông. Không bao lâu sau, từng tiếng gào thét đầy dã tính vạch phá bầu trời, như sấm rền rơi xuống đất, chấn khí huyết mọi người sôi trào. Hơn 30 đầu cự lang hung hãn huy động cánh sau lưng, toàn thân lưu động bảo quang màu xanh, từ đằng xa chạy nhanh đến. Đến rồi! Các đệ tử Thiên Sư Tông rối loạn tưng bừng. Có người nắm tay nhìn hằm hằm, có người thì hốt hoảng lui lại. Dạ Thiên Lan, người đã xuất quan, trách không được dám đả thương tôn nhi của ta, ta cho ngươi mặt mũi, giao ra tên hỗn đản làm tổn thương tôn nhi ta. Nếu không hôm nay sẽ không xong. Đàn sói từ chê y trời giáng xuống, đạp xuống chê y đại thụ thô trọng, tạo ra cuồng phong mãnh liệt. Bọn chúng không ngừng tê khiếu, giống như lúc nào cũng có thể bổ nhào qua. Cự lang cầm đầu to như dã tượng, răng nanh lanh lảnh, lợi chảo như câu, tản ra sát khí cực mạnh, lão nhân chê y lưng mang theo huyền tôn tức giận chỉ về phía Dạ Thiên Lan. Là hắn, chính là tên bên cạnh Dạ Thiên Lan kia. Bùi Tử Phong mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, nhưng sau khi phục qua đan dược cũng miễn cưỡng ổn định thương thế. Một đám trưởng lão, đệ tử Kim Cương Tông nhao nhao nhìn hằm hằm. Tên hỗn đản này vậy mà để bọn người của Kim Cương Tông bị lột y phục mà chạy mất. Tình cảnh tráng lệ này chỉ sợ không bao lâu liền sẽ truyền khắp La Phù Sơn Mạch. Đây là vô cùng nhục nhã. Là cháu trai của ngươi nháo sự trước. Trước Thiên Sư Tông, có hơn nghìn người làm chứng. Ngươi có thể không phục, nhưng muốn ta giao người ra, không có khả năng. Tiếng nói của Dạ Thiên Lan bình tĩnh truyền khắp Sơn Lâm, hướng song phương cho thấy thái độ, hắn muốn bảo đảm cho Khương Phàm. Các đệ tử Thiên Sư Tông cảm thấy kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra thế kia, không xin lỗi sao? Ở đâu ra ngàn người làm chứng, nơi này đều là người Thiên Sư Tông các ngươi, người đương nhiên nói cái gì chính là cái đó. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, người giao hay không giao? Bùi Vân Hải nổi giận đùng đùng gầm rú, hoàn toàn không để Dạ Thiên Lan vào mắt, càng không để một đám trưởng lão Thiên Sư Tông vào mắt.
Các trưởng lão trước Thiên Sư Tông mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có một người nào quát tháo. Lớn tuổi, nên điếc. Không giao. Nếu như thực sự nghe không rõ. Dạ Thiên Lan phất tay ngưng tụ ra mấy chữ phù, đẩy hướng về phía trước, quang hoa ngập trời như sóng chiều cuồn cuộn giữa thiên khung, rõ rõ ràng ràng cho thấy hai chữ, không giao. Đám người Thiên Sư Tông nao nao, kém chút cười ra tiếng. Sắc mặt Bùi Vân Hải âm trầm xuống. Dạ Thiên Lan, ngươi rõ ràng ngươi mình đang làm gì. Ta chỉ bế quan một năm mà thôi, một ít lão cẩu đã quên Dạ Thiên Lan ta làm thế nào lên làm vị trí tông chủ này rồi à. Tốt, rất tốt, Thiên Sư Tông đang hạ chiến thư cho chúng ta sao? Ta dám hạ, ngươi dám tiếp sao? Ta có cái gì không? Bùi Vân Hải há mồm muốn tiếp chiến, lại nhịn được. Một năm nay, hắn đã quen thuộc Thiên Sư Tông nhu nhược như thế nào, thế nhưng, Dạ Thiên Lan và các trưởng lão Thiên Sư Tông không giống nhau. Hắn là một đời trước còn sót lại của Thiên Sư Tông. Năm đó nếu không phải Dạ Thiên Lan cưỡng ép tiếp quản vị trí tông chủ, trận kịch biến kia đủ để cho Thiên Sư Tông vạn kiếp bất phục, chớ nói chi bảo trụ vị trí trong 18 tông. Ngươi muốn hạ chiến thư, tìm tông chủ Kim Cương Tông chúng ta. Hôm nay trước tiên phải giải quyết ân oán giữa các ngươi và tôn nhi ta. Tiểu tử kia, đứng ra cho ta. Làm thương người liền phải phụ trách, đừng nghĩ cách tránh né. Bùi Vân Hải không có yếu đi khí thế, nhưng cũng không đón lấy chiến thư, nếu không Dạ Thiên Lan rất có thể sẽ trực tiếp ở chỗ này động thủ. Hắn có danh tự, họ Khương tên Nghị, là đệ tử ta vừa thu nhận. Lời Dạ Thiên Lan vừa nói ra, không chỉ có Kim Cương Tông nơi đó cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả các đệ tử, trưởng lão Thiên Sư Tông càng là một mảnh xôn xao. Tông chủ vậy mà đã thu đệ tử rồi. Qua loa như thế sao? Sắc mặt Cổ La âm trầm, ánh mắt lặng lẽ nhìn các vị trưởng lão khác, xem ra cũng không ai biết. Chuyện lớn như vậy, tông chủ lại không có thông chi trước với một trưởng lão nào. Khương Phàm đi đến chê y đài cao dùng để thu đồ đệ phía trước, chỉ Kim Cương Tông phía xa. Ai không phục, có thể lên đến đánh, ta đều tiếp. Cuồng ngạo. Một vị thiếu niên to lớn bỗng nhiên nhấc lên cự lang giống to, dương cánh nhào về phía đài cao. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là từ đâu xuất hiện, dám chọc Kim Cương chúng ta. Thiếu niên từ chê y không rơi xuống, đứng dậy muốn quát tháo. Kết quả thấy hoa mắt. Khương Phàm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành! Khương Phàm đột ngột nhảy lên từ mặt đất, mũi chân căng cứng như chùy sắt, thẳng đến cằm thiếu niên. Tiếng răng rắc giòn vang, huyết nhục văng tung tóe. Thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa mới đứng dậy đã thoát khỏi mặt đất, ngửa mặt lộn ra ngoài. Khương Phàm một phát bắt được cổ chân của hắn, thân eo phát lực, gân xanh nổi đầy, đánh thiếu niên bay tới cự lang chê y không trung. Một tiếng kêu dê y, cả người và sói đều té xuống đài cao. Khương Phàm đưa tay chỉ Kim Cương Tông. Nếu như đều là dạng này, cũng đừng mất mặt xấu hổ đi lên. Thiên Sư Tông cấp tốc an tĩnh lại, kinh ngạc nhìn đài cao, rất nhiều người đều còn không kịp phản ứng. Đồ hỗn trướng, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Bùi Tử Phong kém chút nhảy dựng lên, chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Kim Cương Tông, Vương Viên xin chiến. Một thiếu niên nhảy xuống cự lang, xông lên đài cao. Ánh mắt của hắn như điện, khí thế đang phi nước đại càng ngày càng mạnh, bước chân càng ngày càng nặng. Âm thanh trầm đục phát ra từ mặt đất, hắn giống như một đầu dã tượng đang dậm chân, nhảy lên lôi đài. Một tiếng giống to, khí lãng cuồn cuộn bốc lên. Cường giả luyện thể. Khương Phàm vẫn không có vận dụng linh văn, đối diện mà tới, vung mạnh quyền nâng lên một ca iota siết. M thanh trầm đục, toàn thân hai người run rẩy. Sau đó cả hai triệt thoái lui về phía sau. Nhưng Khương Phàm chỉ vẻn vẹn ba bước liền ổn định, lần nữa giết qua. A à, Vương Viên gầm thét, vung lên hai tay, cuồng dã đại chiến. Hai nắm đấm dày đặc giống như mưa phối hợp bước chân nặng nề, đánh ra khí thế kinh người, giống như là đầu ác viên phát cuồng. Nhưng, Kim Cương Tông không có gieo hò, Thiên Sư Tông càng trợn mắt hốc mồm, bởi vì Khương Phàm càng dã cuồng hơn, không có bất kỳ tránh né gì. Khẩn thiết va nhau, tinh chuẩn lại điên cuồng chặn lấy mỗi một quyền của đối phương. Ở giữa nắm đấm là từng tiếng va đập trầm muộn nghe thấy mà trong lòng co rút. A à, toàn thân Vương Viên dâng lên khí lãng kinh người, da thịt phồng lên, gân xanh nổi cao. Nắm đấm như trọng chùy hiện ra hàn quang, gào thét đập tới.
Khí lãng đập vào mặt Khương Phàm, y phục bị nhấc lên lại không lùi không tránh, toàn bộ mạch máu toàn thân phồng lên, da thịt sung huyết phiếm hồng bốc lên nhiệt khí, nắm đấm gắt gao lại một lần nữa tinh chuẩn chặn đánh. Răng rắc, va chạm kịch liệt, không còn là tiếng vang trầm nặng, mà là hình ảnh cốt nhục vỡ vụn. Vô số ánh mắt kinh sợ đang nhìn Khương Phàm, nắm đấm vương viên dần vỡ nát. Toàn thân Khương Phàm thuận thế xoay chuyển, quét chân như roi sắt đánh vào ngực vương viên. Cùng với tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vương viên liên tiếp quay cuồng, rơi xuống đài cao, lưu lại một đường máu tươi. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có thanh âm vương viên ôm cổ tay gào thảm ca yêu ta siết thích màng nhĩ của mỗi người. Còn có ai không phục? Khương Phàm luyện thể 8 năm, được đại diệu thiên kinh tẩm bổ, lại được tàn đao tăng cường thể chất, không sợ bất kỳ luyện thể giả nào. Hắn thực sự chịu không được bầu không khí biệt khuất của Thiên Sư Tông, hôm nay liền thay bọn hắn cuồng một lần. Đánh thật hay, hung hăng đánh, đừng khách khí. Thanh Văn Ca Yêu Ta Siết động gieo hò. Các đệ tử Thiên Sư Tông hai mặt nhìn nhau. Tên Khương Phàm này đến cùng là luyện thể, hay là tu luyện linh thuật? Thể chất này không kém gì yêu thú nha. Đều chết hết rồi sao? Đánh cho ta. Bùi Tử Phong tức giận đến mặt mũi đều đỏ lên, một tay kéo lấy thiếu niên bên cạnh. Tiểu tử, người gây nhầm người. Không có người nào có thể nhục nhã Kim Cương Tông. Thiếu niên cao lớn cường tráng, kéo lấy một thanh trọng đao dài 2 mét, phi nước đại sông lên đài cao. Oanh! Hắn trợn mắt trừng trừng, mặt to dữ tợn, trọng đao vung ra khí thế hoành tảo thiên quân. Khương Phàm trước tiên thức tỉnh Kim Viêm Thánh Văn, kinh mạch cùng mạch máu cộng minh, linh lực dâng trào khắp toàn thân. Cùng với tiếng vang ù ù, ngọn lửa màu vàng óng quay cuồng mà ra. Kim quang sáng chói, nhiệt độ cao đốt lấy không khí. Liệt diễm tam trọng ca yêu ta siết. Hai tay Khương Phàm hướng về phía trước đánh ra, kim văn chê y chán phát sáng, dẫn dắt liệt diễm sôi trào, hình thành thủy triều mãnh liệt trải ra 5-6 mét. Mở cho ta. Thiếu niên như mãnh thú, luân động trọng đao toàn lực chảm mạnh, đao khí cuồng liệt nổ tung rung động đài cao. Ầm ầm. Liệt diễm tuôn ra như sóng dữ vỗ bờ, ánh lửa đầy đầy trời. Thánh linh văn thúc dục huyền cấp võ pháp, uy lực quá mạnh. Đệ nhất trọng ứng tán loạn, đệ nhị trọng chỉ là hỗn loạn, đệ tam trọng tuôn ra mà tới, ngạnh sinh đem đối thủ đánh lùi 5 bước. Thế công lập tức lộn xộn. Phốc, cuồn cuộn liệt diễm đột nhiên xé mở. Toàn thân Khương Phàm lại lần nữa bốc lên liệt diễm ngưng tụ thành một thanh hỏa thương màu vàng. Sắc mặt thiếu niên hơi biến, gầm thét giống như phát cuồng, xuất ra toàn bộ lực lượng toàn thân, vung lên đại đao nặng nề. Bành! Hỏa thương bộc phất lực lượng bá liệt bá đạo, kịch kiệt đến cực điểm, đẩy lui đại đao, lật ngược thiếu niên. Liệt hỏa phần thiên thức thứ ba, tinh hoa ở chỗ bạo ca yêu ta siết trong chớp mắt, phát huy đặc hiệu của hỏa diễm đến cực hạn. Thiếu niên chật vật lăn xuống dưới đài, toàn thân dính đầy ngọn lửa màu vàng, giống nham tương khó mà dập tắt. Kim văn chê y chán Khương Phàm lấp lóe, chiếu ánh khuôn mặt anh tuấn, hắn tản ra liệt diễm, chỉ Kim Cương Tông phía xa. Tên thứ ba, ai còn đến? Sau khi trầm tĩnh một lát, bên trong Thiên Sư Tông không biết là ai hô to một tiếng hay, bầu không khí lập tức nhiệt liệt. Ngọn lửa màu vàng, thế công lăng lệ. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà lại hung hãn như thế. Giả An Nhiên mời về một tên quái vật gì đây? Sắc mặt các đệ tử, trưởng lão Kim Cương Tông khó coi, ai cũng không nghĩ tới một thiếu niên vô danh bừa bãi vậy mà có thể hung hãn như vậy. Kế tiếp, đánh cho ta, thắng hắn, ta trọng thưởng. Bùi Vân Hải cho mày, tự mình hạ lệnh. Kim Cương Tông, Lôi Minh Đạo xin chiến. Một thiếu niên quá to rồi xông lên đài cao. Toàn thân dâng lên lôi chiều chói mắt, 10 ngón tay mở rộng giống như muốn khống chế lôi chiều toàn thân, bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên, lôi mang càng tăng, oanh minh điếc tai, trong chốc lát liền bạo phát, giống như hàng trăm cương châm, lăng lệ mà cường thế. Khương Phàm lăng không nhảy lên, nhanh chóng né tránh. Đến đây, chạy chỗ nào, không phải vừa rồi ngươi rất ngông cuồng sao? Lôi Minh Đạo nhanh chân phi nước đại, hai tay chụp mạnh, liên tiếp đánh về phía trước. Toàn thân liên tục phóng ra lôi chiều, giống như mưa to gió lớn muốn nuốt hết Khương Phàm. Khương Phàm một mực thối lui đến bên cạnh đài cao, mũi chân ổn định, linh văn chê y chán đại thịnh. Toàn diện thức tỉnh thánh linh văn. Một cỗ khí lãng mãnh liệt dẫn đầu chấn động, tiếp đó là liệt diễm như thủy triều,
hóa thành một đóa hỏa liên màu vàng sáng chói, hoa lệ mà cường thịnh, vặn vẹo không khí. Âm âm, một tiếng vang thật lớn, hỏa liên nở rộ, liệt diễm sôi trào để lôi chiều tán loạn. Thánh phẩm linh văn, huyền cấp võ pháp, tuyệt đối áp chế. Sắc mặt Lôi Minh Đạo đại biến, không đợi có phản ứng gì đã bị liệt diễm đẩy lui. Khương Phàm cất bước như bay, ngay tại lúc Lôi Minh Đạo lùi lại té ngã, hắn liền vọt tới, tung ra một cước đá vào bụng Lôi Minh Đạo. Lôi Minh Đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, dùng tư thế nằm ngang bay ra hơn 30 mét, nằm nhoài dưới đài cao thống khổ cuộn mình. Lôi chiều vậy mà không chịu nổi một ca iota CS. Võ pháp thật mạnh. Hắn cũng là lục phẩm linh văn. Các đệ tử Thiên Sư Tông càng phấn chấn càng hiếu kỳ, uy thế ngọn lửa màu vàng kia quá mạnh, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cỗ năng lượng ba động dữ dằn. Người kế tiếp, Khương Phàm lại chỉ về phía Kim Cương Tông, ba chữ vô cùng đơn giản lại lộ ra cỗ cường thế bá đạo. Ngươi là mấy trọng thiên? Ánh mắt Bùi Vân Hải nhìn chằm chằm Khương Phàm, rõ ràng là bát trọng thiên nhưng bộc phát ra năng lượng lại có thể so với cửu trọng thiên. Mà võ pháp và linh văn phối hợp có chút mạnh quá mức. Người đường đường là đại trưởng lão Kim Cương Tông, ngay cả cảnh giới của ta đều nhìn không thấu. Người ẩn giấu đi cảnh giới, lên cửu trọng thiên cho ta. Dạ Thiên Lan lập tức quát tháo. Bùi Vân Hải, không cần mặt mũi rồi. Người rất rõ ràng cảnh giới của hắn. Đến cửu trọng thiên, có thể, nhưng phải ra tiền đặt cược. Khương Phàm quay đầu nhìn Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên rất hiểu ánh mắt của Khương Phàm, lên tiếng nói. Một tòa quặng mỏ tinh thạch, Bùi trưởng lão, có dám đánh cược hay không? Dạ An Nhiên, người điên rồi, Thiên Sư Tông chúng ta chỉ thừa 5 tòa quặng mỏ tinh thạch. Cổ La còn đang giật mình trước thực lực của Khương Phàm, đảo mắt đã bị Dạ An Nhiên ca iota CS thích. Tất cả tông môn La Phù Sơn Mạch đều không thể rời bỏ quặng mỏ tinh thạch, cái này thậm chí là biểu tượng thực lực của bọn hắn. Hàng năm phát sinh vô số trận chiến vì tranh giành quặng mỏ. Người chết ở trong đó càng không rõ số lượng. Năm đó Thiên Sư Tông cực thịnh, khống chế 12 tòa quặng mỏ, bây giờ thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ 5 tòa. Dạ An Nhiên vậy mà trực tiếp xuất ra một tòa làm tiền đặt cược. Con quỷ nhỏ bại gia này. Thật sự cho rằng Thiên Sư Tông là nhà nàng đúng không? Tông chủ, tuyệt đối không thể. Nam Cung trưởng lão cũng lập tức dẫn người khuyên can, Khương Phàm này mặc dù biểu hiện cường thế. Khí tức cũng có chút cổ quái, nhưng đúng là bát trọng thiên không thể nghi ngờ. Có nắm chắc? Dạ Thiên Lan thấp giọng hỏi lấy Dạ An Nhiên. Đừng nói một cái, hai cái đều được. Dạ An Nhiên đối với Khương Phàm vô cùng tin tưởng, ban đầu ở Thương Châu Võ Việt, Khương Phàm đã có thể giết được Bạch Hoa, thu thập đám người Kim Cương Tông này không có chút áp lực nào. Dạ Thiên Lan tin nàng. Bùi trưởng lão, chúng ta dám tiếp, người dám cược sao? Bùi Vân Hải ngược lại cảnh giác, tiểu gia hỏa này đúng là bát trọng thiên, điểm ấy hắn nhìn ra được, xem như lục phẩm linh văn, cũng không có khả năng vạn toàn nắm chắc. Dạ Thiên Lan đã vậy còn quá thống o á yêu ta tiếp. Hắn bỗng nhiên cảm giác tới quá vội vàng, không chỉ không tra rõ ràng cụ thể tình huống tên Khương Phàm này, cũng không mang theo mấy vị đệ tử thiên tài. Hai người, chúng ta ra hai đệ tử cửu trọng thiên. Lời Bùi Vân Hải vừa nói ra. Ngay cả đệ tử Kim Cương Tông đều cảm thấy gương mặt nóng lên. Tông chủ, bọn hắn chơi xỏ lá, không thể tiếp. Không chỉ có Nam Cung trưởng lão nhịn không được, rất nhiều trưởng lão khác cũng đều mở miệng khuyên can. Bọn hắn chỉ còn 5 tòa quặng mỏ, không thể lại mất đi, càng không thể thông qua loại phương thức hoang đường này ném đi quặng mỏ. Khương Phàm, chính ngươi quyết định. Dạ Thiên Lan cố ý đem quyền lựa chọn giao cho Khương Phàm, thắng. Chính là dâng tặng lễ vật bái sư. Cược. Khương Phàm dứt khoát đáp lại, đối diện nếu có đệ tử lục phẩm linh văn, hắn nói không chừng sẽ còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng chỉ có cao nhất là ngũ phẩm, hắn có nắm chắc. Dạ Thiên Lan không để ý các vị trưởng lão khuyên can, cao giọng nói. Một chọi hai, ta muốn tòa quặng mỏ đông nam bộ kia. Ta muốn tòa phía tây kia của các ngươi. Một lời đã định. Khương Phàm đưa tay khiêu chiến. Ai đến? Bùi Vân Hải tự mình sai khiến hai đệ tử Linh Anh cảnh cửu trọng thiên, tất cả đều là ngũ phẩm linh văn. Hướng Cảnh Sơn, Lý Minh Bác, các ngươi lên, thắng Khương Phàm, từ nay tài nguyên phân phối cho các ngươi tăng gấp 3. Tạ ơn đại trưởng lão. Hai đệ tử cao giọng lĩnh mệnh, đi lên đài cao.
Bọn hắn có thể đoán được Khương Phàm là lục phẩm linh văn, nhưng bọn hắn ngũ phẩm linh văn cũng không kém, huống chi cảnh giới đều là cửu trọng thiên. Hai chọi một, hoàn toàn đè ép được. Khương Phàm, thắng bọn hắn. Thanh Văn cổ động Khương Phàm. Thắng cái rắm, còn sống cũng không tệ rồi. Cổ La hừ lạnh, không còn khuyên can, ném đi quặng mỏ, xem tông chủ còn thế nào bảo đảm, ngay cả Dạ An Nhiên đều phải chịu liên lụy. Chẳng cần biết ngươi là ai, có thiên phú gì, ném một tòa quặng mỏ tinh thạch của Thiên Sư Tông tuyệt đối chứa không nổi ngươi. Hướng Cảnh Sơn đang đối mặt Khương Phàm, Lý Minh Bác vây quanh phía sau. Đều chuẩn bị xong. Khương Phàm không để ý người phía sau kia, một mực tập trung vào thiếu niên uy mãnh trước mặt. Hướng Cảnh Sơn từ bên hông nhấc lên một thanh chiến phủ nặng nề, dùng sức bẻ bẻ cổ. Bại, cũng đừng nói chúng ta khi dễ người. Bắt đầu, tiếp lấy. Lý Minh Bác ở phía sau lại dẫn đầu hô to, hai tay giơ cao, nhấc lên bụi đất mãnh liệt, cấp tốc nuốt sống hơn 30 mét đài cao. Nhìn không thấy. Hỏng. Các đệ tử Thiên Sư Tông lập tức kinh hô. Hướng Cảnh Sơn chờ cắt bụi bao phủ Khương Phàm, một khắc này hắn mới mang theo chiến phủ giết tới. Kim quang chê y chán lấp lóe, hai tay cấp tốc phồng lên, bò đầy đường vân kỳ dị. Là kim loại linh văn hiếm thấy. Khống chế vũ khí rất tốt, có thể làm trọng binh. Hắn nhanh chân phi nước đại, khóa chặt Khương Phàm bên trong bụi đất đầy trời sau đó đột ngột nhảy lên khỏi từ mặt đất. Xoay người mấy vòng, lấy khí thế phá núi lao thẳng xuống Khương Phàm. Chiến phủ nặng đến 3.000 cân tùy tiện huy động trong tay hắn. Khương Phàm không bối rối, không né tránh, tỉnh táo đứng tại chỗ. Khi thân ảnh hùng tráng đột nhiên xuất hiện, chiến phủ từ chê y trời giáng xuống, hai tay Khương Phàm nắm lại, tàn đao tới tay, một cỗ khí lãng cuồng bạo rung động toàn thân, mạch máu phồng lên, toàn thân phát nhiệt gầm lên giận dữ, tàn đao xông lên trời. Keng! Tàn đao bá đạo đón đỡ trọng trùy, khí lãng kinh người cuồn cuộn chê y đài cao, cường thế đẩy lui chiến phủ. Hướng Cảnh Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay áp chế bỗng nứt toát, thân thể mất khống chế, ngửa mặt rơi xuống. Quá đột nhiên, hắn căn bản không ngờ tới. Khương Phàm nhanh chân vào tới trước, hai mắt sung huyết, một tiếng bạo hống rung động đài cao, bá đao thức lại lần nữa xuất ca iota siết. Cả người Hướng Cảnh Sơn nổi da gà. Không đợi rơi xuống đất đã cưỡng ép phản ca iota siết, đường vân màu vàng toàn thân phát sáng tạo thành một cái chuông lớn ánh ra kim quang bao phủ ở xung quanh. Nhưng, tàn đao bạo ca iota siết, kim quang chuông lớn rất nhanh vỡ nát. Khí huyết Hướng Cảnh Sơn sôi trào, phun máu. Khương Phàm nâng đao, sượt qua người, một cánh tay phóng lên tận trời, chiến phủ trong tay trùng điệp rơi chê y mặt đất. Hướng Cảnh Sơn đau đớn kêu lên thảm thiết, chật vật tháo chạy. Là tiếng gì, ai đang kêu thảm? Các đệ tử song phương đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm cuồng sa loạn vũ nơi đài cao. Mai táng cho ta. Lý Minh Bác toàn lực ca iota siết thích linh văn, cát bụi đầy trời gào thét bạo ca iota siết, toàn bộ hướng về phía Khương Phàm ép tới. Liệt diễm kim liên. Khương Phàm ca iota siết hoạt toàn diện thánh linh văn, một tiếng bạo hống cùng với khí lãng kinh người nổi lên, liệt diễm như núi lửa bộc phát. Trước thành kim liên nở rộ cuồng vũ. Âm âm, cát bụi bị ngạnh sinh sinh chống đỡ. Cho dù là cảnh giới áp chế, huyền cấp võ pháp được thánh phẩm linh văn thôi động, vẫn cường thế bá đạo như cũ. Hướng Cảnh Sơn bộc lộ dã tính, nhịn đau gầm thét, mang theo trọng phủ muốn truy sát Khương Phàm. Khương Phàm lại không thèm nhìn vào mắt, điều động linh lực sau cùng trong khí hải, ngưng tụ liệt diễm trường thương, lao thẳng đến Lý Minh Bác. Hướng Cảnh Sơn, cuốn lấy hắn. Lý Minh Bác sợ hãi, hai người bọn họ thường xuyên phối hợp tác chiến, vẫn luôn là hắn phụ trợ, Hướng Cảnh Sơn giải quyết mục tiêu. Chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy. Nhưng tốc độ Khương Phàm quá nhanh, Hướng Cảnh Sơn đang bị trọng thương căn bản đuổi không kịp. Ta cuốn lấy hắn, ngươi nhanh giết tới. Lý Minh Bác giống to, nhắc nhở Hướng Cảnh Sơn, cát bụi bành trướng ngưng tụ thành tường cát nặng nề trước mặt, cao 3 mét, dày nửa mét. Cát bụi cuồn cuộn. Khương Phàm trong nháy mắt đã lao tới, gắt gao khống chế hỏa thương đâm về phía trước. Ầm ầm, tường cát kịch liệt chấn động, lại ngạnh sinh sinh đỡ được một ca iota siết. Giờ khắc này, Lý Minh Bác vậy mà cảm nhận được áp lực, cửu trọng thiên lại bị bát trọng thiên uy hát iota. Truyền về trong tông môn, còn không khiến cho người khác cười nhạo.
Nhưng, Khương Phàm cũng không có rút đi, thôi động thánh linh văn một mực khống chế kim viêm trường thương, toàn lực đẩy về phía trước. Chê y đài cao đã không còn cát bụi, tất cả mọi người đều thấy rõ tình hình chiến đấu. Nhanh giết tới. Lý Minh Bác gào thét, thúc giục linh lực toàn thân, hóa thành cát bụi, hội tụ vào tường cát. À! Sắc mặt Khương Phàm dữ tợn, liệt diễm mãnh liệt, kim quang hừng hực không ngừng liên tục đánh thẳng vào hỏa thương. Một khắc, hướng Cảnh Sơn mang theo chiến phủ giết tới, hỏa thương hòa tan tường cát, bỗng nhiên xuyên thấu. Phốc phốc! Hỏa thương xuyên qua tường cát, đâm thủng lồng ngực Lý Minh Bác. Lý Minh Bác khó có thể tin được mà nhìn ngực mình, tường cát bị hòa tan. Cái này sao có thể? Khương Phàm tung một ca Iota CS mà thành, bỏ qua hỏa thương, xoay người, tàn đao lại lần xuất hiện trong tay, cường thế bổ một phát. Keng! Tàn đao tinh chuẩn đón đỡ trọng phủ, oanh minh kịch liệt vang vọng đài cao giống như hai tòa thiết sơn đụng vào nhau. Khương Phàm bị đánh lui. Hướng Cảnh Sơn chật vật mất khống chế. À! Khương Phàm hao hết linh lực, lại huy động huyết khí mình IG, hai tay cầm đao, cuồng dã chảm xuống. Hướng Cảnh Sơn gắt gao nắm chặt trọng phủ, chật vật đón đỡ. Nhưng, cánh tay trái bị chém, một tay thực sự khó mà khống chế trọng phủ. Liên tiếp oanh ca Iota CS, trọng phủ rời khỏi tay. Khí thế Khương Phàm như mãnh hổ, giơ tàn đao lên cao. Toàn thân bốc hơi nóng đánh ra một ca Iota CS cuối cùng. Hướng Cảnh Sơn tránh cũng không thể tránh, thời khắc sinh tử, thôi động linh văn, hào quang màu vàng nồng đậm dâng lên trước người. Oanh! Tàn đao đánh tan kim quang, bổ vào ngực Hướng Cảnh Sơn, vạch ra một đạo vết thương sâu thấy xương. Kim quang ngăn trở tàn đao, đao thế hao hết nhưng vẫn bổ hắn lui hơn 10 mét, dưới chân không còn chỗ đứng, trùng điệp rơi xuống đài cao. Khương Phàm kịch liệt thở hổn hển. Chậm rãi đứng thẳng, nâng tay lên chỉ về Kim Cương Tông phía xa. Ta thắng! Toàn trường xôn xao, khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn. Lại thắng! Một đối hai, còn là cửu trọng thiên. Lại thắng! Tốt! Bên trong Thiên Sư Tông vang lên tiếng reo hò như nước thủy triều. Bọn hắn quá ca Iota CS động, tông môn đã quá lâu không có cường thế như vậy. Dạ An Nhiên lặng lẽ nắm chặt hai tay. Không hổ là kim viêm thánh văn, đủ mạnh. Thanh văn lập tức chạy lên đài cao, đưa cho Khương Phàm mấy khỏa đan dược. Làm tốt lắm, thật cho sư tỷ mặt mũi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bùi Vân Hải khó có thể tin, tiểu tử này thắng quá dễ dàng, cũng quá bất khả tư nghị khó tin. Liệt diễm vậy mà có thể hòa tan cát bụi của Lý Minh Bác. Tên Khương Phàm này đến cùng là thân phận gì? Lại là linh văn đặc thù gì? Bùi Vân Hải trưởng lão, quặng mỏ biên giới Tây Nam thuộc về chúng ta. Tâm tình Dạ Thiên Lan rất tốt, vậy mà nhẹ nhõm kiếm lời được một tòa quặng mỏ tinh thạch. Lễ gặp mặt này của Khương Phàm quá lớn. Bùi Vân Hải muốn rảo biện, nhưng bây giờ không tìm thấy cớ. Một đối hai, là vượt cấp, cái này hoàn toàn là thiên tài thực lực mạnh nhất Kim Cương Tông. Bùi trưởng lão nếu không có dị nghị, ai nguyện ý dẫn người tiếp thu quặng mỏ Tây Nam? Dạ Thiên Lan nhìn các trưởng lão bên cạnh. Các vị trưởng lão đầu tiên nhìn về hướng Nam Cung trưởng lão, là đại trưởng lão đại diện Thiên Sư Tông, phần vinh dự này đương nhiên hẳn là thuộc về hắn. Nếu như tiếp quản thuận lợi, nói không chừng có thể chính thức trừ đi hai chữ đại diện. Nam Cung trưởng lão cũng rất do dự, muốn bằng vào một vụ cá cược với Kim Cương Tông liền trực tiếp cống hiến ra quặng mỏ Tây Nam, không khác người si nói mộng. Mặc kệ ai đi tiếp quản, đều tránh không được một trận ác chiến. Ta đi. Một vị trưởng lão chủ động ra mặt, hắn đã sớm không quen nhìn phong cách Nam Cung trưởng lão xử sự mọi việc. Nếu như không phải Nam Cung trưởng lão tuổi tác lớn tư lịch cao cao, Thiên Sư Tông sao có thể do hắn quản lý. Vậy cứ để Độc Cô trưởng lão dẫn đội đi qua, ngươi có thể mang theo 8 vị trưởng lão, 300 vị đệ tử, tùy ngươi chọn lựa. Được. Độc Cô trưởng lão lớn tiếng lĩnh mệnh, lập tức quay người chọn lựa trưởng lão cùng đệ tử. Một đám trưởng lão cùng đệ tử chủ động xông ra một mảnh, ủng hộ Độc Cô trưởng lão, nơi đó mặc dù tránh không được ác chiến, nhưng đó lại là vinh dự cực lớn. Bọn hắn đã sớm chịu đủ tông môn biệt khuất, hôm nay nhất định phải hảo hảo mở mày mở mặt một lần. Chúng ta đi, chuyện này vẫn chưa xong. Bùi Vân Hải oán giận nhìn Khương Phàm, dắt cự lang liền muốn rời khỏi. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, ngươi là linh văn gì, lại là mấy phẩm linh văn?
Lúc này trong rừng rậm, một thiếu niên từ từ đi tới, dáng người cao gầy, sợi tóc đen bóng mà mềm mại, làn da trắng nõn, bộ dáng rất tuấn mỹ, chỉ là con mắt rất lạnh, hơi phá hủy mỹ cảm khiến cho người khác cảm thấy một loại dã tính cùng tàn khốc. Mộ Dung Sung, hắn làm sao lại ở đây? Các đệ tử trong Thiên Sư Tông lập tức nhận ra người vừa mới tới. Đây là thiên tài Thiên Cương Tông, lục phẩm thú linh văn, có thể so với thánh linh văn. Mộ Dung sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Bùi Tử Phong rất ca yêu ta si ết động, nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Xem ra biểu hiện vừa rồi của Kim Cương Tông đều bị vị này nhìn ở trong mắt. Mộ Dung Sung có chút hăng hái nhìn Khương Phàm chê y đài cao, sau lưng cũng có 8 vị nam nữ lần lượt đi ra, ánh mắt lăng lệ, khí tức cường thịnh. Muốn biết, chính mình tới thử. Khương Phàm nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm từ chê y người đối phương đã. Hắn là đệ tử thiên tài Thiên Cương Tông, lục phẩm thú linh văn. Thanh Văn nhỏ giọng giới thiệu cho Khương Phàm. Ta đã là linh nguyên cảnh, không khi dễ người khác. Ta không có ác ý, chỉ là đi qua nơi này, bị trận chiến đấu vừa rồi hấp dẫn. Ta cả gan thay Thiên Cương Tông chúng ta phát ra lời mời, người có bằng lòng gia nhập với chúng ta hay không? Mộ Dung Sung ngoài miệng mang nụ cười nhưng ánh mắt hiện ra lãnh quang cho người cảm giác rất tà tính. Mộ Dung Sung, người đây là ý gì? Bùi Vân Hải vô cùng bất mãn, Khương Phàm vừa làm nhục người của Kim Cương Tông, Mộ Dung Sung lại còn mời hắn gia nhập Thiên Cương Tông. Thiên Cương Tông cần thiên tài như vậy, Bùi trưởng lão có ý kiến. Mộ Dung Sung nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bùi Vân Hải tức giận, chính mình dù sao cũng là trưởng lão, Mộ Dung Sung chỉ là một đệ tử. Có gì có thể phách lối. Thế nhưng, thân phận Mộ Dung Sung và địa vị trong Thiên Cương Tông lại làm cho hắn không dám đắc tội. Kim Cương Tông muốn trở thành một trong 18 tông, còn phải dựa vào Thiên Cương Tông đây. Không hứng thú. Khương Phàm quả quyết từ chối. Ngươi vừa tới La Phù Sơn Mạch, đối với tình huống nơi này còn không hiểu rõ lắm. La Phù vô số tông môn, người mạnh nhất được xưng 18 tông. Trong 18 trong tông, lại có vị trí tam tôn. Thiên Cương Tông, chính là một trong tam tôn. Gia nhập với chúng ta, người muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn địa vị có địa vị, so với việc ngươi ở Thiên Sư Tông tuyệt đối không kém hơn. Đương nhiên, nữ nhân, cũng sẽ không thiếu. Mộ Dung Sung vô tình hoặc cố ý liếc mắt nhìn Dạ An Nhiên. Mộ Dung Sung, tỉnh lại đi, hắn đã là đệ tử thân truyền của phụ thân ta. Dạ An Nhiên hơi nhíu lông mày nhỏ nhắn. Lần đầu tiên gặp phải người tông môn khác đi thẳng đến tông môn mình đào người, quả thực là đại bất kính. Đại đệ tử tông chủ, nghe qua rất không tệ, nhưng nếu như Thiên Sư Tông bị trục xuất khỏi hàng ngũ 18 tông, đại đệ tử của một tông môn bình thường, tuyệt đối kém hơn đệ tử thân truyền của sư tôn ta. Người suy nghĩ nhiều rồi, Thiên Sư Tông vĩnh viễn sẽ không rời khỏi 18 tông. Cái này không phải do các ngươi quyết định. Mộ Dung Sung cười nhạt một tiếng, tiếp tục mời Khương Phàm. Ngươi chỉ cần rời khỏi Thiên Sư Tông, điều kiện tùy ngươi. Điều kiện gì cũng đều được. Khương Phàm, ngươi làm gì? Thanh Văn kinh hãi, thật sợ tên gia hỏa này đột nhiên đào ngũ. Điều kiện gì đều có thể, chỉ cần ta mở ra. Để bọn chó hoang Kim Cương Tông này, một tên cũng không để lại leo ra khỏi La Phù Sơn Mạch. Đồ hỗn trướng, đừng tưởng rằng có Dạ Thiên Lan làm chỗ dựa, ngươi có thể vô pháp vô thiên. Bùi Vân Hải giận tím mặt. Ha ha! Mộ Dung Sung lắc đầu, nói một tiếng đáng tiếc. Ngươi vừa tới La Phù Sơn Mạch, đối với hoàn cảnh nơi này còn không hiểu rõ, ta thiện ý nhắc nhở. Chú ý an toàn. Khương Phàm đáp lễ. Tạ ơn nhắc nhở, ngươi cũng chú ý an toàn. Đúng rồi, còn chưa có chúc cho Dạ tông chủ. Nữ nhi bảo bối thật vất vả mới trở về, nên cố gắng ở trong tông, bên ngoài rất nguy hiểm. Mộ Dung Sung nhếch miệng lên tạo một vòng đường cong tàn nhẫn, mang theo người biến mất trong rừng rậm. Phi, thứ gì? Thanh Văn không quen nhìn người này phách lối, không phải là thú linh văn thôi à? Chỗ sâu nhất La Phù Sơn Mạch. Bọn người Khương Hồng võ một đường chạy trốn, rốt cuộc cũng tìm được mục đích. Một mảnh sơn lâm bị mê vụ bao phủ, cây cối xung quanh đây rõ ràng tráng kiện hơn so với nơi khác, cây già ngàn năm khắp nơi có thể thấy được. Ngay cả núi cao đều nguy nga hùng vĩ, hoặc như lợi kiếm chỉ thiên, hoặc như liệp ưng dương cánh, hoặc như chiến mã lao nhanh. Khí tức cổ lão mà thâm thúy tràn ngập trong núi rừng. Khương Hồng Võ, tiếp kiến vô hồi thánh địa, xin gặp Khương Tuyền.
Khương Hồng Võ xác định rõ vị trí từ chê y địa đồ, đi đến phía trước hô to. Các tộc nhân Khương gia vừa hiếu kỳ vừa khẩn trương nhìn xung quanh, bọn hắn một đường chạy trốn, thương vong thảm trọng, may mắn còn sống sót không đến 200 người. Liền ngay cả huyết ngục đều chết thảm hơn 20 vị, chỉ còn 63 người. Mê vụ dày đặc nồng hậu rộng mở giống như cửa thành, một thiếu nữ thanh lệ cưỡi bạch ngọc thiên mã đi tới. Các ngươi tìm Khương Tuyền trưởng lão. Chúng ta đều là người nhà của nàng. Người nhà. Thiếu nữ hiếu kỳ nhìn đám người phía sau bộ dáng chật vật một chút, lui về mê vụ. Chờ đó, ta đi bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, một con đường ánh sáng dài hơn 3 mét tỏa ra kỳ quang hoa mỹ đâm rách mê vụ, đi tới trước mặt bọn hắn. Đứng phía chê y quang vũ là một vị nữ tử mỹ lệ, phong thái tuyệt thế làm rung động lòng người, tóc dài phiêu giật, có cỗ khí tức tiên linh. Khương Tuyền, thật là nàng. Đã hơn 20 năm, bộ dáng nàng làm sao một chút cũng không thay đổi. Các tộc nhân Khương gia kinh dị nhìn nữ tử trước mặt. Hoàng thất sốt cuộc vẫn động thủ. Khương Tuyền nhảy xuống khỏi quang vũ, đi tới trước mặt bọn người, không có kỳ quái tình cảnh chật vật của bọn họ bây giờ chút nào. Không tính là hoàng thất, là vị tam hoàng tử kia. Hảo ca ca của ta, không được hoàng thất trao quyền, hoàng tử dám động bạch hổ quan sao? Ta nói hoàng thất chính là hoàng thất, huynh trách móc mấy chữ có ý gì, để cảm thấy ngươi không có chật vật như bề ngoài. Ngữ khí Khương Tuyền cứng nhắc cường thế để tất cả mọi người Khương gia xấu hổ. Khương Hồng Võ cười khổ lắc đầu, 20 năm vẫn là tính xấu này. Ta đã sớm nói cho huynh biết, nên sớm rời khỏi. Huynh nhất định phải thủ vững bạch hổ quan gì đó. Khương gia chúng ta không có nửa điểm có lỗi với Thương Châu, là Thương Châu một mực có lỗi với chúng ta. Ta thủ bạch hổ quan, chính là thủ con dân Thương Châu, là tôn nghiêm liệt tổ liệt tông. Huynh năm đó không có quất chết tên hỗn đản kia thì đã ném đi tôn nghiêm tổ tông rồi. Lưu lại đại họa cho mình, còn kéo thêm phụ thân đưa tang, kéo theo toàn bộ Khương Vương Phủ, huynh. Khương Tuyền tức giận nhắc đến chuyện năm đó, thế nhưng... Nàng rất rõ ràng, Khương Vương Phủ xuống dốc không thể nói là do đại ca, là hoàng thất sớm đã có ý xử lý Khương Vương Phủ. Cô, Khương Uyển Nhi cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng gọi. Tiểu Uyển Nhi, đều lớn như vậy. Sắc mặt Khương Tuyền hơi giãn, lộ ra ý cười. Uyển Nhi gặp qua cô. Đều đi vào đi, tiến vào vô hồi thánh địa, không ai dám đụng đến người của Khương gia bọn ta. Chiếu cố tốt Khương gia, chiếu cố tốt Uyển Nhi. Ta còn có việc. Khương Hồng Võ ra hiệu các tộc nhân đều tiến vào mê vụ. Huynh muốn đi đâu? Ta muốn xác định Nghị Nhi đến cùng còn sống hay đã chết. Nghị Nhi, đúng, hắn đi đâu, những người khác đâu? Khương Tuyền lúc này mới chú ý tới bên trong tộc nhân Khương gia không có mấy chất nhi, cũng mất đi đứa con nuôi Khương Phàm. Trong mấy tháng này phát sinh rất nhiều chuyện. Khương Hồng Võ giới thiệu sơ lược tình huống của Khương Vương Phủ. Khương Tuyền tức giận không thôi, nhưng nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của đại ca, lời quát tháo đến miệng cũng nuốt xuống. Ta không tin Nghị Nhi cứ thế mà chết, ta muốn về Bắc Cương. Khương Hồng Võ mang theo huyết ngục rời khỏi. Hắn nhớ mong Khương Phàm, càng phải xem hoàng thất có xử trí bọn người Yến Tranh hay không. Chờ một chút, huynh có thể trở về, nhưng lưu lại tượng đá. Ta còn cần dùng. Huynh không thể dùng, càng không thể lại tiến vào đại hoang. Nửa tháng trước, chỗ sâu trong đại hoang nhất xuất hiện biến hóa dị thường, ngay cả thánh chủ đều tự mình dẫn người đi phong ấn. Nếu như phong bế được, đại hoang sẽ giống như thường ngày. Nếu như không phong được, sẽ có đại loạn. Bên trong đại hoang đến cùng có cái gì? Hình không cần biết. Chiếu cố tốt người nhà, ta sẽ mau chóng trở về. Khương Hồng Võ lưu lại tượng đá, chào hỏi huyết ngục rời khỏi. Chờ một chút. Khương Tuyền gọi hắn lại. Vạn thú thiên hoàng quyền đâu? Vạn thú thiết quyền chê y người của ta, các linh bảo khác đều ở trong nhẫn không gian của các tộc lão. Khương Tuyền ném cho Khương Hồng Võ một cái bình ngọc. Trong này có 5 viên đan dược, có thể che giấu khí tức linh hồn cảnh. Khương Hồng Võ bắt lấy, mang theo huyết ngục vọt vào rừng rậm mờ tối. Phụ thân có thể gặp nguy hiểm hay không? Khương Uyển Nhi lo lắng nói nhỏ. Tam hoàng tử chịu nhục ở Thương Châu. Há có thể dễ dàng buông tay như vậy? Lão phụ thân này của con không lỗ mãng vẫn còn tốt, nếu như... Khương Tuyền lắc đầu, chính người đại ca này của mình đã 40-50 tuổi nhưng vẫn không thay đổi một chút nào.
cô có thể phái người đi giúp phụ thân không? Chờ thánh chủ trở lại hãng nói đi, tình huống bây giờ có chút đặc thù, người thánh địa có thể sử dụng đều tiến vào đại hoang, nếu ta không phải bởi vì bế quan làm trễ nải, lúc này hẳn cũng đang ở trong đại hoang. Tại thời điểm Thiên Sư Tông phái người tiếp quản quặng mỏ Tây Nam, Khương Phàm đã một mình rời khỏi Thiên Sư Tông, xông vào La Phù Sơn Mạch. Hắn mặc dù thu thập được đám người Kim Cương Tông nhưng kỳ thật chưa đã nghiền, chỉ có thể tìm vài yêu thú thử cực hạn của mình một chút. Thuận tiện đột phá, nhanh chóng tiến vào cửu trọng thiên. Vô luận đi đến đâu, thực lực đều là nhất. Tiểu Xà lần đầu tiên nhìn thấy rừng rậm liền vui chơi tán loạn khắp nơi. Hình thể mảnh khảnh, phối hợp hai cái cánh nhỏ huỵch huỵch, tốc độ nhanh kinh người. Khương Phàm vậy mà đuổi không kịp. Tiểu gia hỏa còn thỉnh thoảng từ đằng xa vọt trở về, quấn vài vòng chê y người Khương Phàm lại thoát ra ngoài, giống như đang ghét bỏ tốc độ của hắn quá chậm. Khương Phàm cũng không để ý, chạy khắp nơi tìm kiếm mãnh thú chém giết, Kaiota CS thích cực hạn, cũng đang quen thuộc lấy hoàn cảnh La Phù Sơn Mạch. Lúc trạng vạng tối, giống, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng gào thét cuồng liệt, đất rung núi chuyển, túc điểu kinh bay, giống như một loại mãnh thú nào đó đang phát cuồng. Không tốt, sắc mặt Khương Phàm hơi biến, tiểu gia hỏa sẽ không phải đã chọc giận tên đáng sợ gì đấy chứ. Trong rừng già hỗn loạn, một đầu thiết bối thương hùng hơn 5 mét đang phát cuồng vỗ mạnh. Khí lãng kinh người không ngừng bạo động phá hủy cánh rừng, đánh rách tả tơi khắp nơi. Lúc Khương Phàm chạy đến, tiểu gia hỏa đang bị khí lãng mãnh liệt đánh bay, nện vào chê y một tảng đá. Vảy dây đều nát một mảng lớn, máu me đầm đìa. Thiết bối thương hùng gào thét, đứng thẳng người lên, lợi chảo nặng nề giống như cối xay mang theo lực lượng vạn quân, trùng điệp vỗ xuống. Cút ngay! Khương Phàm nhanh chóng giết tới, gầm lên giận dữ, kim viêm thánh văn không giữ lại chút nào phóng thích ra, trong chớp mắt trùng Kaiota CS kinh mạch toàn thân, điều động hỏa điểu trong khí hải. Liệt diễm như thủy triều kịch liệt bốc lên. Một đầu kim hổ uy mãnh dài 3 mét thành hình, đạp lên ngọn lửa kinh người đánh tới thiết bối thương hùng. Ầm ầm, va chạm mãnh liệt đẩy lui thương hùng, tiếp đó dẫn bạo ầm vang nổ lên liệt diễm trùng thiên, đánh lui thương hùng nặng nề. Giống, thương hùng vậy mà không bị thương, bộc phất khí lãng đẩy lui liệt diễm phóng tới Khương Phàm. Sơn lâm lay động, cát bay đá chạy, thanh thế kinh người. Linh nguyên cảnh. Thần sắc Khương Phàm ngưng trọng, thực lực con mãnh thú này tuyệt đối có thể so với linh nguyên cảnh. Khương Phàm lấy ra tàn đao, gào to một tiếng, Kaiota CS thích huyết khí toàn thân, ngang nhiên chạm một cái. M thanh tranh minh, lợi chảo thương hùng bị bổ ra, huyết thủy vẩy tung tóe, nhưng tàn đao cũng trực tiếp rời khỏi tay, chấn Khương Phàm chật vật bay ra ngoài. Liên tiếp quay nhanh 3 vòng giữa không trung, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Hống hống hống. Thương hùng triệt để bị chọc giận, nó gào thét dã man, nện bước chân nặng nề chụp về phía Khương Phàm. Khương Phàm sợ hãi, nhưng cũng không bối rối, không để ý hai tay máu thịt be bét, vội vàng Kaiota CS động thánh linh văn thôi động liệt diễm tam trọng Kaiota CS, đối cứng với thương hùng đang lao tới. Nhưng thực lực thương hùng quá mạnh, nó tùy tiện phất tay đã có thể phá tan liệt diễm, vung lên lợi chảo chụp về phía Khương Phàm. Khương Phàm cấp tốc né tránh. Lùi lại mười mấy mét, lấy ra ô cương tiễn, ô cương cung, còn có bạo viêm phù từ bên trong thanh đồng tiểu tháp, động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi. Trong một khắc này, ô cương cung đã bị kéo đến đầy tròn. Mũi tên sắc bén quấn quanh lấy bạo viêm phù, khóa chặt thiết bối thương hùng đang xông tới. Đúng vào lúc này, một đạo ám quang hiện lên xuất hiện ở trước mặt thiết bối thương hùng. Lại là tiểu xà. Nó huy động hai cánh. Trong nháy mắt đã đình trệ giữa không trung, cái đuôi giống như dùi nhọn lấp lóe kỳ quang, sau một khắc, nhanh chóng xoay chuyển, phần đuôi như giống cây lao thổi phù một tiếng đâm vào trong mắt thiết bối thương hùng. Giống, thương hùng gào lên đau đớn, vung đầu lui lại. Khương Phàm nắm lấy cơ hội, ô cương tiễn thoát khung nổ bắn ra, khoảng cách mười mấy thước trong nháy mắt mà tới, thẳng đến cái cổ, ngay sau đó lại là một tiếng bạo hưởng. Thiết bối thương hùng bị hỏa diễm bạo tạc cưỡng ép lui tiếp về sau. Mặc dù bạo viêm phù không thể gây tổn thương cho đến nó, nhưng ô cương tiễn bén nhọn lại đâm xuyên qua da thịt, tiến vào hơn phân nửa. Tiểu xà thừa dịp hỗn loạn lần nữa bay lên, cái đuôi nhỏ phốc phốc cắm vào con mắt còn lại. Khương Phàm liên tiếp dựng cung, bắn liên phát 3 mũi tên phối hợp với bạo viêm phù, toàn bộ đánh vào chỗ cổ.
Thiết bối Thương Hùng gào lên đau đớn, vung đầu muốn rời khỏi. Khương Phàm phi nước đại lao tới chặn đường. Một tiếng giống to, Kim Viêm Thánh Văn lần nữa phóng thích vạn thú thiên hoàng quyền, hóa thành kim hổ mãnh liệt đánh về phía cái cổ của Thiết bối Thương Hùng. Mặc dù Thương Hùng da dày thịt béo, lông tóc như sắt, nhưng trong này đã cắm vào bốn mũi ô cương tiễn. Mãnh hổ bạo Kaiota CS, bốn mũi ô cương tiễn bị đụng phải bị Kaiota CS thích, đâm mạnh ra ngoài cổ, lưu lại bốn cái huyết động lớn chừng quả đấm. Ngay sau đó, kim hổ nổ tung, mãnh liệt đánh lui Thiết bối Thương Hùng. Thiết bối Thương Hùng đứng lên chạy trốn, nhưng lỗ máu chỗ cổ không ngừng tuôn ra máu tươi, chạy về phía trước một đoạn thì gục ở chỗ đó, không có động tĩnh. Khương Phàm cẩn thận tới gần, sau khi xác định nó đã chết mới thở ra một hơi, hư nhược ngồi dưới đất, toàn thân đau nhức kịch liệt. Tiểu gia hỏa lẻn vào trong ngực Khương Phàm, mặc dù máu me khắp người nhưng lại uỵch uỵch vỗ hai cánh giống như đang khoe khoang ly sự lợi hại của mình. Khương Phàm đụng đụng cái đầu nhỏ của nó, dựng thẳng cái ngón cái, biểu hiện vừa rồi xác thực rất đặc sắc, tựa như là tiêu thương. Hoàn toàn có thể sử dụng làm ám khí. Tiểu gia hỏa di động cái đuôi nhỏ bén nhọn, tranh công tê tê kêu. Sắc trời đã tối dần, Khương Phàm cũng không vội vã về Thiên Sư Tông mà kéo lấy Thương Hùng nặng nề đi vào sơn cốc gần đó. Nơi này không giống với đại hoang ban đêm, mặc dù cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không đến mức quá cuồng bạo. Ha ha, thật là có. Khương Phàm ngạc nhiên đào ra một viên thú nguyên, mặc dù không lớn, nhưng vẫn để cho người ta cài yêu ta siết động. Tiểu xà vòng quanh cánh tay Khương Phàm vòng rồi lại vòng, giống như cũng cảm thấy rất hứng thú đối với thú nguyên. Cho ngươi. Khương Phàm ném thú nguyên cho tiểu xà. Tiểu gia hỏa linh hoạt cuốn lấy thú nguyên, lẻn đến bên cạnh bắt đầu luyện hóa. Khương Phàm đốt lên đống lửa, vận chuyển đại diệu thiên kinh, hấp thu khí tức sinh mệnh và linh khí trong rừng rậm. Điều chỉnh tốt thân thể, ngày mai tái chiến. Đêm trăng như nước, ánh trăng sáng trong vẩy xuống sơn cốc, chệ y người Khương Phàm bịt kín một tầng xiêm y màu bạc. Đột nhiên, tiểu xà lẻn đến chệ y vai Khương Phàm, tê tê quái khiếu. Khương Phàm cũng mẫn cảm nhận ra nguy hiểm, đồng thời mở mắt, triệu ra tàn đao từ trong khí hải. Trong rừng cây bên ngoài sơn cốc, một tiểu hài nhi đang theo dõi Khương Phàm trong sơn cốc. Tại thời điểm Khương Phàm nhìn thấy hắn, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đi tới. Khương Phàm lại toàn thân phát lạnh, cả người nổi da gà. Tiểu hài nhi chỉ có 7 tương đương 8 tuổi, lại toàn thân trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Đầu trần trùng trục, chệ y chán cũng không thấy có vết tích linh văn. Hắn nhếch miệng cười, đầy miệng lại là răng nanh, cho người ta một loại cảm giác tà ác âm lãnh. Nửa đêm trong rừng già, đột nhiên nhìn thấy một gia hỏa như thế, xác thực đủ cây ết yêu ta người. Tiểu xà cả ngày hôm nay đều rất dũng cảm, lúc này lại phi thường cảnh giác, nhiều lần co do thân thể, phun ra nuốt vào lưỡi rắn tinh hồng. Người có thánh hỏa. Tiểu hài nhi nhếch miệng cười, mặt trắng bệch, răng lanh lảnh, quỷ dị để cho người ta không thể không cảnh giác. Người tìm nhầm người. Khương Phàm vậy mà không cảm nhận được bất luận năng lượng ba động nào từ chê y thân tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi giống như không có chú ý tới Khương Phàm đang cảnh giác, tiến đến trước mặt hắn, từ từ nhắm hai mắt tham lam hít một hơi. Không sai được, thánh linh văn loại hỏa diễm, còn có loại. Cảm giác rất kỳ quái. Ta là hỏa diễm linh văn, nhưng không phải thánh linh văn. Khương Phàm nhìn bên ngoài sơn cốc một chút, không có phát hiện có những người khác, giống như chỉ có một người là tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi vươn tay đến trước mặt Khương Phàm. Đốt cho ta mấy lần. Đốt cái gì? Đốt cổ tay của ta. Khương Phàm không hiểu. Đốt đi có kinh hỉ, người không lỗ. Khương Phàm thật sâu nhìn mắt tiểu hài nhi, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi hỏa diễm, nhẹ nhàng đụng đụng cổ tay của hắn. Cả diễm có thể hòa tan cát đá nhưng không những không làm hắn bị thương mà lại còn bị cổ tay hấp thu. Khương Phàm rất hứng thú, lập tức dâng lên cỗ hỏa diễm lớn hơn. Cổ tay tiểu hài nhi giống như là cái động không đáy, không ngừng liên tục hấp thu hỏa diễm, ngay cả chút vết tích đều không có. Một lớn một nhỏ đều trừng tròng mắt trực lăng lăng nhìn cổ tay. Tiểu xà từ từ buông xuống cảnh giác, cũng lại gần nhìn. Chỉ sau chốc lát, cổ tay trắng nõn vậy mà hiện ra văn ấn nhàn nhạt giống như là một sợi xích màu đen, tinh mịn, phức tạp, lại quỷ dị. Đây là vật gì? Khương Phàm thu lại hỏa diễm. Hai mắt tiểu hài nhi hiện lên mấy tia sáng rực,
cười càng sáng lạn hơn. Tiếp tục đốt, dùng sức đốt. Ngươi nói cho ta trước, đây là cái gì? Ngươi có thể đốt nút xiềng xích, ta tặng ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật gì? Khương Phàm càng nhìn càng cảm giác hài tử này cổ quái, hơn nửa đêm chạy đến nơi này, rất có thể là nghe mùi vị mà tới. Một bộ luyện đan thuật, ngươi là hỏa diễm thánh văn, không dùng để luyện đan rất đáng tiếc. Thuật luyện đan của ta, không phải luyện đan thuật bình thường, người bình thường không chiếm được, người bình thường cũng không dám luyện. Thuật luyện đan của ta, không phải luyện linh thảo linh quả, mà là luyện huyết nhục thần hồn. Tiểu hài nhi vuốt xiềng xích màu đen che y cổ tay, chậm rãi nói. Một đầu yêu thú vừa mới chết, có thể luyện 3 viên đan dược. Một viên huyết đan, một viên linh đan, một viên hồn đan. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Có thể luyện yêu thú, chẳng phải là, cũng có thể luyện người. Tiểu hài nhi dương mắt nhìn Khương Phàm một chút, cười sán lạn. Vật sống đều có thể luyện, phía xem ngươi có dám hay không. Khương Phàm nhìn tiểu hài nhi. Vậy mà dùng cả mình. Ngươi đến cùng là ai? Đốt đoạn xiềng xích này, ta truyền cho ngươi luyện đan thuật. Tiểu hài nhi đón lấy ánh mắt Khương Phàm, trong đồng tử đen bóng hiện lên một tia huyết quang. Cho ta luyện đan thuật trước. Khương Phàm hiếu kỳ, cũng hoài nghi. Ở trong đầu ta đâu? Ngươi đốt đứt xiềng xích, ta sẽ dạy cho ngươi. Huyết đan luyện thân, linh đan bổ khí, hồn đan dưỡng hồn, chỉ cần ngươi dám học. Hắc hắc. Khương Phàm phóng thích hỏa diễm, nung khô cổ tay. Không nghĩ tới chính là, một trận này vậy mà đốt 2 ngày 2 đêm, nghỉ ngơi vài chục lần, mới có thể đốt nứt xiềng xích chê y tay tiểu hài nhi. À, lại gãy mất một đầu. Dễ chịu, thoải mái hơn. Tiểu hài nhi nhắm mắt lại, cảm thụ được năng lượng ấm áp lưu động trong thân thể. Khương Phàm âm thầm cảnh giác, còn tưởng rằng tiểu hài nhi sẽ xuất hiện biến hóa kinh người gì, kết quả chờ thêm một lúc, chuyện gì cũng đều không có. Tiểu hài nhi nhếch miệng cười, miệng đầy răng nanh. Ta dạy cho ngươi luyện đan thuật, chuẩn bị xong chưa? Ngươi đến cùng là ai? Ta cũng không hỏi ngươi là ai mà. Khương Phàm luôn cảm thấy khá quái dị, nhưng không tiếp tục hỏi nhiều, trước tiên vận chuyển đại diệu thiên kinh, bổ sung xong linh lực, đi tới trước mặt thiết bối Thương Hùng. Ngươi tốt nhất là có cái đỉnh lô, bất quá không có cũng có thể luyện. Bộ luyện đan thuật này đối với có yêu cầu cực cao sự khống chế linh lực. Muốn đạt tới ngưng lửa thành tia, lửa đang đốt, tia không ngừng. Còn phải học cách được dùng hỏa diễm chia tách huyết nhục thần hồn, phân mà nung khô. Đan dược khác biệt, cần nhiệt độ hỏa diễm khác biệt. Bắt đầu đi, ta cho chỉ dẫn ngươi. Nói thì rất phức tạp, nhưng chỉ cần dùng tâm học, cũng không khó. Khương Phàm nín thở ngưng thần, dựa theo chỉ dẫn của tiểu hài nhi, phóng xuất ra ngọn lửa màu vàng, bao phủ thiết bối Thương Hùng hùng tráng. Nhưng... Tiểu hài nhi nói rất đơn giản, đốt cháy mới biết được so với tôi linh thuật thì khó khăn hơn không chỉ một phương diện. Từng luồng liệt diễm quét xuống, thiết bối Thương Hùng bị thiêu thành cho tàn. Cái này còn đơn giản. Khương Phàm im lặng lắc đầu. Tiểu hài nhi không đáp lời, chỉ tùy ý nhìn, người đần người oán ai. Đuổi theo ta, không dạy cho ta không cho phép đi. Trong rừng rậm chính là không bao giờ thiếu yêu thú. Khương Phàm mang theo tàn đao lao ra, không có vội vã tìm những mãnh thú cường đại, mà lựa chút phổ thông. Một ngày trôi y cua, săn giết hơn 30 đầu, chất đầy sơn cốc. Nhưng Khương Phàm còn đánh giá thấp trình độ khó khăn của bộ luyện đan thuật này, lặp đi lặp lại dày vò cả đêm, hơn 30 con yêu thú ngay cả một viên huyết đan đều không có thành. Tiểu hài nhi lắc đầu. Người chỉ biết mù luyện, sẽ không tổng kết kinh nghiệm. Thánh Linh Văn đúng là nhầm người. Khương Phàm bị ca Iota siết thích, mang theo tàn đao xông ra sơn cốc. Ngày thứ 3. Ổn định, đừng chú ý mặt khác, trước tiên khống chế huyết đoàn. Chú ý hỏa tuyến dẫn đạo, đúng đúng đúng. Khống chế tốt nhiệt độ hỏa diễm, tiếp tục phóng thích hỏa diễm, bảo trì hỏa tuyến quấn quanh. Rất tốt, đúng đúng đúng. Trong tiếng hoan hô của tiểu hài nhi, hỏa diễm mãnh liệt cấp tốc tản ra. Một viên huyết đan ca Iota siết cỡ tương đương hạt gạo rơi xuống. Khương Phàm nhìn tiểu hài nhi ca Iota siết động, khóe mắt lúng túng giật giật. Quá mất mặt. Nếm thử hương vị. Tiểu hài nhi cầm huyết đan lên, đặt vào lòng bàn tay Khương Phàm. Khương Phàm há miệng nuốt vào, không đợi cảm thụ, huyết đan đã hóa thành huyết khí cường thịnh tràn vào trong mạch máu toàn thân.
Huyết đan mặc dù rất nhỏ nhưng lại giống như nuốt sống một con mãnh thú, toàn thân nóng bỏng, bốc lên từng trận nhiệt khí. Huyết khí lao nhanh, phóng thích ra khí tức sinh mệnh minh y gờ, ca yêu ta si ết thích mạch máu toàn thân, càng lao thẳng tới khí hải. Hỏa điểu vậy mà có phản ứng, triển khai cánh chim, nhấc lên vòng xoáy giống như kim quang, thôn vệ lấy huyết khí. Hiệu quả vậy mà không sai biệt lắm với việc nuốt thú nguyên. Bộ luyện đan thuật này của ngươi gọi là gì? Khương Phàm kinh hỉ, phiền muộn trước đó bị quét sạch sành sanh, thật đúng là nhặt được bảo vật. Sau này không cần phí sức tìm kiếm thú nguyên, săn giết linh yêu cũng đều không cần lãng phí. Huyết đan giống như thế này, vậy linh đan đâu? Hồn đan đâu? Tiểu hài nhi nhìn chằm chằm Khương Phàm, giống như chơi rất vui, nửa ngày toát ra một câu. Ngươi thật dễ dàng thỏa mãn. Khương Phàm bị nghẹn nói không ra lời. Ta không nghĩ tới danh tự. Có ý tứ gì? Ta biết làm sao luyện, nhưng không nghĩ tới đặt tên cho nó. Nếu ngươi đã hỏi tới, chỉ bằng gọi hồi thiên đi. Chết mà quy thiên, không thẹn tự nhiên. Khương Phàm lắc đầu, mang theo tàn đao xông vào rừng rậm, bắt đầu điên cuồng săn giết mãnh thú, không ngừng luyện tập, cũng vào ngày thứ năm, thành công ngưng luyện ra linh đan cùng hồn đan. Hồn đan về ta, trong này có oán khí yêu thú trước khi chết, ngươi bây giờ cảnh giới yếu, dùng nhiều không tốt. Tiểu hài nhi cầm lấy viên hồn đan đầu tiên, ném vào trong miệng. Khương Phàm nắm huyết đan cùng linh đan, hỏi. Ngươi quen thuộc đối với bộ luyện đan thuật này như vậy, vì cái gì không tự mình luyện? Tiểu hài nhi nhắm mắt lại hấp thu hồn đan hồn khí, lắc đầu, không nói gì. Khương Phàm cũng không hỏi tiếp, liên tiếp ăn vào huyết đan, linh đan. Viên huyết đan này là viên Khương Phàm tạo ra thứ 30, mặc dù còn không phải rất lớn. Chỉ có ca yêu ta siết cỡ tương đương trứng gà, nhưng lại mượt mà tỏa ra ánh sáng, hiện ra huyết khí nồng đậm. Linh đan chỉ là viên thứ 5, linh đan khác biệt sẽ còn bởi vì thể chất yêu thú mà hiện ra màu sắc khác biệt. Viên linh đan này đến từ một đầu hỏa hầu, hỏa nguyên lực phi thường nồng đậm, cho nên hiện ra ánh sáng màu đỏ đẹp mắt. Khi huyết đan cùng linh đan được đưa vào trong cơ thể, trùng ca yêu ta siết mạch máu và kinh mạch, trong cõi u minh vang trầm một tiếng. Cảnh giới Khương Phàm vậy mà thông thuận bước vào đệ cửu trọng thiên. Mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng thời điểm chân chính đột phá vẫn vô cùng kinh hỉ. Từ kinh mạch đến mạch máu, từ huyết nhục đến khí hải, đều tăng lên toàn diện. Mấy ngày sau đó, Khương Phàm phối hợp với tiểu xà, tiếp tục săn giết mãnh thú, cô đọng lấy từng khỏa huyết đan, linh đan, hồn đan. Càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng nhẹ nhàng, cơ hồ mỗi con yêu thú đều có thể luyện thành đan. Khương Phàm ngoại trừ tự mình dùng thì cũng ném cho tiểu xà hưởng thụ. Tiểu hài nhi một mực đi theo đám bọn hắn, ngoại trừ ngẫu nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Khương Phàm ra thì cũng rất ít nói chuyện. Có người đến. Khương Phàm vừa đánh chết một đầu bạo viên, đang muốn rời khỏi, lại chú ý tới trong rừng rậm phía trước đi tới một đám người. Trước mặt là một vị thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, gương mặt xinh đẹp trắng muốt, mắt to linh động, dáng người thướt tha. Toàn thân áo trắng càng phát ra thánh khiết, nhưng linh văn chê y chán lại là một đóa đóa hoa yêu diễm như máu. Ở hai bên nàng là hai bà lão, tuổi tác đã cao, khí tức lại phi phàm. Ở phía sau tất cả đều là nữ tử, từng người đều đường cong yêu mỹ, kiều thể thon dài, tản ra mỹ cảm kinh tâm động phách. Yêu đồng, sao ngươi lại ra làm gì? Sư tôn ngươi đâu? Nữ tử áo trắng như tuyết mỹ lệ xuất trần nhìn thấy tiểu hài nhi thì chê y mặt trái xoan trắng muốt lại hiện ra một chút cảnh giác. Lão đầu nhi ra ngoài làm việc. Tiểu hài nhi nhếch miệng cười, nếu như không phải da thịt tái nhợt, miệng đầy răng nanh, nụ cười này hẳn là rất ngây thơ. Trước khi đi không có giam ngươi lại, người trông coi đâu? Tiểu hài nhi chỉ cười, lại không trả lời. Lão nữ bên cạnh chau mày. Lão gia hỏa làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy. Khương Phàm nhìn đám nữ tử, lại nhìn tiểu hài nhi bên cạnh, yêu đồng. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Ngươi đã đi ra mấy ngày? Nữ tử chú ý tới Khương Phàm, nhưng chỉ liếc mắt nhìn qua, không có để ý. Nhớ không rõ. Tiểu hài nhi nhu thuận đáp trả. Ngươi tốt nhất bây giờ liền trở về, nếu không chúng ta phải thông báo tông môn ngươi. Lão ẩu cảnh cáo yêu đồng, vây quanh nữ tử thánh khiết rời khỏi. Các nàng là ai? Khương Phàm tò mò hỏi. Thánh nữ tông. Ngươi là tông nào? Không có tông không có môn. Ta phải trở về, hôm nào gặp lại.
vẫn là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, giữ lại hết hồn đan cho ta. Tiểu hài nhi quay người lại biến mất trong rừng rậm, giống như thật sợ các nàng sẽ thông báo tông môn. Tất cả người trong La Phù Sơn Mạch đều là quái nhân. Khương Phàm mang theo bạo viên rời khỏi, thuần thục khống chế hỏa diễm, đem bạo viên cao hơn 5 mét luyện thành 3 viên đan dược. Thu vào thanh đồng tiểu tháp, tiếp tục tôi luyện trong rừng rậm. Khi Khương Phàm trở lại Thiên Sư Tông, đại hội thu đồ đệ dài đến 10 ngày đã kết thúc. Bởi vì lúc trước Khương Phàm đại chiến Kim Cương Tông, Thiên Sư Tông lại mạnh mẽ đoạt lại quặng mỏ Tây Nam. Trong mấy ngày ngắn ngủi, danh uy Thiên Sư Tông đại chấn. Người đến đây báo danh càng ngày càng nhiều, ngày thứ 10 đã tới 2.000 người. Khương Phàm, người chạy đi đâu thế? Dạ An Nhiên nghe được Khương Phàm trở về liền chạy tới trước tiên. Quen thuộc cảnh vật xung quanh một chút, có chuyện gì sao? Người mới tới La Phù Sơn Mạch, đối với nơi này còn không hiểu rõ, nếu như người muốn đi ra ngoài, ta có thể bồi tiếp ngươi, cũng có thể an bài Thanh Văn bồi tiếp ngươi. Dạ An Nhiên liên tiếp mấy ngày đều không gặp được người, thật sợ Khương Phàm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ta quen được một người, các ngươi chiếm được quặng mỏ tinh thạch chưa? Khương Phàm từ 8 tuổi đã lịch luyện ở trong đại hoang, kinh nghiệm sinh tồn đã sớm lắng đọng đến trong lòng, hắn quen thuộc một người, cũng am hiểu một người. Gặp được chút phiền phức, bất quá vẫn chiếm được. Phụ thân rất cảm tạ ngươi, ngày thứ 2 đã để ta đến gọi ngươi, kết quả ngươi đi đâu mất. Khương Phàm, ta nghĩ chúng ta xem như bằng hữu, ta sẽ không can thiệp tự do của ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. Ngươi có gì cần, mặc kệ là võ pháp, đan dược hay là những vật khác, đều có thể đến chủ phong phía Đông Dược Sơn đi lấy. Phụ thân đã tự mình căn dặn nơi đó. Khương Phàm nói tiếng cảm ơn, từ nhấc lên thùng nước trong giếng nước bên cạnh, chuẩn bị rửa sạch tất cả đều vết máu chê y người, thế mà vừa quay đầu, Dạ An Nhiên vẫn còn đứng ở nơi đó. Còn có chuyện gì sao? Ta chuẩn bị tắm rửa. Là có chuyện, nhưng ta đã thay ngươi cự tuyệt. Dạ An Nhiên có dáng người cao gầy ưu mỹ, da thịt oánh nhuận như ngọc, mặc dù xuất thân tông môn nhưng bởi vì thiên thư linh văn lại có một loại khí chất ưu nhã tôn quý mê người. Nữ tử động lòng người như nàng vô luận đi đến đâu cũng có thể làm cho người khác say mê, duy chỉ có đứng ở trước mặt Khương Phàm, lại luôn không được để ý tới. Đôi mắt kia nhìn nàng và nhìn người bình thường thì không có gì khác biệt, cái này khiến nàng có chút phiền muộn. Chuyện gì? Khương Phàm rửa mặt, kéo huyết y chê y thân xuống, thuận miệng hỏi. Hắn không để ý hình tượng lại để cho Dạ An Nhiên không còn gì để nói. Kim Cương Tông không cam tâm thất bại, mấy ngày trước phái người đến hạ chiến thư. Nhưng không phải đi lôi đài, mà là N oán chàng. Cái gì là N oán chàng? Thượng Thanh Tông, Ngọc Đỉnh Tông, Thiên Cương Tông có thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất trong La Phù Thập Bát Tông, tịnh xưng tam tôn chủ La Phù. Bên trong Ngọc Đỉnh Tông có rất nhiều luyện đan sư, toàn bộ một nửa đan dược La Phù Sơn Mạch đều từ nơi đó mà ra, cho nên bọn hắn không chỉ có địa vị rất cao, mà lực ảnh hưởng có thể xưng là đứng đầu tam tôn. Hơn 300 năm trước, một vị luyện đan kỳ tài của Ngọc Đỉnh Tông phạm vào trọng tội, lẽ ra đã xử tử. Nhưng tông chủ ái tài, các trưởng lão càng không nguyện ý lãng phí tư chất của hắn, liền nghĩ đến một biện pháp. Bọn hắn ở ngoài Ngọc Đỉnh Tông, định ra một mảnh rừng núi lớn, bên trong đổ đầy yêu thú hung tàn. Quy định đệ tử dưới linh nguyên cảnh trong tông phạm vào trọng tội đều sẽ bị ném tới bên trong 10 ngày. Nếu như sống sót, trọng tội có thể biến đổi khinh tội, tội nhẹ khinh tội có thể biến vô tội. Trải qua mấy trăm năm, nơi đó thành N oán chàng toàn bộ La Phù Sơn Mạch. Phạm vi 100 dặm, hàng năm chỉ mở ra một lần. Nhưng, mở ra đối với linh anh cảnh cửu trọng thiên, bởi vì người ở cảnh giới này đều tuổi trẻ, phạm vào sai lầm có thể tha thứ, cửu trọng thiên cũng là một cảnh giới rất mấu chốt, chết cũng chỉ hơi tiếc. Bởi vì thế mà nơi đó biến thành thịnh hội toàn La Phù Sơn Mạch, mỗi lần Ngọc Đỉnh Tông sẽ còn xuất ra 3 viên kim tủy đan, ban thưởng cho người chiến thắng. Viên đan dược kia vô cùng chân quý, có thể bảo đảm linh anh cảnh cửu trọng thiên thuận lợi ngưng tụ linh nguyên, tiến vào linh nguyên cảnh, còn có thể phạt mao tẩy tủy, cường kiện thể phách, nghe nói còn có mở rộng khí hải, tẩm bổ linh văn, công hiệu rất thần kỳ. Cũng chính là bởi vì dạng này, mỗi lần mở ra, đều sẽ khiến đệ tử các tông tràn vào. Nơi đó không chỉ còn là N oán chàng, cơ hồ đã thành tu la chàng. Dạ An Nhiên kỹ càng giới thiệu tình huống nơi đó, mặc dù nàng không có đi qua, nhưng biết rõ nơi đó hỗn loạn cùng nguy hiểm.
Khương Phàm hỏi. Tính thế nào mới là người chiến thắng? Mỗi người đi vào, trên y thân đều sẽ treo một ngọc bài, một bộ phận yêu thú nơi đó trên y thân cũng sẽ treo ngọc bài. 10 ngày sau, ai ra được, trên y thân nhất định phải có ngọc bài, nếu không. Chết! Ba vị đạt được nhiều ngọc bài trước nhất thì xem như người chiến thắng. Ngoài ra, người nhiều ngọc bài nhất còn có thể hướng hai vị kia khởi xướng khiêu chiến, bên thắng có thể hướng Ngọc Đỉnh Tông yêu cầu một viên đan dược chuyên môn. Khương Phàm hiểu, bởi vì kim tủy đan rất dụ hoặc, tất cả mọi người tiến vào vùng rừng rậm kia, người nào cũng đều biến thành con mồi. Ai muốn đan dược thì cần càng nhiều ngọc bài. Một từ càng nhiều, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải lâm vào điên cuồng. Bởi vì cuối cùng trước khi mở màn, ai cũng sẽ cảm giác mình không đủ, có thể càng nhiều. Về phần người đến N oán chàng tìm kiếm cứu rỗi, không chỉ phải đối mặt uy hát Iota của yêu thú, còn phải đứng trước sự săn bắt của những người khác. Ngọc Đỉnh Tông không bán kim tủy đan ra bên ngoài, sẽ chỉ cấp cho N oán chàng, cho nên càng lộ ra chân vẻ quý. Kim tủy đan rất thích hợp với ngươi, đối với thánh linh văn ngươi có hiệu quả điều dưỡng rất tốt, bất quá cảnh giới ngươi không đủ, coi như. Chờ chút, ngươi đã đột phá. Dạ An Nhiên lúc này mới chú ý tới khí tức Khương Phàm so trước đó đã mạnh hơn. Trước đó mấy ngày vừa đột phá. Kim Cương Tông đề ra điều kiện gì để mời ta đi? Chịu chết. Dạ An Nhiên lắc đầu, đột phá trọng yếu như vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi liền làm được, nàng năm đó cũng phải hơn nửa năm. Hai tòa quặng mỏ, nếu như ngươi có thể còn sống, bọn hắn nguyện ý giao ra hai tòa quặng mỏ, nếu như ngươi chết ở bên trong, chúng ta cũng sẽ cho lại Kim Cương Tông hai quặng mỏ. Khương Phàm cười. Kim Cương Tông mới có vài quặng mỏ, vừa ném đi một tòa, lại lấy ra đến hai tòa. Tông chủ của bọn hắn nếu không phải đồ đần thì không có khả năng gây trò đùa như thế. Trừ phi, bọn hắn có niềm tin vô cùng tuyệt đối, giết chết ta. Thiên tài trẻ tuổi nhất Kim Cương Tông, đúng lúc là Linh Anh cảnh cửu trọng thiên. Xác thực mà nói, nàng đã ngưng tụ ra Linh Nguyên. Nửa năm trước đã có thể đột phá, lại một mực đè ép cảnh giới, chờ đợi N oán chàng mở ra. Nàng không phải thánh linh văn, lại có được song linh văn hiếm thấy, tựa như thiếu niên Cửu Tiêu Cung truy sát ngươi trong thành Bạch Hổ vậy. Khương Phàm yên lặng suy nghĩ. Các ngươi có tin tức bọn người vương ra chưa? Phạm vi La Phù Sơn mạch vô cùng lớn, tông môn nhiều, bí cảnh càng nhiều, nếu như bọn hắn giấu đi, muốn tìm được rất khó, bất quá chúng ta sẽ cố hết sức. Khương Phàm nhẹ gật đầu. Ta tham gia. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng Kim Cương Tông khẳng định sẽ hợp tác với Thiên Cương Tông. Dạ An Nhiên hy vọng hắn có thể đi, nhưng cũng lại không hy vọng hắn đi. Hai tòa tinh quáng làm tiền đặt cược, dụ hoặc quá lớn, cũng mang ý nghĩa rằng bọn hắn sẽ ăn chắc Khương Phàm. Chừng nào thì bắt đầu. Khương Phàm không sợ khiêu chiến, hắn chỉ lo lắng cho bọn người vương gia. Nếu như vương gia một mực ẩn giấu, bọn hắn đi đường vòng đến La Phù, hay chạy đến nơi khác. Hắn muốn ồn ào tạo ra chút động tĩnh, để tên của hắn truyền khắp La Phù. Hắn muốn để mấy người vương gia biết, hắn ở đây, hắn còn sống. Hắn không thể ký thác hy vọng trên y thân người khác, tìm Khương gia dù sao cũng là chuyện của chính hắn. Sau 12 ngày nữa, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì, ta sẽ an bài mấy vị đệ tử phối hợp với ngươi. Nếu như ta ở nơi đó cho thấy thánh linh văn, bại lộ thân phận, các ngươi xử lý như thế nào? Ngươi không cần lo lắng gây tai họa cho chúng ta đang, đối với Lang Gia Quốc, La Phù Thập Bát Tông từ trước đến nay cùng chung mối thù, bọn hắn lại không dám đi thẳng đến nơi này bắt người. Khương Phàm nhẹ gật đầu, có lời này hắn đã an tâm. Hắn thật sợ bi kịch Khương Vương Phủ tái diễn. Khương Phàm, ngươi đi gặp phụ thân ta chứ? Dạ An Nhiên nhìn thiếu niên trước mặt. Thần sắc có chút phức tạp. Mặc dù tuổi gần 13 tuổi, nhưng lại có sự trầm ổn tỉnh táo không hợp tuổi tác. Mặc dù tùy tiện lại không trương dương, mặc dù cường thế, lại không phách lối. Hoàn toàn không giống với những kẻ được gọi là thiên tài trong võ viện mà nàng nhìn thấy. Là bản tính như vậy, hay là Khương Hồng võ bồi dưỡng tốt? Nhưng, nàng mặc dù kéo Khương Phàm vào Thiên Sư Tông, nhưng dù sao vẫn cảm giác giữa hắn và nàng có khoảng cách gì đó. Không thể nói xa lạ, cũng tuyệt không tính là quen thuộc. Khương Phàm hẳn không phải cố ý trốn tránh nàng, mà là... Nói như thế nào đây, thật giống như đắm chìm trong thế giới của mình. Các ngươi đều bề bộn nhiều việc, ta sẽ không quấy rầy.
Khương Phàm không hiểu ý của Dạ An Nhiên, cũng không muốn hiểu. Hắn chỉ tới đây ở tạm, thuận tiện giải quyết phiền phức của Thiên Sư Tông hồi báo ân cứu mạng. Chỉ thế thôi. Ngươi tới chậm. Trong núi rừng phía ngoài Thiên Sư Tông, Mộ Dung Sung đứng trong một hẻm núi bí ẩn, nhìn Cổ La đang cẩn thận tiến đến. Trong tông có rất nhiều chuyện phải xử lý. Sau khi Cổ La xác định không có đệ tử tông môn nào mới trầm mặt đi tới. Suy tính thế nào? Khương Phàm chưa chắc sẽ tham gia N oán chàng. Ta nhìn người rất chuẩn, hắn sẽ tham gia. Dạ An Nhiên vừa về Thiên Sư Tông, cần cơ hội hiện ra tư thái. Hai tinh quáng làm tiền đặt cược cũng đủ làm cho Dạ Thiên Lan quyết định mạo hiểm. Nàng muốn hiện ra tư thái, nhưng nàng không ngốc, tông chủ càng không ngốc. Bọn hắn ngốc hay không ngốc quyết định bởi việc bọn hắn có bao nhiêu lòng tin đối với Khương Phàm. Mộ Dung Sung không nói nhảm cùng hắn, trực tiếp hỏi. Ngươi tiếp nhận hay không tiếp nhận? Cảnh giới Khương Phàm vẫn chưa đến cửu trọng thiên. Tiếp nhận, hay không tiếp nhận? Các ngươi có nắm chắc giết Khương Phàm? Tiếp nhận, hay không tiếp nhận? Cổ La nhíu mày nhìn Mộ Dung Sung, rất bất mãn thái độ của hắn, nhưng trầm mặc thật lâu, lại hít một hơi, nắm chặt nắm đấm. Ta trước tiên phải nói rõ ràng, ta không phải phản bội Thiên Sư Tông, ta chỉ muốn bảo vệ Thiên Sư Tông. Mộ Dung Sung thản nhiên nói. Đương nhiên, Thiên Sư Tông năm đó bị thương quá nặng, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên mù quáng hiện ra tư thái cường thế. Ta sẽ nghĩ biện pháp tham gia N oán chàng, nhưng các ngươi nhất định phải bảo đảm giết tên Khương Phàm tai họa này. Cổ La mặc dù rất xoắn suýt, nhưng vẫn hạ quyết tâm. Hắn phải dùng phương thức của mình bảo hộ Thiên Sư Tông, không thể dung túng Dạ An Nhiên làm sằng làm bậy. N oán chàng có quy củ, mỗi tông nhiều nhất có thể đi vào 5 đệ tử. Tính cả Khương Phàm cùng ngươi, còn lại 3 danh ngạch, ngươi có nắm chắc khống chế. Ngươi không cần phải để ý đến ta, một mực cam đoan giết Khương Phàm. Ngu xuẩn! Mộ Dung Sung nhìn bóng lưng Cổ La rời khỏi, hừ một tiếng, nói với người bên cạnh. Thông chi Kim Cương Tông, đưa người của ta vào đi, chơi như thế nào, phải xem bọn hắn. Khương Phàm ngồi trong đình viện, ngồi xếp bằng minh tưởng, tìm hiểu vạn thú thiên hoàng quyền trong đầu, đạo thú quyền thứ hai. Cự tượng quyền. Hổ khiếu quyền có được lực bộc phát cường đại, mà cự tượng quyền thì có được lực trùng ca iota siết phá hủy hết thảy. Nhưng phương thức ngưng tụ và trình độ phóng thích của hai bộ quyền pháp đều có sự bất đồng rất lớn. Sau khi Khương Phàm cẩn thận nghiên cứu liền chạy tới Dược Sơn cạnh chủ phong. Nói là Dược Sơn, nhưng thật ra là một mảng sơn lĩnh rất lớn, chập trùng lên xuống trọn vẹn 8 đỉnh núi, mà lại dùng pháp trận kiến tạo ra hoàn cảnh khác biệt. Từ xa nhìn lại, kỳ quang lượn lờ, mê vụ bốc hơi, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Thiên Sư Tông mặc dù thế yếu nhưng nội tình rất đủ. Khương Phàm cảm khái, đi tới trong thạch điện Dược Sơn trước mặt. Ta muốn chút ngọc tượng quả. Ngươi là Khương Phàm. Một tiếng kinh hô vang lên trong thạch điện, ánh mắt các đệ tử đều đồng loạt tụ tới, thạch điện lớn như vậy đều yên lặng. Nơi này có ngọc tượng quả không? Có. Một nữ đệ tử xinh đẹp đáng yêu chạy tới, ngạc nhiên đánh giá hắn. Ta có thể gọi ngươi Khương Phàm sư huynh không? Gọi sư đệ là được rồi. Như vậy sao được, ngươi là đại đệ tử của tông chủ. Cái này. Cũng được. Ngươi ngày đó quá lợi hại, vậy mà có thể đánh bại đám phách lỗi Kim Cương Tông kia. Ta gia nhập Thiên Sư Tông 2 năm, còn lần đầu tiên nhìn thấy Kim Cương Tông chật vật như vậy. Các đệ tử xung quanh khác đều tụ tới, cả Iota CS đồng nghị luận trận tranh tài ngày đó. Đột nhiên xuất hiện nhiệt tình để Khương Phàm rất không thích ứng, bất quá lúc hắn đang nghĩ biện pháp thoát thân, trong thạch điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cổ La sư huynh tới. Rất nhiều người nhìn thiếu niên oai hùng trước cửa điện, âm thầm nhếch miệng, thối lui đến bên cạnh. Mặc dù Khương Phàm trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, địa vị trong lòng chúng đệ tử vẫn còn không bằng Cổ La. Ngươi đột phá đến cửu trọng thiên rồi. Cổ La đi đến bên cạnh Khương Phàm, đang muốn nhắc nhở hắn mau chóng đột phá, không nghĩ tới hắn vậy mà đã đột phá. Trách không được mấy ngày nay một mực không có gặp được hắn. Nguyên lai là bị tông chủ bí mật mang đi nuôi dưỡng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy chua xót. Dựa vào cái gì? Cổ La sư huynh muốn chỉ giáo. Ngươi nếu là cửu trọng thiên liền có tư cách tiến vào N oán chàng. Ta sẽ hướng tông chủ xin chỉ thị, cùng đi với ngươi.
không cần phiền phức Cổ La sư huynh, Dạ An Nhiên sẽ an bài. Ta thích hợp nhất, không cần lo lắng, mặc dù ta không thích ngươi, nhưng ta càng coi trọng Thiên Sư Tông. Danh ngạch tiến vào N oán chàng, còn có ta. Cổ La không nói thêm nữa, rời khỏi thạch điện. Khương Phàm sư huynh, ngươi phải vào N oán chàng. Đệ tử xung quanh kinh ngạc nhìn Khương Phàm khi biết hắn sẽ tới nơi có thể mất mạng kia. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, giờ khắc này lại nhớ tới lời Dạ An Nhiên nói kia. Cầm hai tòa quặng mỏ làm tiền đặt cược. Đây cũng không phải chỉ là lấy máu đơn giản như vậy, mà là lột da đào thịt. Nói rõ Kim Cương Tông có niềm tin tuyệt đối. Tuyệt không chỉ là hợp tác đơn giản với Thiên Cương chê y mặt nổi như vậy. Bọn hắn, có ám chiêu. Khương Phàm mỉm cười hỏi đệ tử bên cạnh. Ngọc Tượng Quả ở nơi nào vậy? Nơi này có hàng tồn, nếu như không đủ, tòa dược sơn thứ ba còn có rất nhiều. Một vị đệ tử nhiệt tình dẫn Khương Phàm đi vào trong thạch điện. Khương Phàm không khách khí lấy đi tất cả Ngọc Tượng Quả trong thạch điện. Loại linh quả này có thể tăng cường thể chất, cường kiện xương cốt, nhưng công hiệu rất bá đạo, không nên dùng nhiều, cho nên trong thạch điện cất giữ rất nhiều, trọn vẹn hơn 60 quả. Khương Phàm chưa có trở lại đình viện mà chui vào nơi núi rừng sâu xa. Lần lượt phóng thích hỏa diễm mãnh liệt không ngừng ngưng tụ. Từ hỗn loạn đến thành hình, từ gào thét đến bạo tẩu. Sau 8 ngày, vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Phàm cuồng dã cất bước, liệt diễm sôi trào lên trời 10 mét, kim quang chói mắt, nhiệt độ cao thiêu đốt bầu trời, cùng với tiếng oanh minh ù ù, một đầu cự tượng khổng lồ ầm vang thành hình, hùng tráng uy mãnh, sinh động như thật. Cự tượng đạp tan mặt đất, như đàn voi chân thực đang tiến đến, giơ cao ngà và vòi lên. Ầm ầm, liệt diễm cự tượng va chạm vào vách núi, đá vụn bắn tung tóe, vết nứt lan tràn, liệt diễm cuồn cuộn thuận thế mà lên, ngay sau đó là một tiếng đinh tai nhức óc, cự tượng nổ tung, vách núi lan tràn đầy vết nứt sau đó ầm vang nổ tung. Khương Phàm thở hổn hển, hài lòng nhìn lỗ lớn rộng vài chục thước phía trước. Tuy nhiên, còn chưa đủ. Tốc độ cô đọng cự tượng quyền quá chậm, rất không thực dụng. Khương Phàm ăn vào một viên linh đan, điều tức một hồi, lần nữa vọt vào rừng rậm nguy hiểm. Săn giết mãnh thú, luyện chế huyết đan linh đan hồn đan, tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Thời điểm tu la chàng mở ra còn lại một ngày, Khương Phàm về tới Thiên Sư Tông. Đám người Dạ An Nhiên, Cổ La đã chờ ở nơi đó. Chuẩn bị xong rồi. Dạ Thiên Lan có chút hứng thú đối với tiểu gia hỏa này. Mặc dù thành hắn là đệ tử thân truyền tông chủ như mình, thế nhưng một là không có ở trong tông diễu võ dương oai, hai là không có lấy quá nhiều đồ vật trong tông, ba là không có đòi hỏi võ pháp và thỉnh giáo hắn con đường tu luyện. Ngược lại là mỗi ngày ngâm mình ở trong rừng rậm nguy hiểm, tìm cũng không tìm thấy người. Dạ Thiên Lan thậm chí có chút buồn bực, lần đầu tiên thu đồ đệ, lại bị không nhìn tới. Ai theo giúp ta tiến vào N oán chàng? Khương Phàm hành lễ với Dạ Thiên Lan, ở trước mặt tông môn tử đệ, hắn không thể để cho tông chủ mất mặt mũi. Cổ La, Lưu Ba, Văn Ngạn, còn có Từ Dương Thạc. Văn Ngạn, Từ Dương Thạc là ngũ phẩm linh văn, Cổ La, Lưu Ba đều là lục phẩm linh văn, sẽ dốc toàn lực bảo đảm an toàn cho ngươi. Dạ An Nhiên kỳ thật cũng không nguyện ý để Cổ La và Lưu Ba đi. Thiên phú hai người này rất cao nhưng thái độ xử sự cũng rất bảo thủ. Nhưng bọn hắn đã chủ động đưa ra thỉnh cầu, còn làm rất nhiều cam đoan, nên nàng mới đáp ứng. Huống chi, Kim Cương Tông và Thiên Cương Tông mang theo khí thế hung hung, nàng cũng cần cường giả như Cổ La giúp đỡ Khương Phàm. Khương Phàm nhìn bọn người Cổ La, nhẹ gật đầu, không nói thêm cái gì. Xuất phát, Dạ Thiên Lan chỉ lên trời. Thanh ưng khổng lồ xoay một vòng chê y không trung gào thét hạ xuống, cuốn lên cuồng phong mãnh liệt. Tông chủ ngài cũng đi. Cổ La khẽ nhíu mày, sắc mặt đám người Lưu Ba sau lưng rõ ràng có biến hóa. Đây là lần đầu tiên Khương Phàm đối mặt La Phù Thập Bát Tông, ta làm sư tôn sao có thể không trình diện. Các ngươi chỉ cần hết sức bảo hộ Khương Phàm, sau khi trở về, ta tất có trọng thưởng. N oán chàng, phạm vi 100 dặm, núi nhỏ như rừng. Cây già cứng cáp, sông lớn lao nhanh mà qua. Nơi này quanh năm bị mê vụ nồng hậu dày đặc bao phủ, do cường giả Ngọc Đỉnh Tông tự mình trấn thủ, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào tiến vào. Chỉ có hàng năm thời kỳ đặc biệt mới mở ra phong ấn, tiếp nhận đệ tử các phái trong La Phù tranh giành.
khi Dạ Thiên Lan tự mình mang theo bọn người Khương Phàm đến nơi này đã đưa tới oanh động không nhỏ. Các tông khác cơ bản đều là mấy vị trưởng lão tự mình dẫn đội, cực ít sẽ có tông chủ đích thân tới. Nhất là, thập bát tông La Phù, đại tông tôn quý hiếm lại cường thế. Bất quá, thời điểm khi mọi người nhìn thấy tông chủ Kim Cương Tông, đều ý thức được chuyện gì. Sân bãi náo nhiệt liên miên bỗng an tĩnh lại, mọi người tràn đầy phấn khởi nhìn qua bọn hắn. Xin mời Ngọc Đỉnh Tông làm chứng, năm nay N oán chàng cần giải quyết một trận ân oán giữa Kim Cương Tông và Thiên Sư Tông. Nếu như Khương Phàm có thể còn sống đi ra khỏi Tu La Chàng, Kim Cương Tông ta cam nguyện dâng lên hai tòa mỏ lớn tinh thạch. Nếu như Khương Phàm chết trong Tu La Chàng, Thiên Sư Tông cần chuyển giao hai tòa mỏ lớn tinh thạch cho Kim Cương Tông. Tông chủ Kim Cương Tông, Kim Bất Hoán cưỡi một đầu cự lang toàn thân đen kịt, ánh mắt như đao, tư thái buông thả, cao giọng hướng trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông xin chỉ thị. Bọn người đại trưởng lão Bùi Vân Hải lạnh lùng nhìn một đoàn người Dạ Thiên Lan, Kim Cương Tông lần này tới rất nhiều cường giả, chỉ cần Khương Phàm vừa chết, bọn hắn lập tức sẽ đi tiếp quản hai tòa quặng mỏ của Thiên Sư Tông. Hai tòa quặng mỏ, Kim Cương Tông điên rồi. Bọn hắn vừa ném đi một tòa, lại lấy ra đến hai tòa. Lúc nào quặng mỏ trở thành trò đùa như thế? Đây cũng là một trận đánh cược lớn nhất trong N oán chàng bao năm qua. Các ngươi nhìn xem, đó là Nhậm Thủy Hàn, trách không được Kim Cương Tông tự tin như vậy. Nàng vậy mà không có đột phá, xem bộ dáng là đang cố ý áp chế cảnh giới. Nhậm Thủy Hàn của Kim Cương Tông, còn có Mộ Dung Thượng của Thiên Cương Tông đều là ngoan nhân, xem ra Kim Cương Tông và Thiên Cương Tông đang hợp tác với nhau. Khương Phàm chết chắc, Thiên Sư Tông sẽ tiếp nhận sao? Ai là Khương Phàm, từ đâu xuất hiện? Khương Phàm chú ý tới Nhậm Thủy Hàn trong Kim Cương Tông. Đây là một nữ hài nhìn qua giống như băng tuyết, không chỉ có da thịt trắng tuyết, tóc dài tới eo đều là màu trắng. Một thân tuyết y giống như tảng băng hiện ra hàn quang, cả người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như là băng điêu. Hai mắt nàng tinh tế, bờ môi đơn bạc, không thể nói là xinh đẹp nhưng lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng đặc biệt. Nàng chính là Nhậm Thủy Hàn, mới 12 tuổi, thiên tài mạnh nhất thế hệ này của Kim Cương Tông, cũng là đệ tử đại trưởng lão Bùi Vân Hải tự mình tuyển nhận. Vừa mới bắt đầu là lục phẩm băng tuyết văn, sau này vậy mà xuất hiện phong linh văn, phát sinh dị biến. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nghe nói, nàng kém chút tiến vào thánh linh văn. Dạ An Nhiên nhẹ giọng giới thiệu, phẩm cấp linh văn mặc dù không bằng Khương Phàm, lại có thể sinh ra trình độ áp chế nhất định đối với hỏa văn của Khương Phàm. Tên kia đâu? Khương Phàm vừa nhìn về phía Thiên Cương Tông, một thiếu niên toàn thân khí tức trầm ổn ôm hai tay trước ngực, khóe miệng cười lạnh nhìn Khương Phàm. Mộ Dung Thượng, thân đệ đệ Mộ Dung Sung, cũng là thú linh văn. Lục phẩm, mãng, rắn, loại linh văn, nhất mạch song thú văn, cũng đều là lục phẩm, cái này khiến địa vị huynh đệ bọn họ ở trong Thiên Cương Tông vô cùng cao, cũng rất nổi danh trong toàn bộ La Phù Sơn Mạch. Còn có, tình huống giữa hắn và Nhậm Thủy Hàn không sai biệt lắm, đều sớm đã có cơ hội đột phá nhưng vẫn cố ý ép đến bây giờ, là vì kim thủy đan của Ngọc Đỉnh Tông. Trong lúc Dạ An Nhiên giới thiệu, Dạ Thiên Lan đã đi đến chỗ Ngọc Đỉnh Tông nơi đó, cùng Kim Bất Hoán ký xuống huyết thư, xác định vị trí tinh quáng đặt cược. Hai tòa quặng mỏ, cược sinh tử của một người. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông thu huyết thư, ánh mắt quái dị nhìn Dạ Thiên Lan. Lấy trí tuệ của Dạ Thiên Lan, hắn không có khả năng nhìn không thấu ý đồ Kim Cương Tông. Hắn không rõ Dạ Thiên Lan là điên rồi, hay là bị uy hát yêu ta. Kim Tông chủ cũng dám cược, ta có cái gì không dám. Dạ Thiên Lan nhìn Kim Bất Hoán, thản nhiên nói. Mặc kệ Kim Cương Tông có tính toán gì, Khương Phàm có thánh linh văn cùng thánh cấp võ pháp đều có thể ứng phó hết thảy. Huống chi còn có bọn người Cổ La giúp đỡ. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông nhắc nhở. Hai vị tông chủ, mặc dù Tu La Chàng không có quy củ, nhưng tuyệt đối không cho phép vận dụng bảo khí cường đại đặc biệt nào. Nếu như bị trưởng lão tuần sát chúng ta phát hiện, người sử dụng sở thuộc tông môn nào, tông môn đó sẽ nộp lên một tòa tinh quáng cho Ngọc Đỉnh Tông. Thiên Sư Tông mặc dù mới đạt được một tòa tinh quáng từ Kim Cương Tông nhưng tổng cộng chỉ mới 6 tòa. Nếu như làm trái quy tắc, lại bồi thường cho Ngọc Đỉnh Tông. Thiên Sư Tông cũng chỉ còn thừa 3 tòa tinh quáng, không chỉ có khó mà duy trì tông môn tu luyện bình thường, cũng sẽ bị chính thức trục xuất khỏi 18 tông. Không ai có thể giữ được bọn hắn. Chúng ta hiểu quy củ, càng biết tuân thủ quy củ. Đúng không, Kim Tông chủ?
Ánh mắt sắc bén của Dạ Thiên Lan quét mắt nhìn Kim Bất Hoán, sau đó trở về trong đội ngũ tông môn của mình. Là hắn. Hắn chính là Khương Phàm mà Dạ An Nhiên mang về. Thánh nữ tông lại tới đây, một vị nữ tử chê y chán tỏa ra huyết hoa linh văn lập tức nhận ra Khương Phàm. Ngươi biết hắn. Nghe được ngày đầu tiên tới đây đã làm nhục Kim Cương Tông. Quan hệ giữa Dạ An Nhiên và hắn hình như không tầm thường. Dạ Thiên Lan đối với hắn cũng rất coi trọng, không chỉ thu làm đệ tử thân truyền, hôm nay vậy mà lại xuất ra hai tòa tinh quáng đánh cược cho hắn. Điệu bộ này của Thiên Sư Tông để cho người ta nhìn không thấu. Các trưởng lão Thánh Nữ Tông từ xa xa nhìn lại, thật bất ngờ khi Thiên Sư Tông trong khoảng thời gian này lại biểu hiện dị thường như thế. Đây là vùng vẫy giấy chết, hay là đập nồi dìm thuyền? Biết rõ Kim Cương Tông là nhân cơ hội thiết lập ván cục lại còn chủ động liều mạng. Ta không biết hắn, nhưng ta đã gặp qua hắn và tiểu quái vật Ngọc Đỉnh Tông ở cùng một chỗ. Ai? Yêu đồng. Yêu đồng được thả ra. Đám người Thánh Nữ Tông khẽ nhíu mày, lại phẫn nộ, cũng có mấy phần khẩn trương. Nữ tử lắc đầu, không hứng thú đối với chuyện của Thiên Sư Tông, nàng nhìn một vị nữ hài sắc mặt tái nhợt suy yếu bên cạnh, trong lòng thương yêu một trận. Tịch Nhan, giấu đi, phải sống sót. Nữ hài đau thương cười một tiếng, hư nhược lắc đầu. Ta tình nguyện chết. Chớ nói nhảm. N oán chàng là cơ hội duy nhất tỷ tỷ có thể tranh thủ cho ngươi. Đáp ứng ta, phải sống sót. Ta ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Nữ tử ôm lấy muội muội, nhẹ giọng an ủi. Vào lúc giữa trưa, đám người chuẩn bị tiến vào Tu La đều mang theo một cái ngọc bài. Theo một tiếng ra lệnh của Ngọc Đỉnh Tông, mấy trăm vị đệ tử đến từ các tông thuộc La Phù Thành đàn tràn vào N oán chàng đầy sương mù. Trong này không chỉ có đệ tử 18 tông, còn có rất nhiều các môn phái lớn nhỏ đến từ các nơi khác. Có người là giải quyết ân oán, có người nhằm vào kim tủy đan. Có người tham luyến linh bảo trong Tu La Tràng, cũng có người muốn thông qua Tu La Tràng biểu hiện, chứng minh thực lực của mình. Khương Phàm sư đệ, đuổi theo chúng ta. Mê vụ sương mù, dày đến 300 mét, rất dễ dàng tẩu tán. Ngươi không hiểu rõ tình huống bên trong, tuyệt đối không nên xông loạn. Tiến vào N oán chàng, chúng ta phải phối hợp lẫn nhau. Chúng ta đã cam đoan với tông môn, nhất định bảo về ngươi sống sót mà đi ra. Trong tay bọn người Cổ La nắm lấy dây thừng, cùng một chỗ hướng phía trước mà xông vào, cũng không ngừng nhắc nhở Khương Phàm. Nhưng, thời điểm khi bọn hắn xông ra khỏi mê vụ, quay đầu nhìn lại, dây thừng cuối cùng đã không có một ai. Người đâu? Mất đi, hay là chạy rồi? Cổ La hơi biến sắc mặt. Lo lắng hô to. Vừa mới còn đây, sao lại thế? Hắn đang đề phòng chúng ta, hay là thật bị lạc đường? Lưu Ba nhìn lại mê vụ. Đều trở về tìm cho ta. Nếu như không mang người đến, Kim Cương Tông và Thiên Cương Tông sẽ còn cho rằng chúng ta đang dở trò. Cổ La lập tức xông vào trong sương mù tìm kiếm Khương Phàm. Khương Phàm cũng không có chạy xa, mà trong lúc sắp rời khỏi mê vụ đã vung ra dây thừng. Sau đó... cứ như vậy dưng trong sương mù mà nghe. Khi bọn hắn lo lắng xông vào mê vụ, Khương Phàm mới lặng lẽ đi ra. Hơn 300 vị đệ tử thông qua mê vụ giảm sóc, cấp tốc phân tán đến các nơi khác nhau, thành quần kết đội xông vào N oán chàng. Nơi này bởi vì quanh năm phong cấm, cây rừng vô cùng tươi tốt, có thể thấy đại thụ khắp nơi, lá cây che kín bầu trời, để trong này càng ẩm ướt lại lờ mờ. Nơi này núi cao nguy nga, đại thụ cứng cáp. Gốc dược già tỏa hương, thác nước lao nhanh, giang hà uốn lượn, hồ nước trải rộng. Khương Phàm thật sâu cảm nhận được sự bất phàm ở nơi đây, quả thực là một mảnh bảo địa để tu luyện. Bất quá hắn cũng không rảnh thưởng thức cảnh đẹp nơi này, từ giữa khu rừng lao thẳng đến chỗ sâu nhất, sau đó mang theo tàn đao tìm kiếm con mồi. Không chỉ có người dự thi sẽ treo ngọc bài, chê y thân rất nhiều linh yêu cũng sẽ có. Không muốn trực tiếp săn giết người dự thi. Cũng chỉ có thể tận khả năng ra tay với linh yêu. Tiểu xà rất nhanh đã phát ra một tiếng tê khiếu, giống như một đạo thiểm điện xông vào rừng rậm, chỉ dẫn cho Khương Phàm. Một đầu thằn lằn toàn thân hiện ra lam quang nằm nhoài trong sơn cốc, hàn khí bốn phía, cỏ cây kết băng. Thân nó dài chừng 5 mét, lân phiến phía sau, lợi chảo hiện ra hàn quang. Nơi mi tâm của nó có treo một khối ngọc bài bắt mắt, xác thực mà nói là bị khảm nạm đi vào. Khương Phàm vừa tới gần sơn cốc, cự thích liền mở hai mắt ra, giống như là bị ngọc bài ảnh hưởng đến tâm trí, hai mắt lập tức tụ ra hồng quang.
giống. Nồng đậm hàn khí giống như thủy triều bổ nhào đi qua, thân thể to mọng của nó run rẩy dữ dội, vừa giống to vừa phi nước đại. Khương Phàm không chần chờ, vung mạnh đao mãnh liệt mà bổ, liệt liệt hỏa diễm quấn quanh tàn đao, giống như một thanh hỏa đao mãnh liệt rạch ra luồng không khí lạnh bổ về phía cự tích đang nâng lợi chảo đánh tới. Phốc phốc, tàn đao sắc bén vô địch, huyết thủy phun tung tóe, một cái lợi chảo bén nhọn phóng lên tận trời. Khương Phàm xoay người, tàn đao nhếch lên, liệt diễm sôi trào chém tới nó. Tay cụt, chém đầu, như nước chảy mây trôi nhưng lại bá đạo hung tàn. Kinh nghiệm ứng đối mãnh thú của Khương Phàm quá phong phú, có thể ca yêu ta siết tất sát tuyệt không chiến đấu. Tiểu xà bò vòng quanh Khương Phàm, giống như tức giận vì không cho nó cơ hội biểu hiện. Một khối. Khương Phàm thu ngọc bài, cũng thu cự tích vào thanh đồng tiểu tháp, không thể lãng phí, lấy về luyện đan. Tiểu xà lập tức lao ra, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, bọn hắn phát hiện rất nhiều mãnh thú, nhưng rất xui xẻo. Khảm nạm ngọc bài chỉ có ba đầu, mà lại đều giống như cự tích, nhìn thấy nhân loại liền phát cuồng. Cứu mạng, đừng như vậy, van cầu ngươi, tha cho ta. Ai tới cứu ta? Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thê lương, nương theo lấy giọng cười càn rỡ phiêu đãng trong núi rừng. Khương Phàm khẽ nhíu mày, mang theo tàn đao vào tới. Trong một tòa sơn cốc mọc đầy cây già, hai thiếu niên xấu xí đang xé rách y phục của một thiếu nữ. Một tên bên trong còn không kịp chờ đợi mà úp sấp chê y người nàng loạn gặm loạn L.I.O.T.A. Thiếu nữ thống khổ dẫy giụa, thê lương kêu khóc. Trong sơn cốc giống như vừa mới đã trải qua một trận ác chiến, cây cối đổ rạp, hố sâu đầy đất. Năm người máu me khắp người gục ở chỗ này, đã không có động tĩnh. Khương Phàm thấy cảnh này, lửa giận dâng lên, trong khi phi nước đại thì triệu ra ô cương cung từ trong đỉnh đồng thau. Hắn cài tên kéo cung, một mạch mà thành. M thanh trầm đục, ô cương tiến thoát cung mà bắn, xoay tròn rít gào tạo ra kình khí thẳng đến tên đang muốn đứng dậy cởi quần trong đó. Người kia khẽ động lỗ tai, lập tức giật mình, vừa quay đầu lại thì ô cương tiễn đã xuyên thủng lồng ngực, nổ lên mảng lớn huyết thủy, lực trùng Kaiota CS mạnh mẽ mang theo hắn lui lại 3-5 bước. Hắn đều không có minh bạch chuyện gì đã xảy ra liền quỳ chân chê y mặt đất, cúi đầu. Một tên khác đang nằm nhoài chê y người nữ hài thì kinh hãi, chật vật lăn ra sau tảng đá bên cạnh. Nhưng, ngay sau đó chi ô cương tiễn thứ hai bạo Kaiota CS mà tới, trong nháy mắt đã bắn vỡ tảng đá. Ai, cút ra đây cho ta. Người kia chật vật quay cuồng, triệu ra một thanh trọng kiếm, Kaiota CS thích kiếm khí cường thịnh, nhìn hằm hằm các nơi. Nhưng, phốc phốc, ô cương tiễn cuốn lên kình khí gào thét. Không chờ hắn thấy rõ ràng tình huống phía trước liền xuyên thủng lồng ngực của hắn. Liên tiếp bạo phát bất quá chỉ là mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Nữ hài nhi lại càng sửng sốt, phát ra một tiếng thét hoảng sợ, lộn nhào trốn ra cây già phía sau. Ai, đừng giết ta vô tội. Khương Phàm nắm ô cương cung đi vào sơn cốc, đang muốn an ủi nữ hài lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, trong năm bộ thi thể nằm dạp chê y mặt đất, có hai bộ rõ ràng đang giật giật. Ta không phải người xấu, cô an toàn rồi. Khương Phàm có chút ngưng mi, thu hồi ô cương cung vào thanh đồng tiểu tháp, lại đưa ý thức đắm chìm vào chỗ sâu trong khí hải, liên hệ cùng tàn đao. Nữ hài nhìn hai người chết phía trước, hít mấy hơi thật sâu, một hồi lâu mới ổn định cảm xúc hốt hoảng, từ sau cây đưa đầu ra ngoài. Các ngươi có mấy người? Chỉ có mình ta. Ta không tin. Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh bên ngoài sơn cốc. Ngươi an toàn rồi, chiếu cố tốt cho chính mình. Khương Phàm quay người muốn rời khỏi. Chờ một chút ta, Nữ hài cuống quýt đứng dậy, lại không đi được mấy bước đã sợ hãi kêu to té ngã xuống đất, che cổ chân máu me đầm đìa, đau đến nổi hít thở không thông, ánh mắt cũng dùng vô cùng đáng thương nhìn Khương Phàm phía ngoài. Khương Phàm lắc đầu, trở lại sơn cốc, giúp đỡ nữ hài. Cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình phải chết. Nữ hài thuận thế dựa vào trong ngực Khương Phàm, bởi vì y phục bị xé nát, có thể thấy rõ ràng da thịt như tuyết, còn có điểm nhỏ nhô ra mê người kia. Dưới dụ hoặc yếu đuối, làm cho tim người ta đập nhanh. Bọn hắn đều là đồng bạn của cô. Khương Phàm nhìn năm bộ thi thể nằm nhoài ở các nơi. Chỉ hai tên, ba tên khác là cùng một bọn với bọn hắn. Ngươi có thể giúp ta chôn bọn hắn không? Đây mới là ngày đầu tiên, liền.
Nữ hài kéo cánh tay Khương Phàm, lã chã muốn khóc. Được thôi. Khương Phàm buông nữ hài ra, đi đến trước một bộ thi thể, muốn nhấc lên. Ngay một khắc này, nữ hài nhi rút ra một thanh đao nhọn sau lưng, từ phía sau đâm về lưng Khương Phàm. Trệ Y mặt nhu nhược không có chút bi thương, thay vào đó là nụ cười lạnh tàn nhẫn. Nhưng, ánh mắt Khương Phàm lạnh xuống, tàn đao vung tới tay, thân thể đã cúi xuống thuận thế xoay chuyển. Vung mạnh đao chạm tới. Phốc phốc, máu tươi phun trào, một cái đầu bay thẳng ra ngoài. Gần như đồng thời, thân thể Khương Phàm không ngừng xoay chuyển, lại chém tàn đao ra. Tử thi phía dưới đang muốn luồn lên, diện mục dữ tợn, linh văn lấp lóe, nhưng sau một khắc, tàn đao lại gào thét mà tới, chặt đứt người hắn. Tử thi bên cạnh cũng dựng người lên ngay thời khắc này, nhưng một màn trước mắt lại làm cho toàn thân hắn lạnh lẽo, cứng người tại chỗ. Toàn thân Khương Phàm bị máu tươi làm ướt nhẹp, mắt lạnh mang theo tàn đao nhìn hắn. Mánh khóe không tệ, chuyện này đều có thể nghĩ ra. Ngươi là ai? Người kia giật mình một cái liền bừng tỉnh, cuống quýt lui lại, tên điên này từ đâu xuất hiện? Người bình thường nhìn thấy tiết mục bi thảm trong sơn cốc thì người nào không phải hào khí nhiệt huyết dâng lên, hét lớn một tiếng dừng tay, lại tiến vào. Tên điên này vậy mà mẹ nó lại bành bành hai mũi tên bắn chết người. Nữ hài nhi được cứu, điềm đạm đáng yêu, kẻ nào không dâng lên khí tức anh hùng, hỏi han ân cần, tỉ mỉ che chở. Tên điên này vậy mà mẹ nó lại tung một đao đánh chết. Nhìn đồng bạn đều đã chết, toàn thân hắn rét run, lại có chút choáng váng. Ba kẻ chê y mặt đất kia chính là bị ngươi hố chết như thế. Khương Phàm quét mắt nhìn ba bộ thi thể khác, thân thể bị tàn phá, bộ dáng thê thảm, hẳn là chết thật. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người kia luống cuống, nắm chặt song quyền, bắt đầu lui lại. Khương Phàm không để ý đến hắn. Quay người thu những ngọc bài rơi chê y mặt đất, lại có 9 khối. Xem ra ba người phục ca Iota CS trước đó còn xử lý được hai đầu yêu thú. Khương Phàm hài lòng thu ngọc bài, thuận tiện nhặt Âu Cương tiễn lên. Người kia lập tức xoay người chạy vội, vọt vào trong rừng rậm. Nhưng, không có chạy ra bao xa, một mũi tên đâm xuyên không khí, từ phía sau gào thét mà tới. Người kia giật mình, trước tiên tránh qua bên cạnh, nhưng, mũi tên vừa tới. Hỏa diễm kịch liệt ầm vang dẫn bạo nuốt hết lấy cây cối, còn nổ hắn chật vật lui lại. Khương Phàm tật tốc chạy nhanh, giết tới, đao thế bá đạo, liên tục bổ mạnh về phía trước. Đao khí gào thét, liệt diễm vần quanh. Người kia mới lao ra từ trong ngọn lửa, bị một đao đối diện chém giết. Khương Phàm lấy đi ngọc bài cùng Ô Cương tiễn, vọt vào trong rừng rậm. Giờ khắc này, hắn càng thêm cảnh giác, cũng càng thêm lạnh nhạt. Sắc trời dần tối. Phương viên trăm dặm trong rừng rậm lâm vào hỗn loạn, các nơi không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ của mãnh thú, còn có tiếng kịch liệt chém giết. Đệ tử các tông phân tán ra các nơi, đầu tiên triển khai chém giết các linh yêu. Tính cảnh giác của Khương Phàm rất cao, xảo diệu tránh né hết đệ tử các tông, trong bóng đêm tìm kiếm con mồi thích hợp. Nhưng, N oán chàng xa lại nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của hắn. Khi hắn đang chạy nhanh qua một cánh rừng lờ mờ. Lông tơ toàn thân không có dấu hiệu nào mà dựng hết cae lên, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt không cách nào nói rõ trong chớp mắt lấp đầy lồng ngực. Hắn còn không thấy có nguy hiểm gì, chỉ bằng mượn kinh nghiệm nhiều năm, trước tiên liền giật mình, mượn thế chạy xông lên trà cây trước mặt, đồng thời ca Iota CS hoạt linh văn muốn lần nữa thoát ra ngoài. Nhưng, ngay tại thời điểm hắn nhảy lên lần thứ hai, trong nhánh cây rậm rạp xung quanh bất chợt dương lên. Giống như một trận cuồng phong cuốn qua. Tất cả nhánh cây đều đang lắc lư. Số lượng nhiều lắm. Khương Phàm giống như đã đâm vào trong lưới lớn, không đợi giấy ruộng liền bị trà cây cuốn lấy. Trà cây đều hiện ra thanh mang, so với sắt thép còn cứng cỏi hơn, càng quấn càng chặt. A, mở cho ta. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, cực lực ngạnh kháng, kim viêm thánh văn toàn diện thức tỉnh, từ toàn thân bạo phát ra ngọn lửa màu vàng óng, điên cuồng đốt cháy trà cây. Trà cây kịch liệt lắc lư. Lít nha lít nhít tản ra. Khương Phàm chật vật rơi xuống, xem xét xung quanh, cây cối nơi cánh rừng này toàn bộ như sống lại vậy. Bóng tối bao trùm, ánh trăng pha tạp, cây già hiện lên u quang, ngàn vạn cành cây đang múa may. Một màn kinh khủng ca Iota CS thích linh hồn. Trong đó, trong tán cây của mười mấy cây đại thụ còn mang theo kén cây dài 3 đến 5 mét, đang kịch liệt ngọ nguậy.
Thụ yêu. Khương Phàm lạnh hết cả người, trong những kén cây kia rất có thể là người sống. Hô! Đại thụ xung quanh mãnh liệt lắc lư, vung lên chạc cây tráng kiện, bốn phương tám hướng đánh về phía Khương Phàm. Thanh mang nồng đậm chiếu sáng rừng cây, giống như cự mãng đang phát cuồng. Liệt diễm kim liên. Khương Phàm điên cuồng điều động linh lực trong khí hải, tay phải oanh ca iota siết mặt đất, một cỗ khí lãng mãnh liệt nổ tung, ngay sau đó liệt diễm sôi trào hóa thành kim liên nở rộ, trọi cứng các sợi đằng. Nhiệt độ kim viêm cực cao thiêu đốt đến chạc cây, nhưng đồng thời chọc giận đại thụ xung quanh. Khương Phàm triệu ra tàn đao, lấy liệt diễm quấn quanh, phách chạm chạc cây đang oanh ca iota siết, vọt mạnh về phía trước. Nhưng chạc cây rất nhiều. Không chỉ oanh ca iota siết từ phía chê y mà càng quét ngang từ dưới đất. Khương Phàm phi nước đại chưa bao lâu đã bị một đầu chạc cây cuốn lấy cổ chân, bỗng nhiên quăng hắn lên, trong chớp mắt, bốn phía hơn 10 đầu chạc cây giống như chiến mâu đâm tới người hắn. Khương Phàm vừa chặt đứt nhánh cây nơi cổ chân liền bị chạc cây đánh trúng, chấn đến khí huyết sôi trào, một cây trong đó còn trực tiếp đánh xuyên qua khoang bụng. Liệt diễm lại nổi lên, sôi trào giữa không trung. Khương Phàm tránh thoát rơi xuống đất, tiếp tục cắm đầu vọt mạnh. Khoảng cách mấy trăm mét, hắn trọn vẹn lay hoay nửa giờ, chờ đến khi hắn rốt cuộc lao ra khỏi đó, toàn thân đã rách dưới không còn hình dáng, máu thịt be bét, lộ ra xương trắng âm u, ngay cả linh lực đều tiêu hao hầu như không còn. Khương Phàm đang muốn từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra huyết đan cùng linh đan, lại lần nữa giật mình. Trong rừng cây mờ tối phía trước có năm nam nữ đứng đấy, tất đều hất lên áo choàng dày đặc. Nhíu mày nhìn rừng cây đang dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sau đó mới nhìn về phía huyết nhân trước mặt. Trong lòng bọn họ thiết chặt một trận, nếu như không phải tên gia hỏa này đánh thức rừng cây, bọn hắn hiện rất có thể đã xông vào. Bất quá gia hỏa này cũng đủ điên cuồng, vậy mà lại có thể lao ra ngoài. Nhưng chỉ một mình hắn sao? Những đồng bạn khác chẳng lẽ đều chết ở bên trong? Ném hết ngọc bài qua đây. Năm người bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không để mà ý nhặt chút tiện nghi. Nơi này chính là N oán chàng, còn được gọi là Tu La chàng. Không có thương hại, chỉ có sinh tử. Khương Phàm lau huyết thủy chê y cổ, thừa cơ triệu ra ba viên huyết đan cùng ba viên linh đan từ trong thanh đồng tiểu tháp, lại làm bộ bịt miệng lại ho khan, đem huyết đan cùng linh đan đưa vào thân thể. Ngươi điếc rồi sao, đem ngọc bài giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta ném ngươi lại về rừng cây. Một nam tử phất phất tay, bốn người khác tản ra, hiện thành hình quạt vây Khương Phàm lại. Khương Phàm không dê y một tiếng, cứ lạnh lùng đứng đấy, nắm chặt thời gian luyện hóa huyết đan cùng linh đan. Giả vờ ngây ngốc, ta thấy ngươi không muốn sống nữa. Linh văn chê y chán nam tử đại thịnh, văn ấn lại giống như núi lửa, cường quang chói mắt xua tan lấy hắc ám. Tràn ngập uy thế cường thịnh. Lui về cho ta. Nam tử đánh ra một chưởng. Hỏa diễm mãnh liệt phá thể mà ra, chìm xuống mặt đất lại mãnh liệt bốc lên, trải rộng ra phạm vi 50-60 mét, cuốn về phía Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm rách dưới, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không dám liều mạng, chỉ có thể lui về trong rừng cây. Rừng cây yên lặng lần nữa hỗn loạn, rất nhiều chạc cây đánh tới Khương Phàm, thanh mang lượn lờ, kình phong gào thét. Khương Phàm cố nén đau nhức kịch liệt, mạnh mẽ tránh né, may mà nơi này là ở biên giới. Số lượng nhánh cây có hạn, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ngọc bài ra, nếu không thì đợi đến biến thành chất dinh dưỡng cho bọn thụ yêu này đi. Nam tử nắm liệt diễm mãnh liệt trong tay, ép đến biên giới rừng cây. Khương Phàm vẫn không để ý tới, cố nén đau nhức kịch liệt cùng suy yếu, mạo hiểm ứng phó nhánh cây đang gào thét kia. Vẫn rất có khí phách, vậy chuẩn bị chết ở bên trong đi. Liệt diễm cuồng vũ. Nam tử hét lớn một tiếng, hỏa diễm mãnh liệt nóng nảy cấp tốc dâng lên hỏa triều hỗn loạn tới mười mấy mét bên trong rừng cây, nuốt sống Khương Phàm. Khương Phàm đột nhiên đứng vững, ánh mắt như điện, cách bên ngoài 10 mét mà khóa chặt nam tử. Ầm ầm, liệt diễm nuốt hết Khương Phàm, trùng ca iota siết hỗn loạn, nhưng cùng lúc đó, toàn thân Khương Phàm dâng lên ngọn lửa màu vàng mãnh liệt. Linh đan vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Nhưng đã đủ để trèo chống khởi xướng một lần bạo ca iota siết. Cự tượng quyền. Khương Phàm cuồng hống, kim quang ngập trời, kim viêm đại bạo động chấn vỡ hỏa diễm, chấn vỡ cả sợi đằng đang gào thét. Năm người ở bên ngoài kinh ngạc, một đầu hỏa tượng màu vàng cao tới 2-3 mét ầm vang thành hình,
cự tượng dường như chân thực đạp lên hỏa diễm mãnh liệt xông về phía nam tử. Sắc mặt nam tử đại biến, toàn lực thôi động linh văn sôi trào ra hỏa diễm mãnh liệt hơn. Hỏa diễm bạo động, nhiệt độ cao như nham tương. Hắn là lục phẩm linh văn, thi triển chính là huyền cấp võ pháp. Phạm vi thế công lớn như thế đủ để phá hủy bất cứ địch nhân cường công nào. Nhưng, cự tượng màu vàng kia lại như không có trở ngại, dễ như trở bàn tay phóng tới nam tử. Sư huynh, mặt mũi bốn người còn lại tràn đầy rung động, khó có thể tin được mà nhìn một màn trước mặt. Lùi lại cho ta. Nam tử mặc dù bị kinh đến nhưng lại vô cùng tự tin cũng không lùi lại, gầm lên đầy giận dữ, hai tay dẫn dắt hỏa diễm mãnh liệt hơn, gào thét xoay tròn, hóa thành hỏa cầu chừng ba thước lao tới cự tượng đối diện. Va chạm kịch liệt, bạo tạc kinh người. Lực trúng Kaiota Siết của hỏa cầu cường đại, uy lực nổ tung càng khủng bố. Hắn hồng hộc thở hổn hển, nhếch miệng hiện lên một vòng lạnh lùng, chỉ là đường cong này còn chưa kịp cong lên thì một đầu cự tượng đột nhiên rõ ràng ở trong ngọn lửa bạo tạc kia, sau một khắc, từ đối diện đâm vào chê y người hắn, ngay sau đó chính là một trận bạo tạc càng kinh người. Ầm ầm. Đại địa lay động, bụi đất cuồn cuộn, hào quang màu vàng chiếu rọi 10 dặm quần sơn. Nam tử trong một khắc cuối cùng triệu ra một tấm chắn, quả thực đã gánh vác trận bạo tạc chí mạng đó, nhưng vẫn bị tạc rách dưới toàn thân, máu tươi chảy ngang. A! À, nam tử đau đến toàn thân run rẩy, giãy giụa đứng lên. Đây là lửa gì? Đây là thế công gì? Không có khả năng. Dưới linh nguyên cảnh không ai có thể chống đỡ được hỏa sơn linh văn của hắn, không ai có thể đối kháng xích thiên hỏa thuật của hắn. Nhưng, con ngươi nam tử đột nhiên co rụt lại, trong ngọn lửa hỗn loạn, dưới kim quang ảm đạm, một thân ảnh đạo máu me nhảy nhụa đột nhiên xuất hiện. Là hắn. Trong ý thức nam tử vừa mới toát ra phản ứng này, bóng người màu đỏ ngòm liền sượt qua người hắn. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, sau một trận gấp rút lắc lư, thủ cấp của hắn đã rơi ầm ầm chê y mặt đất, ánh mắt như ngừng lại chê y thân ảnh đi xa kia. Bành tổ sư huynh. Sư huynh. Các loại kim quang cùng hỏa diễm của bốn người còn lại đều tiêu tán mà nhìn tới nơi này, kết quả nhìn thấy lại là một thân thể không đầu ngửa mặt, một cái đầu bay ra bên ngoài vài mét, gãy mấy lần, nằm im ở nơi đó. Đầu bọn hắn ong ong, trực tiếp mất hồn. Không không không. Bốn vị nam nữ hoảng sợ mà gào thét, cơ hồ lộn nhào lao tới. Không. Một người hốt hoảng nâng cái đầu kia lên, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ba người còn lại toàn thân rét run, kém chút ngồi liệt chê y mặt đất. Bành tổ sư huynh chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Bọn hắn làm sao bàn giao với tông môn, bọn hắn làm sao bàn giao với sư tôn. Khương Phàm không biết mình đã một đao đánh chết một đại nhân vật, sau khi một đường phi nước đại vọt vào trong một cái khe hở bên dưới vách núi, luyện hóa huyết đan linh đan trong thân thể, khôi phục thương thế. Sau một tiếng, thương thế Khương Phàm khôi phục hơn phân nửa, lại nuốt vào mấy khỏa huyết đan cùng linh đan liền cấp tốc rời khỏi. Hắn mặc dù không biết mình đánh chết ai, nhưng linh văn cùng võ pháp của người kia đều vô cùng mạnh, hẳn là đệ tử thiên tài tông môn nào đó. Bốn người khác còn chưa có chết, lúc này khẳng định đang lùng bắt ở bốn chỗ. Khương Phàm ở trong rừng rậm chạy hết tốc lực, thấy được một mảnh hồ lớn, đang chuẩn bị lướt nước dọn dẹp máu tươi chê y người một chút. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy một thiếu nữ áo tím bồng bềnh, cô độc ngồi ở chê y đồng cỏ bên hồ. Lại là bẫy dập. Khương Phàm lấy ô cương cung ra, trốn ở trong cánh rừng gần đó, tìm kiếm địch nhân ẩn núp. Tu la chàng này không hổ với cái tên tu la của nó. Người tiến vào không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, còn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá, Khương Phàm đi một vòng lớn vẫn không có phát hiện có người nào ẩn núp xung quanh. Liên tiếp nhìn thấy mấy nhóm người cũng đều là bình thường đi ngang qua nơi này. Chẳng lẽ giấu ở trong hồ rồi? Khương Phàm nhìn chằm chằm mặt hồ bình tĩnh một lát, lắc đầu chuẩn bị rời khỏi. Không mắc mưu, cũng không gây phiền toái. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm Khương Phàm muốn rời khỏi, nữ hài vậy mà vung lên một đạo lụa trắng, treo ở chê y đại thụ bên cạnh. Mượn mặt hồ phản xạ ánh sáng yếu ớt, Khương Phàm thấy được chê y mặt nữ tử kia là nước mắt. Còn có một màn cười thảm buồn bã lại tuyệt vọng. Nữ hài nhi giống như đã làm tốt quyết định, không do dự, quyết tuyệt ở chê y cây treo cổ tự vẫn. Khương Phàm khẽ nhíu mày, chơi ác như vậy. Nữ hài nhi thống khổ lung lay thân thể một lát,
thời gian dần trôi qua không có động tĩnh. Khương Phàm đã cảm nhận được Tu La chàng hung hiểm như thế nào nhưng vẫn không thể không để ý. Nhưng, sau khi xông ra mười mấy mét, Khương Phàm cắn răng một cái lại xông trở lại, dựng ô cương tiễn lên, cách hơn 200 mét bắn qua. Một tiếng vang giòn, ô cương tiễn xoắn nát lụa trắng, đánh vào trong núi rừng bên cạnh. Nữ hài nhi rơi chê y mặt đất, thật lâu không có động tĩnh. Sơn lâm và hồ nước cũng không gặp phản ứng gì. Khương Phàm đi tới, đứng ở cách đó vài mét, một bên cảnh giác xung quanh, một bên nhìn nữ hài. Mặt nữ hài bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ như máu, khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng Khương Phàm liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Linh văn của nàng vô cùng mơ hồ. Kinh mạch bị đánh nát rồi. Khương Phàm quá quen thuộc loại tình huống này. Trách không được muốn tự sát. Khương Phàm không muốn gây phiền toái, thế nhưng, giờ khắc này lại nghĩ đến muội muội Uyển Nhi. Sáng sớm ngày thứ hai, nữ hài nhi tỉnh lại, nhìn xung quanh sơn cốc, hoảng hốt một lát, lại nghiêng đầu thấy được thiếu niên lạ lẫm bên cạnh. Cô bị ném vào N oán chàng. Khương Phàm ngồi ở cách đó 5 mét, vẫn duy trì một khoảng cách, để tránh cái iota siết thích nữ hài. Nữ hài giống như cái gì cũng đều không nghe được, hư nhược đứng lên, lảo đảo rời khỏi sơn cốc. N oán chàng, Tu La chàng, sống mà đi ra thì có thể tội chết đến miễn, trọng tội giảm bớt, tội nhẹ biến vô tội. Khương Phàm nghĩ đến Dạ An Nhiên. Nữ hài nhi này hẳn là chuộc tội, nhưng, kinh mạch vỡ vụn, căn bản là chờ chết, vì cái gì còn muốn ném tới nơi tàn nhẫn như N oán chàng. Nàng đến cùng phạm vào tội không thể tha thứ gì. Hay là, có người không muốn để cho nàng tùy tiện chết, cho nên ném tới N oán chàng chịu càng nhiều khổ ải. Khương Phàm đứng dậy, từ phía sau đuổi kịp nữ hài, không chờ nàng có phản ứng gì, đưa tay thành đao đánh vào chê y cổ nàng, cưỡng ép đánh ngất xỉu, thu vào trong thanh đồng tiểu tháp. Thô lỗ, trực tiếp. Khương Phàm hiểu được loại thống khổ cùng tuyệt vọng khi kinh mạch vỡ vụn kia, hiểu được phần trái tim muốn chết kia. Nếu đụng phải liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay là ngày thứ hai N oán chàng mở ra, sắc trời vừa mới sáng lên, trong rừng rậm đã không ngừng truyền đến tiếng mãnh thú gào thét và tiếng chém giết kịch liệt, hỗn loạn lại táo bạo. Khương Phàm mang theo tiểu xà tiếp tục xông xáo rừng rậm, dựa vào kinh nghiệm sinh tồn phong phú, tránh né người sống, đuổi bắt thú sống. Ba ngày trôi qua, Khương Phàm phối hợp với tiểu xà săn giết được 35 đầu mãnh thú, nhưng khảm nạm lấy ngọc bài chỉ có 9 con. Tính cả yêu thú săn giết ngay từ đầu lấy được 4 khối, trong tay đám hỗn đản kia lấy được 10 khối, còn có một khối của chính mình, hết thảy 24 khối. Nhưng bởi vì bắt đầu trong mấy ngày này đa số người đều đang săn giết linh yêu, cho nên yêu thú càng ngày càng ít đi. Muốn tiếp tục từ chê y thân yêu thú đạt được ngọc bài, gần như không có khả năng. Thời gian kế tiếp, đệ tử các tông gặp nhau thì sẽ chém giết lẫn nhau. Khương Phàm ngồi xổm ở chê y vách đá dốc đứng, mượn nhờ lá cây yểm hộ, quan sát rừng cây xung quanh. Ngọc bài siêu tập được không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị giúp Thiên Sư Tông xử lý mấy kẻ ăn trộm. Cổ La sư huynh, chúng ta còn phải tìm nữa sao? Tên Khương Phàm này cũng không biết đã chết ở đâu. N oán chàng nguy hiểm, đừng nói một mình hắn, coi như bốn người chúng ta liên thủ cũng đều gặp mấy lần nguy hiểm. Bọn người Lưu Ba đi trong rừng cây. Một bên cảnh giác, một bên bực tức. Nếu như không phải bọn hắn phải xử lý Khương Phàm thì thật sự không nguyện ý tới N oán chàng nguy hiểm này. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Không thể để cho tên tai họa này ở lại Thiên Sư Tông. Sắc mặt Cổ La rất khó nhìn, lại nghĩ không ra vấn đề. Tên Khương Phàm này nếu như không phải thật sự bị mất tích thì rất có thể là hắn đang một mực đề phòng bọn hắn. Cổ La sư huynh, nơi này là N oán chàng. Nếu như chết rồi, xương cốt đều không để lại, đến đâu tìm thi thể đây? Lưu Ba và Văn Ngạn cùng Từ Dương Thạc ở hai bên nhìn ắt nhau. Cổ La sư huynh, chúng ta và ngươi đến đây là đã dấn thân vào chốn nguy hiểm, nếu như bị tông chủ biết, chúng ta khẳng định sẽ chết rất thảm. Nói cái gì đây, trước đó đã ước định rõ ràng, nếu như Khương Phàm chết, mỗi người chúng ta đều sẽ có được 30 khối thượng phẩm tinh thạch, ta nói lời giữ lời. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Cổ La sư huynh, cũng tin tưởng Nam Cung trưởng lão. Lưu Ba cười cười, sở dĩ hắn đáp ứng Cổ La chủ yếu là bởi vì Nam Cung trưởng lão ra mặt. Nếu không, lấy địa vị Cổ La bây giờ, mỗi tháng đều chỉ có thể lĩnh 100 khối trung phẩm tinh thạch,
làm sao cho ba người bọn hắn nhiều thượng phẩm tinh thạch như vậy? Nếu tin tưởng thì yên tâm cho ta. Ước định trước đó là chúng ta giết chết Khương Phàm, người cho chúng ta tinh thạch. Nhưng còn bây giờ thì sao, nếu như Khương Phàm tự mình hại chết mình, vậy ước định có tính hay không? Lưu Ba cảm giác Khương Phàm rất có thể đã chết, còn chết như thế nào, hắn mặc kệ, điều hắn quan tâm là tinh thạch của mình. Thượng phẩm tinh thạch, đó là đệ tử linh nguyên cảnh mới có tư cách hưởng thụ. Chỉ cần xác định Khương Phàm chết rồi, coi như hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người 30 khối thượng phẩm tinh thạch, một khối cũng sẽ không thiếu các ngươi. Tốt, Cổ La sư huynh quả nhiên thống o á yêu ta. Bất quá. Bất quá cái gì, đừng lề mề chậm chạp. Nơi này không có người khác, ta nói thẳng, Thiên Sư Tông suy yếu là sự thật không thể chối cãi, Tông chủ lại bắt đầu hồ nháo, ta thấy không bao lâu. Thiên Sư Tông thật sẽ bị Kim Cương Tông thay thế, cho nên, ngươi có thể giúp đỡ mấy huynh đệ dựng một tuyến khác hay không? Dựng tuyến gì? Sắc mặt Cổ La đột nhiên lạnh, quay đầu nhìn sang Lưu Ba. Đương nhiên là tiến đến Kim Cương Tông. Ngươi có ý tứ gì? Cổ La sư huynh, ta đã nói rồi. Nơi này không có người khác, cũng chớ giả bộ. Ngươi muốn giúp Kim Cương Tông giết chết Khương Phàm, không phải chính là tìm cho mình đường lui sao, chờ Thiên Sư Tông xuống dốc, ngươi sẽ thuận lợi tiến vào Kim Cương Tông. Không đúng, chỉ sợ chí ngươi không ở Kim Cương Tông, mà là Thiên Cương Tông. Lưu Ba, ngươi nghĩ Cổ La ta thành hạng người nào, ta là vì Tông Môn. Vì Tông Môn, ngươi cấu kết ngoại nhân, dâng ra hai tòa quặng mỏ tinh thạch. Ba người Lưu Ba cười nhìn hắn. Bọn hắn đáp ứng hợp tác là còn một nguyên nhân khác, chính là muốn thoát thân khỏi Thiên Sư Tông, đi theo Cổ La và Nam Cung trưởng lão cùng một chỗ tiến vào Kim Cương Tông. Nếu như có thể tiến vào một trong tam tôn chủ, Thiên Cương Tông thì tốt hơn. Nếu không, mấy khối tinh thạch sao có thể để bọn hắn bốc lên nguy hiểm lớn như vậy? Thiên Sư Tông hiện tại cần tĩnh dưỡng, là chịu nhục trưởng thành, không phải hồ nháo bừa bãi. Khương Phàm, Cổ La đang muốn răn dạy bọn hắn. Lại đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang đi tới trong rừng cây trước mặt. Khương Phàm. Bọn người Lưu Ba Văn Ngạn kinh ngạc quay người nhìn sang, tên gia hỏa này lại còn sống. Các ngươi chạy đi đâu vậy? Ta tìm các ngươi đã 5 ngày nay. Khương Phàm mang theo tàn đao, từ phía trước đi tới. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Cổ La nhẹ nhàng thở ra. Không tận mắt thấy Khương Phàm chết, trong lòng thực sự không nỡ. Khương Phàm sư đệ quả nhiên lợi hại, một mình lại có thể sống đến bây giờ. Lưu Ba không thể không bội phục, mệnh gia hỏa này quá lớn, không chỉ còn sống, xem ra còn sống rất tốt. Khương Phàm đi đến trước mặt bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có gì bất thường. Phát hiện người Kim Cương Tông không? Mấy ngày trước có thấy qua một lần, nhưng cũng bị chúng ta tránh đi. Người Thiên Cương Tông đâu? Một mực không thấy được. Khương Phàm đề nghị. Cách kết thúc còn 5 ngày, chúng ta tốt nhất nên tìm một nơi trốn đi. Mấy ngày trước chúng ta vừa vặn phát hiện một nơi an toàn. Cổ La và bọn người Lưu Ba trao đổi ánh mắt, chuẩn bị khống chế Khương Phàm. Đi nhanh đi, nợ oán chàng quá nguy hiểm, ta đã 5 ngày không được nghỉ ngơi rồi. Khương Phàm thúc giục bọn hắn. Ngay ở phía trước không xa. Cổ La đi đến phía trước dẫn đường, Lưu Ba cùng Văn Ngạn, Từ Dương Thạc trao đổi ánh mắt. Không để lại dấu vết phân tán đến sau lưng Khương Phàm. Khương Phàm đi được 2 bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn Lưu Ba nói. Sư huynh, cầm đao. Làm gì? Khương Phàm đem tàn đao đưa cho Lưu Ba. Cầm dùm ta cho ngươi sở thử. Lưu Ba kỳ quái đưa hai cánh tay bưng lấy tàn đao. Nhưng, tàn đao nhìn trong tay Khương Phàm rất bình thường, kỳ thật trọng lượng lại là ngàn cân. Lưu Ba vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai tay bỗng nhiên hạ xuống, lảo đảo một cái, ngã chúi đầu về phía Khương Phàm. Khương Phàm lấy ra một thanh Âu Cương đao, đâm vào tim Lưu Ba. Phốc phốc, Lưu Ba vừa xách tàn đao, kết quả ngực bị đâm một thanh cương đao. Đột nhiên xuất hiện một màn không chỉ để Lưu Ba trở tay không kịp mà cũng làm cho bọn người Văn Ngạn ngây ngẩn cả người. Sư huynh, cảm ơn. Khương Phàm đưa tay nắm chặt tàn đao, trong nháy mắt bạo khởi bổ tới Văn Ngạn bên cạnh. Ngươi làm gì? Văn Ngạn kêu lên sợ hãi, hốt hoảng lui lại, dù sao chuyện cũng đột nhiên xảy ra, đầu hắn đều là mộng, lùi lại phía sau, rất nhanh đã bị loạn bước chân. Phốc phốc, đao khí cuồng liệt trùng điệp bổ vào bộ ngực hắn, nổ lên huyết hoa.
Văn Ngạn bị đụng văng tới thân cây phía sau, hai mắt trừng trừng, hồng hộc hổn hển, khó có thể tin được mà nhìn trước ngực đang rách dưới. Khương Phàm, người nổi điên cái gì? Cổ la, Từ Dương Thạc giật mình bừng tỉnh, cấp tốc lui lại đến bên ngoài mười mấy mét. Ngươi mẹ nó, đầu bị lừa đá à? Ngươi đâm ta một đao làm gì? Lưu Ba run rẩy bưng lấy ô cương đao nơi ngực, không thể nào tiếp thu được, lại không dám tin tưởng. Rõ ràng là bọn hắn tính kế Khương Phàm, sao Khương Phàm lại đâm cho hắn một đao? Không nên nha. Kim Cương Tông cho các ngươi điều kiện gì để cho các ngươi phản bội Thiên Sư Tông? Khương Phàm lấy ra ô cương cung từ trong thanh đồng tiểu tháp, không vội vã kéo, chỉ nhắm ngay Văn Ngạn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Văn Ngạn gian nan muốn đứng lên, toàn thân lại đau đến cứng ngắc, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống gương mặt. Bành! Ô cương tiễn thoát cung, kinh khí xoay tròn gào thét xuyên thủng lồng ngực Văn Ngạn. Bọn người Cổ La mặc dù đều là đệ tử tinh anh của Thiên Sư Tông, thường xuyên vào rừng lịch luyện nhưng xưa nay cũng không có trải qua chuyện như vậy, càng không có gặp được tên điên tàn nhẫn nào như vậy, nói giết liền giết, gọn gàng mà linh hoạt. Khương Phàm kéo ô cương cung ra, lại hướng Từ Dương Thạc nơi xa. Ngươi không nói. Ngươi bị điên sao, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ. Ngươi đây là phạm vào tộc quy, tông chủ cũng không gánh nổi ngươi. Từ Dương Thạc kém chút nhảy dựng lên, cuối cùng cũng thanh tỉnh từ bên trong sợ hãi, cai yêu ta siết hoạt linh văn, toàn thân đều dâng lên cỗ khí lãng màu nâu. Linh văn lại là tấm chắn. Binh linh văn hiếm thấy. Biểu thị phòng ngự cường đại. Khương Phàm, người tâm ngoan thủ lạt, Thiên Sư Tông không giữ ngươi lại được. Cổ la vừa sợ hãi lại càng phẫn nộ, tay trái nâng lên, tay phải xoay tròn, kiếm khí liên tiếp thành hình ở phía trước, ngưng tụ thành lợi kiếm khóa chặt Khương Phàm lại. Đều không phải là đồ đần, đừng giả bộ. Kim Cương Tông dám cầm hai tòa tinh quáng làm tiền đặt cược, không chỉ có lực lượng chê y mặt nổi, còn khẳng định có sát chiêu vụng trộm. Thời điểm các ngươi xuyên qua mê vụ ta cũng không có chạy xa. Những lời các ngươi nói, ta đều nghe được. Khương Phàm quay người đối mặt với Cổ La, cũng dần dần hạ xuống ô cương tiễn trong tay. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cổ La còn muốn rảo biện, muốn há to miệng mà quát tháo. Thiên Sư Tông chúng ta hiện tại không được có bất luận tổn thất gì, chính là cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Tông chủ biết rõ Thiên Cương Tông đến đỡ Kim Cương Tông, còn muốn công nhiên liều mạng. Đây không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn. Ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào hủy Thiên Sư Tông. Khương Phàm kỳ quái nhìn hắn. Tông chủ làm quyết định gì, tự có cân nhắc, một đệ tử như ngươi thì biết cái gì. Luôn mồm bảo hộ Thiên Sư Tông, lại muốn giết ta, chắp tay nhường ra hai tòa tinh quáng. Ngươi quá tự cho là đúng, hay là trí thông minh bị thiếu hụt. Khương Phàm thật không có gì để nói, mảnh La Phù Sơn mạch này xác thực lớn, chim gì cũng đều có. Cổ La đáp lễ Khương Phàm. Ngươi đến Thiên Sư Tông mới mấy ngày, ngươi biết cái gì? Ta không hiểu Thiên Sư Tông, nhưng ta hiểu lợi và hại, đúng và sai, ngươi cấu kết Kim Cương Tông, giết không chỉ có mình ta, mất cũng không chỉ có hai tòa tinh quáng của Thiên Sư Tông, càng quan trọng hơn là cách nhìn Kim Cương Tông đối với Thiên Sư Tông. Người như vậy, Thiên Sư có thể bị lấn. Khương Phàm đột nhiên nhấc ngang ô cương cung, kéo đến đầy tròn, ô cương tiễn thoát cung nổ bắn ra. Ngươi còn muốn ra tay với ta? Cổ La đẩy trưởng, kiếm quang bén nhọn xoay tròn cuốn về phía ô cương tiễn. Keng! Thương thương thương! Ô cương tiễn đánh lửa văng khắp nơi, cưỡng ép chuyển hướng, trùng điệp đánh vào chê y mặt đất, nhưng không đợi Cổ La rút kiếm lao đến Khương Phàm, bạo viêm phủ quấn quanh bên chê y ô cương tiễn ẩm vang nổ tung, hóa thành hỏa diễm mãnh liệt, cuốn ra hơn 70 mét. Cổ La chửi mắng, hốt hoảng lui lại. Khương Phàm đón liệt diễm phóng tới Cổ La. Cổ La, coi chừng, hắn giết qua đấy. Từ Dương Thạc lập tức hô to nhắc nhở. Cổ La cấp tốc ổn định, cai yêu ta siết hoạt kiếm văn, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Nhưng, Khương Phàm cũng không trực tiếp lao thẳng đến Cổ La mà sau khi xông vào liệt diễm hắn liền cấp tốc phi nước đại, thả người nhảy lên cây giả vây quanh phía xa. Từ Dương Thạc trừng to mắt, hết sức chăm chú cảnh giác đám lửa kia. Khương Phàm lại di chuyển nhanh trong tán cây tươi tốt, nhanh nhẹ như linh viên. Không đợi liệt diễm hoàn toàn tản ra, Khương Phàm đã từ chê y không trung xuất hiện ở sau lưng Từ Dương Thạc.
Cổ La cảnh giác Khương Phàm khắp nơi, ánh mắt xuyên qua liệt diễm đang bốc lên thấy được thân ảnh rơi xuống nơi xa. Ở ngay phía sau ngươi. Ta. Từ Dương Thạc quá sợ hãi, lúc xoay người liền ca yêu ta xỉa thích linh văn nhấc lên khí lãng màu nâu, hình thành tấm chắn cứng cỏi ở trước mặt. Một người ở trên y cao nâng năm ngón tay dày, hiện ra khí lãng nồng đậm. Khương Phàm rơi xuống đất đứng dậy, một khắc này, huyết khí toàn thân sôi trào, bá đao thức cuồng dã chém một cái. Oanh! Đao thế quá mạnh! Tấm chắn ứng thanh vỡ nát, nổ ra khí lãng đánh bay Từ Dương Thạc đang chật vật. Khương Phàm sải bước phi nước đại, tàn đao liên tiếp phách chạm. Bá đao thức! Ca yêu ta siết đầu tiên! Ca yêu ta siết thứ hai! Từ Dương Thạc vừa sợ vừa giận lại điên cuồng, linh văn khu động linh khí toàn thân, không ngừng hình thành tấm chắn ở trước mặt. Nhưng, thế công của Khương Phàm vừa dũng mãnh lại bá đạo, Từ Dương Thạc khó mà thi triển linh lực toàn lực, càng dần dần hỗn loạn. Khi Khương Phàm bổ ra ca yêu ta siết bá đao thức thứ tư, Từ Dương Thạc không kịp tạo tấm chắn đã bị chém nát, đao khí kinh người trùng điệp bổ vào chê y lồng ngực. Uy lực không thua gì một ngọn núi đá va chạm. Từ Dương Thạc rời khỏi mặt đất, bay ra mười mấy mét bên ngoài, nằm dạp chê y mặt đất vô lực mà run rẩy, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Khương Phàm dùng bốn liên ca yêu ta siết hao hết lực khí toàn thân, quỳ một chân chê y đất, kịch liệt thở hổn hển. Cổ La đang muốn la lên bảo Từ Dương Thạc phải chịu đựng. Kết quả người đã bay tới, liền nằm nhoài trước mặt hắn. Máu tươi đỏ hồng, nhìn thấy mà giật mình. Cổ La mặc dù ở ngoài sơn môn đã kiến thức qua Khương Phàm cường đại đến thế nào, nhưng giờ khắc này tự mình đối mặt, hắn đã cảm nhận được sự rung động không cách nào nói rõ. Tên này không chỉ có thực lực cường đại, mà là một loại khủng bố không gì nói được. Hoàn toàn không giống với tất cả đối thủ hắn trước đó gặp phải. Ngươi không chỉ có sợ, còn phản ứng chậm. Kiếm linh văn tốt như thế, thật lãng phí. Khương Phàm điều trị huyết khí, từ từ đứng thẳng người. Cổ La cảnh giác nhìn Khương Phàm, giờ khắc này hắn đã cảm nhận được một loại sợ hãi. Đây là cảm giác chưa từng có qua ở trên y người bất kỳ kẻ nào. Ngươi là ai, ta không tin người như ngươi lại là kẻ vô danh. Cổ La nhìn Khương Phàm, tựa như thấy được một đầu yêu thú tàn nhẫn, thậm chí so với yêu thú càng đáng sợ hơn. Dạ An Nhiên đưa ta trở về, tự nhiên có lý do của nàng. Dạ Thiên Lan sớm không cường thế, muộn không cường thế, hết lần này tới lần khác đợi sau khi Dạ An Nhiên trở về hiện ra tư thái, cũng có lo nghĩ của hắn. Ngươi hành động, bất quá chỉ là tự cho mình thông minh. Khương Phàm lại triệu Ô Cương cung ra, khóa chặt Cổ La trước mặt. Cổ La lập tức cảnh giác, sẵn sàng trận địa đón Khương Phàm. Ngươi đến cùng là ai? Trả lời ta một vấn đề. Là ai tìm tới ngươi? Không ai tìm ta. Vậy là ngươi chủ động tìm ngoại nhân. Lời Khương Phàm còn chưa dứt, Ô Cương cung đột nhiên chuyển hướng, bắn tới Lưu Ba ở nơi xa. Chê y ngực Lưu Ba mặc dù bị đâm một cây đao, lại bởi vì toàn thân căng cứng nên một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng cũng không chết. Lúc này ngay lúc đang cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên, đưa vào trong miệng một viên đan dược bảo mệnh. Rốt cuộc đan dược cũng đưa được vào trong miệng. Lúc hắn muốn thở phào, Ô Cương tiễn đánh xuyên qua khoang bụng, mang theo lực lượng mạnh mẽ chân hắn lảo đảo lui lại. Thân thể khẽ động, Ô Cương đoản đao sắc bén chê y ngực phá vỡ trái tim hắn. Lưu Ba tức giận nhìn Khương Phàm, lại không nói ra được một câu liền quỳ ở nơi đó tắt thở. Cổ La lại lần nữa đổ mồ hôi lạnh, tên điên này quá độc ác, đối đãi địch nhân hoàn toàn không lưu tình. Ngươi liên tiếp sát hại tông môn đệ tử. Có thể đừng nói nhảm nữa không? Ngươi, là ngoại nhân tìm được ngươi, hay là ngươi tìm ngoại nhân? Mộ Dung Sung, hắn tìm tới ngươi, ngươi đáp ứng. Ta là vì Thiên Sư Tông, Thiên Sư Tông xuống dốc là sự thật, muốn bảo trụ địa vị, chỉ có thể ẩn nhẫn. Cổ La còn muốn tranh luận, lại bị Khương Phàm đánh gãy. Ta cho ngươi một chuộc tội cơ hội. Đem Kim Cương Tông dẫn ra, làm xong, ngươi có thể còn sống mà đi ra khỏi N oán tràng. Cái chết của bọn người Lưu Ba, ta cũng có thể nói cho tông chủ là ngoài ý muốn. Làm không tốt, người phải chết, bọn hắn cũng sẽ bị đính bên chê y sỉ nhục trụ của Thiên Sư Tông. Cổ La hừ một tiếng. Người chỉ có một mình lại muốn giết toàn bộ Kim Cương Tông. Người biết thanh danh Nhậm Thủy Hàn ở trong La Phù Sơn Mạch ra sao không? Người một mực dẫn ra, tự ta sẽ xử lý. Người có thể cự tuyệt, cũng có thể hợp tác cùng Nhậm Thủy Hàn.
nhưng chỉ cần ta còn sống đi ra ngoài, Cổ La ngươi chính là phản đồ Thiên Sư Tông. Ta tin tưởng, vô luận là Thiên Sư Tông hay là La Phù Sơn Mạch, đối đãi phản đồ cũng sẽ không quá thiện lương. Lúc Khương Phàm nói chuyện vẫn đang ngó chừng thần sắc của Cổ La. Nếu ánh mắt trốn tránh, nói rõ đang động tâm tư. Giết! Nếu như biểu lộ giãy giụa, nói rõ nghiêm túc cân nhắc. Lưu! Thật lâu, sắc mặt Cổ La âm trầm nhìn chằm chằm Khương Phàm. Lặp lại lần nữa, ta không phải phản đồ, ta làm hết thảy cũng là vì tông môn. Vậy cũng chớ lề mề, chứng minh cho ta xem, mang theo ta, tìm tới bọn hắn. Cổ La, người rốt cuộc cũng chịu xuất hiện, làm sao lại chỉ còn mình ngươi? Hai ngày sau, Cổ La gặp Nhậm Thủy Hàn đang tìm con mồi. Bị người khắc phục Kaiotasis, bọn hắn đều đã chết. Cổ La nhắc nhở mình không cần khẩn trương, đón bọn hắn đi tới. Khương Phàm đâu? Nhậm Thủy Hàn góp nhặt không ít ngọc bài, nhưng càng muốn hơn chính là mệnh của Khương Phàm. Đây là quan hệ đến vinh dự của Kim Cương Tông, càng quan hệ đến hai tòa tinh quáng trọng yếu. Hắn đã phát hiện ý đồ của chúng ta, ngày thứ ba liền bỏ chạy. Cổ La dựa theo những gì Khương Phàm phân phó nói. Ngu xuẩn, chút chuyện này đều làm không xong, đáng đời Thiên Sư Tông các ngươi xuống dốc như thế. Nhậm Thủy Hàn lúc này quát tháo, ngay cả một người đều không trông coi nổi, còn có thể làm những gì. Bốn vị đệ tử Kim Cương Tông hừ một tiếng, tên Cổ La này chỉ có kỳ danh. Cổ La tức giận, lại nhịn xuống không có gây nhau. Ta tìm tới hắn, nếu muốn mệnh của hắn, chính các ngươi đi lấy. Ở nơi nào? Ở trong một chỗ sơn cốc, bị trọng thương, đang ở đó tu dưỡng. Đều đã bị thương nặng, ngươi làm sao không tự mình xử lý? Hắn chọn nơi không dễ bắt, các ngươi đi thì liền biết. Cổ La mang theo bọn hắn đi tới một cái sơn cốc. Tòa sơn cốc này có cấu tạo rất đặc thù, ba tòa núi cao đọng lại, không chỉ tạo thành thác nước, còn có một vết nứt liên thông phía ngoài. Khương Phàm đang núp ở trong bóng tối của vết nứt, nếu không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn thấy. Vết nứt kết nối với bên ngoài, phát giác nguy hiểm có thể tùy thời rút đi, cũng liên tiếp với hồ nước, nếu như bị ngăn chặn, cũng có thể tùy thời lao ra nhảy vào trong hồ. Thực biết chọn chỗ. Nhậm Thủy Hàn cẩn thận quan sát tình hình sơn cốc, cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Cổ La nói, vết nứt có thể lấp, cửa vào cũng có thể cản, hồ nước là mấu chốt. Mặc dù không phải rất lớn, nhưng phía dưới rất sâu, còn nối liền đường sông phía ngoài, đây là chỗ dễ dàng chạy trốn nhất. Ta có thể tạm thời đông kết mặt hồ, hắn chạy không được. Nếu Nhậm Thủy Hàn tìm tới Khương Phàm liền sẽ không để hắn lại chạy trốn. Chỗ của hắn cách hồ không đến 20 bước, ngươi vừa lộ diện, không đợi xuất thủ là hắn có thể xông vào rồi. Các ngươi lại nhìn kỹ, vết nứt bên cạnh còn mang theo mấy dây leo, một mực ngả vào đỉnh núi, đó cũng là một con đường lùi. Bọn người Nhậm Thủy Hàn cẩn thận nhìn một chút, thật là có dây leo. Mà Khương Phàm trong bóng tối còn thỉnh thoảng mở mắt ra, quan sát bốn chỗ, vô cùng cảnh giác. Đệ tử Kim Cương Tông cũng cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ cách thời gian kết thúc N oán chàng chỉ còn 3 ngày, nếu như để Khương Phàm chạy trốn, muốn bắt lại thật sự khá khó khăn. Tiểu tử này rất giàu hoạt, không phải vậy ta cũng sẽ không tìm các ngươi khắp nơi. Ta có một đề nghị, Nhậm Thủy Hàn có thể từ đường sông bên ngoài bơi vào dưới đáy hồ nước, lại từ phía dưới lao ra, cũng trong thời gian ngắn nhất phong ấn mặt sông. Tại thời điểm ngươi phong ấn, chúng ta từ các cửa vào và vết nước tiến vào sơn cốc, còn có từ phía đỉnh núi lao xuống. Kiểu này chẳng khác nào gãy mất toàn bộ đường lui của Khương Phàm. Thương thế hắn rất nặng, một khi bị nhốt, chỉ có thể khoanh tay chờ bị bắt. Cổ La chỉ vào sơn cốc, làm an bài cho bọn hắn. Một vị đệ tử Kim Cương Tông hỏi. Ngươi sẽ phối hợp chúng ta. Nói nhảm, ta đều đã bị hắn phát hiện, nếu như hắn còn sống trở lại trong tông, tông chủ còn không tự tay giết ta. Trong lòng Cổ La kỳ thật còn có chút xoắn xuýt. Nhưng chuyện đã đi tới nước này chỉ có thể kiên trì phối hợp cùng Khương Phàm. Ngươi đến đỉnh núi đợi, một khi chúng ta xuất thủ, ngươi lập tức chặt đứt sợi đằng. Nhậm Thủy Hàn không nguyện ý để Cổ La đi cùng với sư huynh đệ của nàng, dù sao hắn cũng là người ngoài. Được, ta chặt đứt sợi đằng liền nhảy xuống. Ta sẽ từ đường sông vòng vào đáy hồ. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ta lao ra khỏi mặt hồ, các ngươi liền động thủ. Nhậm Thủy Hàn không sợ phiền phức. Chỉ cần có thể giải quyết được Khương Phàm, phiền phức gì đều có giá trị.
Sau khi bọn hắn làm tốt ước định, Nhậm Thủy Hàn là người đầu tiên rời khỏi, Cổ La tiến vào trong cánh rừng bên cạnh, chạy lên đỉnh núi, bốn người còn lại tách ra hành động. Hai người tiềm phục ở cửa vào sơn cốc, tùy thời chuẩn bị giết đi vào. Hai người vây quanh trong cánh rừng, từ bên ngoài xông vào trong khe. Nhưng ai cũng không có chú ý, tại thời điểm bọn hắn bắt đầu hành động, một tiểu xà dài nhỏ lặng yên không tiếng động chui vào sơn cốc. Đến rồi. Khương Phàm tu tiểu xà thu thanh đồng tiểu tháp, rất tự nhiên mà đứng lên. Hắn muốn làm gì? Phát hiện chúng ta sao? Hai người ngoài sơn cốc lập tức cảnh giác. Tuy nhiên Khương Phàm chỉ đi ra ngoài vết nứt, sau khi nhìn bốn bề nhìn hắn liền nắm nhánh cây bên cạnh kéo lấp lại miệng vết nứt sau đó lui về trong khe. Quá cẩn thận rồi. Hai người bên ngoài thở phào, thầm than tính cảnh giác cũng quá mạnh. Bất quá nếu lại che đậy thì bên trong sẽ càng đen hơn, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ Nhậm Thủy Hàn đi ra. Sau khi Khương Phàm ngăn chặn vết nứt ở cửa vào thì lập tức quay người phi nước đại, đứng cách lối ra 10 mét. Chỉ sau chốc lát, hai vị đệ tử Kim Cương Tông cẩn thận từng ly từng tí vây quanh lối đi ra, híp mắt nhìn vào bên trong. Vết nứt giống như hẻm núi chặt khít, hắc ám ẩm ướt, ánh mắt không xem được bao xa. A, à, một người trong đó có chút ngưng mi, mơ hồ nhìn thấy hắc ám phía trước giống như có thứ gì đó đang ngồi xổm. Thế nào? Ngươi nhìn nơi đó, có phải? Nam tử vừa muốn đưa tay, một đạo hàn mang đột nhiên lấp lóe trong ánh mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, âm thanh trầm đục, một mũi tên nặng nề xuyên qua lồng ngực của hắn. Lực trùng ca yêu ta siết cường đại mang theo hắn lảo đảo lui lại mấy bước, ngồi liệt trên y mặt đất. Hắn há to miệng, vô lực cúi đầu. Một người khác hơi sững sờ, sắc mặt kịch biến, lập tức nhào người qua bên cạnh. Phốc phốc, mũi ô cương tiễn thứ hai cơ hồ xẹt qua sát bờ vai của hắn, cuốn lên một vết máu. Khương Phàm ra một ca yêu ta siết thất thủ, quả quyết nhấc tàn đao xông ra ngoài. Người kia chưa tỉnh hồn nhưng vẫn ngay lập tức ca yêu ta siết hòa tinh lôi linh văn. Âm âm, toàn thân lôi chiều nổ lên như vô số roi sắt gào thét bạo ca yêu ta siết, trong chốc lát xé rách đại thụ bên cạnh, chân nham thạch vỡ nát. Khương Phàm vừa mới xuất hiện đã bị lôi chiều bức lui. Tên hỗn đản ngươi, dám giết sư huynh của ta. Người kia vừa sợ vừa giận, lớn tiếng gào thét, dẫn dắt lôi chiều toàn thân cuồng dã đánh một ca yêu ta siết về phía trước. Lôi chiều bạo tẩu, kịch liệt xen lẫn hóa thành một lôi quyền khổng lồ như cối xay. Lôi quang chói mắt, đinh tai nhức óc, mang thế công kinh người đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm không tránh, càng không thể tránh, đối diện mà lên, một tiếng bạo hống vang lên, huyết khí toàn thân sôi trào, bá đao thức ngang nhiên xuất cả yêu ta siết. Ầm ầm, lôi chiều nổ tung sụp ra lấy ngàn đạo lôi mang trùng cả yêu ta siết bốn phương tám hướng nuốt sống Khương Phàm. Mặc dù có tàn đao cùng đao khí chặn đánh nhưng vẫn xé mở trên y người hắn mấy chục vết máu. Nhưng Khương Phàm không thấy đau đớn, khí thế không giảm, phá tan lôi chiều xông về nam tử. Một ca yêu ta siết này của nam tử uy lực kinh người nhưng cũng tiêu hao rất nhiều, đang thở một hơi lấy lại khí tức thì nhìn thấy Khương Phàm máu me khắp người lao ra, hắn cắn răng một cái, quả quyết né tránh sang bên cạnh. Khương Phàm thu tàn đao, ca yêu ta siết hoạt kim viêm thánh văn. Nhấc lên liệt hỏa minh IG đánh ra hổ khiếu quyền. Tốc chiến tốc thắng. Người kia vừa ổn định cũng phóng xuất ra lôi chiều phản ca yêu ta siết, một đầu mãnh hổ màu vàng ầm vang thành hình đạp chê y liệt diễm đối diện lao tới, hung hăng đánh vào chê y người hắn. Cùng với bạo tạc mãnh liệt, nam tử kêu thảm bay ra ngoài, toàn thân rách dưới. Khương Phàm lần nữa chịu ra tàn đao, cất bước phi nước đại, sượt qua người kia. Một đao chém giết. Thế công lăng lệ vững vàng trùng ca yêu ta siết, toàn bộ bắt nguồn từ kinh nghiệm săn giết phong phú. Em mờ thanh gì vậy? Hai người ẩn núp bên ngoài sơn cốc dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Mặc dù có tiếng thác nước trong sơn cốc quấy nhiễu nhưng vẫn nghe được điểm dị thường. Thanh âm giống như truyền đến từ phía sau sơn cốc. Hai người trao đổi nhắm mắt, đều ca yêu ta siết thích linh văn chê y chán, cảnh giác vết nước trong sơn cốc. Cật lực muốn thấy rõ ràng tình huống trong bóng đen. Đúng vào lúc này, một tiếng bước chân gấp rút từ trong rừng cây phía sau bọn họ truyền đến. Hai người bỗng nhiên quay đầu, một thân ảnh mạnh mẽ nhảy vào ánh mắt. Khương Phàm. Bọn hắn khó có thể tin được, không phải hắn đang trong cái khe sao, làm sao lại ở đây?
Khương Phàm không có che giấu, đột ngột nhảy lên, linh văn lấp lóe, liệt diễm sôi trào, nhiệt độ cao mãnh liệt vặn vẹo không gian. Liệt hỏa kim liên. Khương Phàm từ trên y trời giáng xuống, liệt diễm toàn thân tùy theo rơi xuống, kịch liệt cuồn cuộn, cũng ngưng tụ thành một đóa hoa sen vàng cực đại. Ầm ầm. Khí lãng lao nhanh, kim liên nở rộ, một cỗ bạo tạc mãnh liệt lay động sơn lâm. Hai vị đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị khí lãng cùng liệt diễm đập vào mặt nuốt hết, kêu thảm bay ra ngoài. Khương Phàm cất bước lao nhanh mang theo liệt diễm hội tụ bên phải tay, đánh tới một vị đệ tử phía trước. Tại sao ngươi lại ở đây? Sau khi tên đệ tử kia rơi xuống liền chật vật thuận thế tung người lên, cương khí bạo động toàn thân cơ hồ trải rộng từng bộ vị để hắn phản ứng cực nhanh, mạo hiểm tránh khỏi một ca iota siết chí mạng của Khương Phàm. Cổ La, một tên khác giao cho ngươi. Nếu như hắn còn sống trở lại Kim Cương Tông, ngươi sẽ chết rất thảm. Khương Phàm ngưng tụ hỏa thương, đại khai đại hợp đánh về phía trước. Khương Phàm, tên hỗn đản ngươi. Cổ La cũng không có chạy đến đỉnh núi, mà tiềm phục ở ngay gần đó, vốn chỉ định nhìn Khương Phàm kết thúc như thế nào, bây giờ lại không thể không ra tay. Cổ La, ngươi dám phản bội ước định. Những người khác gầm thét, quả quyết xông vào rừng cây, cũng mặc kệ đồng bạn, cắm đầu phi nước đại. Dừng lại. Cổ La hét lớn, rút kiếm ra truy sát. Khương Phàm, Cổ La, các ngươi chờ đó cho ta. Vị đệ tử Kim Cương Tông bị Khương Phàm bước lui cũng cắn răng một cái, quay người xông về hồ nước. Hắn không biết ba người khác của Thiên Sư Tông có chết thật hay không, nhưng hắn biết hôm nay bị gài bẫy. Hắn muốn chạy trốn bảo vệ tính mạng, càng phải thông chi ngay cho Nhậm Thủy Hàn đang từ đáy hồ đến gần. Bọn hắn có thể bại, nhưng không thể bị bại thảm như vậy. Cuốn lấy hắn cho ta. Khương Phàm giật thanh đồng tiểu tháp xuống, ném tới người kia. Đồng thời dùng tốc độ cao nhất phi nước đại, gắt gao nắm chặt tàn đao, mạch máu điên cuồng bạo phát lực lượng. Hắn không thể vận dụng hỏa diễm ở trên y mặt hồ, nếu không rất dễ dàng kinh động đến Nhậm Thủy Hàn phía dưới. Thanh đồng tiểu tháp lóe lên quang hoa, tiểu xà vèo vèo chui ra, hai cánh di động, cả người lao tới quấn lên cổ nam tử. Thứ gì? Nam tử vồ một cái về phía cổ, đồng thời nhanh chân nhảy lên, muốn xông vào trong hồ. Nhưng tay vừa đưa lên lại không có bắt chúng thứ gì cả, chỉ thấy một đạo ám quang lấp lóe ở trước mắt. Phốc phốc, tiểu xà vung đuôi như đao nhọn lên đâm vào mắt nam tử. Nam tử kêu thảm, thân thể đang muốn lên nhảy chật vật nhào vào mặt đất. Tiểu xà xoay chuyển, phần đuôi bén nhọn hiện ra hàn quang, thổi phù một tiếng đâm vào con mắt còn lại. A à, tên này kêu thảm chống người dậy, toàn thân bạo phát cương khí kinh người đánh bay tiểu xà. Cương khí như sấm chấn vỡ lân phiến toàn thân tiểu xà, huyết thủy vẩy ra. Khương Phàm thừa cơ giết tới, phát ra một tiếng giống, bá đao thức mãnh liệt bổ xuống. Ầm ầm, phốc phốc, tàn đao đánh cương khí rách tả tơi, trùng điệp đánh vào ngực tên kia. Trước ngực hắn vỡ vụn, bay ngược về sau, đánh tới mặt hồ. Khương Phàm giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc liền vào tới, kéo lấy cổ chân của hắn, toàn thân phát lực hướng văng ra ngoài sơn cốc. Nhậm Thủy Hàn từ đường sông vòng vào đáy hồ, bởi vì thác nước đang đổ mạnh nên nàng không nghe thấy tiếng vang phía ngoài, cũng không thấy được dị dạng gì, một bên ca iota siết thích băng tinh linh văn và phong linh văn, một bên hướng lên mặt hồ. Sau khi Khương Phàm chém giết người kia thì nhìn qua hồ nước, để ô cương tiễn của ô cương cung. Ô cương tiễn còn có 8 mũi, nhưng bạo viêm phù lại chỉ còn 2 tấm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quấn vào chờ đợi con mồi xuất hiện. Sau đó không lâu, Nhậm Thủy Hàn lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn qua vết nứt cách đó không xa. Sơn cốc rất an tĩnh, chỉ có thác nước đang lao nhanh không ngừng rơi xuống, cả iota siết thích hơi nước bao phủ sơn cốc. Nhậm Thủy Hàn đoán chừng những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức xông ra từ mặt hồ, vận sức chờ phát động, hàn khí mãnh liệt tràn ngập, bao phủ mặt hồ, càng quét sạch thác nước. Răng rắc, mặt hồ cấp tốc kết băng. Ngay cả thác nước đều bởi luồng không khí lạnh xâm nhập vào cấp tốc đông kết. Mặc dù dòng nước nơi đỉnh núi còn đang cấp tốc rơi xuống, nhưng chí ít hiện tại vẫn bị phong bế. Khương Phàm âm thầm đề khí, nữ hài này có nhiều linh lực như vậy, vẫy tay một cái đã có thể so với một đòn toàn lực của hắn. Giết cho ta. Nhậm Thủy Hàn không có chút do dự, thét một tiếng ra lệnh, chủ động lao đến vết nứt. Nhưng, bên ngoài sơn cốc không có động tĩnh. Trên y đỉnh núi cũng không có âm thanh,
sau lưng lại đột nhiên truyền đến kình khí gào thét. Nhậm Thủy Hàn bỗng nhiên quay người, một đạo hàn quang gào thét mà tới, thẳng tới trước mặt, cô nàng kinh hãi nhưng mà vẫn chưa loạn, đưa tay cả yêu ta xiết thích một luồng hơi lạnh hóa thành hàn băng trưởng ấn nghênh đón ô cương tiễn. Bang! M thanh giòn vang, ô cương tiễn lại bị cưỡng ép ngăn chặn, nhưng bạo viêm phù lại theo đó mà nổ tung, liệt hỏa cuồn cuộn ra mấy chục mét. Khương Phàm theo sát bắn ra mũi ô cương tiễn thứ hai, xông qua khối băng và hỏa diễm hỗn loạn, lao thẳng đến Nhậm Thủy Hàn. Nhậm Thủy Hàn hơi biến sắc, toàn thân như cuồng phong gào thét, giống như một cơn gió xoáy cỡ nhỏ, cuồn cuộn xoáy mạnh, bên trong còn tràn ngập băng tinh lít nha lít nhít. Ô cương tiễn bắn tới lại bị kình phong chấn động, bị hàn khí đóng băng. Bạo viêm phù thành công dẫn bạo nhưng lại bởi vì kình phong cuồng liệt mà bị cuốn về phía không trung, không có thương tổn đến Nhậm Thủy Hàn ở bên trong. Khương Phàm khẽ nhíu mày, võ pháp nữ nhân này mạnh như vậy. Khương Phàm. Nhậm Thủy Hàn nhìn thấy Khương Phàm, càng quả quyết phóng thích cuồng phong mạnh mẽ vòng quanh chính mình xông về giữa không trung, rơi xuống giữa sườn núi, ánh mắt bén nhọn quét qua sơn cốc, trong nháy mắt biến mất tại núi rừng. Chạy. Khương Phàm ngược lại sửng sốt một chút, hắn rất ít gặp được đối thủ như vậy, vậy mà có thể trước tiên phán đoán nguy hiểm, cũng quả quyết rút lui. Mà, phản ứng của mấy vị đệ tử Kim Cương Tông này đều rất nhanh, quả nhiên đều là tinh anh được tuyển chọn. Cổ La từ trong rừng cây gấp gáp trở về. Người đâu? Chạy rồi. Khương Phàm yên lặng cảm thụ độ dày của băng phong trên y mặt hồ, chừng 20 phân. Đây tuyệt đối không chỉ là uy lực võ pháp, cũng có quan hệ cực lớn với Linh Văn. Trách không được Dạ An Nhiên nói Nhậm Thủy Hàn kém chút đã trở thành thánh cấp Linh Văn. Chạy, sao ngươi có thể để nàng chạy? Cổ La sốt ruột. Nếu như Nhậm Thủy Hàn sống mà đi ra khỏi N oán chàng, không chỉ có Kim Cương Tông sẽ trả thù hắn, Thiên Cương Tông càng sẽ không tha cho hắn. Sợ cái gì, bọn hắn trả thù, ngươi liền phản ca yêu ta siết. Chỉ cần ngươi chung với Thiên Sư Tông, Thiên Sư Tông sẽ là nơi ngươi dựa vào. Ngươi mới mười mấy tuổi lại cứ sợ như vậy, sau này sao có thể trở thành một nam tử đỉnh thiên lập địa. Khương Phàm nhặt ô cương tiễn chê y đất lên, hai bạo viêm phù cuối cùng cứ như vậy mà lãng phí, quá đáng tiếc. Ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Cổ La chảy mồ hôi, trái tim nhảy loạn. Nhậm Thủy Hàn không phải người lương thiện, Mộ Dung Sung và Mộ Dung Thượng càng là hai dã thú hung ác, nếu như bọn hắn xem hắn là thành tử địch, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết hắn. Từ hôm nay trở đi, hắn đi ngủ cũng sẽ không an tâm. Cổ La sư huynh, nói chuyện khách khí một chút, chờ trở lại tông môn, ta nói ngươi ngay từ đầu đã hợp tác với ta, ngươi chính là công thần của Thiên Sư Tông. Còn nếu ta nói người bị buộc hợp tác với ngoại nhân, người chính là sỉ nhục của Thiên Sư Tông. Từ hôm nay trở đi, ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó. Mệnh của ngươi nằm trên y tay của ta, trừ phi ngươi thật muốn phản bội Thiên Sư Tông, lấy thân phận phản đồ chạy đến trong tông môn khác. Nhưng, trên y đời này ai sẽ chào đón phản đồ phản bội tông môn? Khương Phàm thốt ra một câu tàn nhẫn để Cổ La nhịn không được mà dùng mình. Khương Phàm đưa tay ra về hướng Cổ La. Lấy ra. Cái gì? Cổ La nhíu mày nhìn Khương Phàm, trong lòng vậy mà hiện ra một tia sợ hãi. Gia hỏa này đến cùng là ai? Tuổi còn trẻ mà lại rất khôn khéo và cay độc, còn rất hung hãn tàn nhẫn. Bề ngoài 13 tuổi, tâm tính 20 tuổi. Vị đệ tử Kim Cương Tông kia chết rồi, ngọc bài đâu? Cổ La không tình nguyện lấy ngọc bài ra. Ngươi thu thập bao nhiêu ngọc bài rồi? Trước đó 24 khối, tính cả 3 khối của mấy người Lưu Ba, lại tính cả 4 khối của mấy tên Kim Cương Tông là 31 khối. Nhiều như vậy. Cổ La vừa muốn nói không có khả năng, một mình xông xáo N oán chàng, còn sống cũng không tệ, sao có thể tìm được nhiều như vậy. Thế nhưng, ngẫm lại thực lực Khương Phàm giống như cũng không phải không có khả năng. Nếu như tính luôn chê y tay ngươi, hẳn là càng nhiều. Ta chỉ có một cái. Ta còn muốn giữ lại đi ra N oán chàng. Các ngươi trước khi tìm thấy ta liền không có giết qua Linh Yêu, không có đoạt lấy một thanh ngọc bài nào. Trước khi trả lời, ngẫm lại lời ta mới vừa nói, mệnh của ngươi nằm trên y tay của ta. Cổ La không tình nguyện mà lấy ra 5 khối ngọc bài. Ít như vậy, chúng ta đến đây cũng không phải tìm ngọc bài. Bọn người Cổ La chỉ lo tìm kiếm Khương Phàm, không có săn giết Linh Yêu. Không có phục ca yêu ta siết những đệ tử tông môn khác.
năm khối này là đúng lúc gặp được hai tử đệ tông môn chém giết nhau, Lưu Ba bảo nhất định phải nhúng tay, mới cướp được. Dựa theo tình huống, bao nhiêu khối ngọc bài thì có thể chiến thắng? 30 khối trở lên. N Oán Chàng mặc dù rất được chú ý, nhưng bởi vì cảnh giới chỉ cực hạn ở cửu trọng thiên, một vài thiên tài cũng không nguyện ý đến mạo hiểm, cho nên tình huống cơ bản là thực lực tương đương, trừ phi đội ngũ đặc biệt cường đại, nếu không cũng rất khó tập hợp đến 30 khối. Đi thôi, trốn đi. Trốn đi, Nhậm Thủy Hàn thì sao? Nếu Nhậm Thủy Hàn có thể phát giác nguy hiểm trước tiên liền chạy, nói rõ nàng không tự đại, không mạo hiểm. Người cảm giác một mình nàng sẽ ở trong rừng rậm du đãng hay là chờ chúng ta đuổi bắt? Nàng sẽ hợp tác cùng Thiên Cương Tông. Hiện tại, chúng ta là con mồi. Khương Phàm mặc dù ưa thích chủ động xuất Kaiota CS, nhưng càng là người thấy rõ tình thế. Nếu như Nhậm Thủy Hàn chỉ là lục phẩm linh văn như cổ la thì hắn sẽ không chút khách khí mà truy Kaiota CS, tuy nhiên thực lực của Nhậm Thủy Hàn có chút vượt qua hắn mong muốn, nếu như phối hợp với đội ngũ Thiên Cương Tông, hắn không phải là đối thủ của đối phương. Nơi nào đó trong rừng rậm, Nhậm Thủy Hàn tìm được đội ngũ Thiên Cương Tông, ở trước mặt giận dữ mắng mỏ. Mộ Dung Thượng, ca ca ngươi đã nói gì với cổ la? Tên cổ la kia vậy mà mang Khương Phàm tính kế với chúng ta. Các ngươi phải phụ trách cái chết của bốn vị sư đệ Kim Cương Tông ta. Mộ Dung Thượng vừa tàn nhẫn săn giết một chi đội ngũ, mặt mũi hắn tràn đầy máu tươi, nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Cổ la dám tính kế với các ngươi, hắn có lá gan đó sao? Cổ la dẫn chúng ta vào cuộc, Khương Phàm mai phục đánh lén, đây không phải tính kế thì là cái gì? Mộ Dung Thượng lau đi máu tươi trên y mặt, đôi môi thật mỏng nói một câu. Xem như tính kế, nhưng năm tên phế vật bọn hắn vậy mà có thể giết chết bốn người các ngươi, còn đem ngươi dọa chạy. Nhậm Thủy Hàn, ngươi cũng không có lợi hại như trong truyền thuyết lắm. Nhậm Thủy Hàn hơi trầm xuống. Bớt nói nhảm, nếu như Khương Phàm sống mà đi ra khỏi N Oán Chàng, hai tòa quặng mỏ Kim Cương Tông, do các ngươi giao phó. Nằm mơ sao? Các ngươi vô năng, còn ỷ lại vào chúng ta. Mất mặt xấu hổ. Mộ Dung Thượng không khách khí xì ngụm nước bọt. Toàn thân Nhậm Thủy Hàn dâng lên hàn khí nồng đậm, mặt đất cũng bắt đầu kết băng. Mộ Dung Thượng, người quả nhiên không bằng ca ca Mộ Dung Sung của ngươi. Thiên phú không bằng, trí thông minh lại càng không bằng. Tiểu nương bì tử, ngươi muốn chết. Không có Thiên Cương Tông chúng ta đến chống đỡ, Kim Cương Tông các ngươi ở đâu ra lực lượng đối kháng Thiên Sư Tông. Sắc mặt Mộ Dung Thượng đột nhiên dữ tợn, da thịt gương mặt và cái cổ thiết chặt đầy lân phiến. Hắn không nguyện ý nhất chính là nghe được câu hắn không bằng ca ca hắn. Sư huynh, nếu như Khương Phàm còn sống mà ra khỏi N Oán Chàng, chúng ta ai cũng đều sẽ mất mặt. Một vị nữ đệ tử Thiên Cương Tông thấp giọng nhắc nhở Mộ Dung Thượng. Hừ, coi như cổ la tính kế các ngươi, nhưng dễ như trở bàn tay liền bị tính toán, cũng là do các ngươi vô năng. Muốn ta hỗ trợ đuổi bắt Khương Phàm, được thôi, cho ta 8 khối ngọc bài. Mộ Dung Thượng không tiếp tục dây dưa, nhưng cũng không có ý định cứ như vậy tùy tiện hỗ trợ. Song phương phối hợp, là tông chủ hai tông quyết định. Nhậm Thủy Hàn tức giận, tên hỗn đản này có thể sống đến hiện tại, thật đúng là thua lỗ cho ca ca hắn. Nếu như các ngươi ngay từ đầu liên hệ chúng ta, coi như cổ la tính kế cũng sẽ không đạt được ý đồ. Ngươi lại nhất định tự đại, chính mình hành động. Đây là ngươi không tuân thủ ước định trước. Mộ Dung Thượng ăn chắc nói với Nhậm Thủy Hàn. Khoảng cách đến thời gian kết thúc chỉ còn 3 ngày, ngọc bài trong tay bọn họ mới 33 khối. Mặc dù rất nhiều, nhưng muốn bảo đảm 3 hạng đầu thì vẫn kém một chút. Trong lòng Nhậm Thủy Hàn tức giận, biết rõ Mộ Dung Thượng đang dọa dẫm nhưng lại không thể không tiếp nhận. Nếu không, Khương Phàm cứ thế mà sống đi ra khỏi N Oán Chàng, tông môn tổn thất quặng mỏ, toàn bộ tội đều sẽ đặt ở trên y người nàng. Cho ngươi trước 3 khối. Bắt được Khương Phàm, cho ngươi thêm 5 khối.